chương 1881 biệt khuất. Âu Dương Minh thấy thế cười cười, bỗng nhiên đem trong tay bất hủ chi lực đoàn đánh tan. Lưu lại không sai biệt lắm một phần mười vứt xuống trên người hắn, cười nói, ngươi. Muốn nhiều như vậy là đủ rồi, còn lại thuộc về ta. Quay đầu đi Âu Dương cuồng đao cùng ngô xuyên cái kia đánh một chút gió thu. Lần này nói đến thật thiệt thôi, sớm biết đỉnh phong thần vương tới không được lộng mấy chục cái thượng vị thần vương bỏ ra chiến có thể có thể kiếm lời một bút lớn tận lực đừng chết a à, ngươi cùng thật có lý nếu là cũng đã chết tiểu tử này đại khái thật muốn cùng ta triệt để trở mặt âu dương minh cười một hồi nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói hắn đến cùng là ai thiên hành đại đế trùng sinh xây hoàng trùng sinh vẫn là giờ khắc này ngô phong cơ thể chấn động một cái yên tâm ta không muốn đi tìm tòi nghiên cứu ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề ai là thiên hành đại đế ai là xây hoàng âu dương minh thì thào một tiếng thất thần nói cường giả chi tranh kẻ yếu tội gì ai mới là kẻ cầm đầu lấy ức vạn chúng sinh làm quân cờ thiên không giết ta tới giết dương trần mấy người một mực không đi một lát sau tân Hoàn mở miệng nói dương trần các ngươi đi về trước đi đông ương đạo cung bây giờ rối bời lão ngô lại bị thương ngươi trở về an bài một chút lão sư ngài ta muốn ở lại đây tân hoàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn cửa thông đạo cười nói mặc dù điện chủ tại bất quá vẫn là ở lại đây càng yên tâm một chút kỳ thực giờ khác này vẫn là có biện pháp đảo loạn thông đạo đông cửu hoàn mặc dù củng cố nhiều năm có thể âu dương minh thực lực hắn đi vào đảo loạn thông đạo làm cho đối phương không cách nào tới vẫn là có thể làm được bớt quá không có người sách vụ này đông ương đạo cung sẽ giết trở về dù là đông ương đạo cung không giết trở về nhân loại cũng sẽ giết trở về đại chiến sắp toàn diện mở ra bây giờ phong tỏa đông cửu hoàn thông đạo không có chút ý nghĩa nào một khi thông đạo toàn bộ triển khai tất cả không ổn định thông đạo đều sẽ triệt đề củng cố cùng khi đó đại loạn còn không bằng bây giờ mở ra thông đạo, cướp đoạt tài nguyên. Thanh trừ ngoại vực cánh chim, Dương Trần liếc mắt nhìn còn tại ngủ say thật có lý. Một lát sau mở miệng nói, vậy ta trước đưa lão sư trở về. Hắn bên này đang nói, nơi xa, Âu Dương Minh âm thanh truyền đến, cuồng đao chấn thủ. Ngô chấn thủ, các ngươi đi Trung Châu, hai. Vị chấn thủ sứ liếc nhau, cũng không nói cái gì, rất nhanh liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Dương Trần gặp Ngô Xuyên không có sách thần tinh truyện. Nghĩ nghĩ lại đem một cái nạp giới đưa tới, mở miệng nói, Ngô Sư Huynh. Thần tinh cùng một chỗ mang theo A à, Thuận buồm xuôi gió. Đông ương đạo cung về sau còn phải dựa vào Ngô Sư Huynh quan tâm. Ngô Xuyên tiếp nhận nạp giới, linh hồn chi lực liếc nhìn một phen, không khỏi cười nói, ngươi. Ngược lại là có đại khí, nói xong, Ngô Xuyên cũng không già mồm, nhận lấy nạp giới bên trong đã tràn đầy thần tinh, 5.000 cân hẳn là có. Ngô Xuyên vừa định đi, Dương Trần lại vội vàng nói, tân lão sư. Ngài đem linh bảo trường kiếm trước tiên cho ngô sư huynh. Trường kích ngài cầm quay đầu lại lần nữa đúc tân. Hoàn bật cười, tiện tay đem trường kiếm quăng cho ngô xuyên. Ngô xuyên đem trường kích ném cho tân hoàn. Ngô xuyên lần này thật muốn đi, đi vài bước, bỗng nhiên truyền âm cho Dương Trần khẽ thở dài không nên oán dương trần sư huynh biết ngươi đang suy nghĩ gì nhưng cái này thời đại chính là như thế chúng ta đều trong bóng đêm tiến lên không có người có thể tránh cho ngươi là như thế ta là như thế điện chủ cũng là như thế hắn không phải thần hắn không cách nào tính toán tường tận hết thảy nhìn thấu tương lai ta tới đông ương phù đảo cũng là điện chủ an bài đồng dạng những người khác đi trung châu cũng là điện chủ an bài mà hết thảy này chỉ có một cái mục đích thắng lợi bằng trả giá thật nhỏ đổi lấy thắng lợi lớn nhất thành quả đây chính là nhân loại đây chính là cửu châu dương trần nếu có hướng một ngày dùng điện chủ chết có thể đổi lấy mấy vị thần vương hóa cảnh tính mệnh điện chủ cũng sẽ không do dự ta biết ta không có oán chính là không cam tâm vậy liền hảo hảo tu luyện a à, ngô xuyên than nhẹ một tiếng tiếp lấy khôi phục nụ cười mở miệng nói đông cử hoàn phản kích thời điểm, ta lại đến giết thống khoái, lần này. Biệt khuất, bỏ lại lời này, ngô xuyên tốc độ cực nhanh, cấp tốc rời đi, Âu Dương cuồng đao muốn nói vài câu. Cuối cùng vẫn không có mở miệng, ngô xuyên cùng Âu Dương cuồng đao đi. Dương Trần ôm thật có lý chính chuẩn bị rời đi, nơi xa, Âu Dương Minh lần nữa nói, tới. Dương Trần quay đầu nhìn về phía thẩm lãng nhiên mấy người, mở miệng nói, mấy người các người đi về trước đi mấy người gật đầu thẩm lãng nhiên suy nghĩ một chút nói đừng phát sinh xung đột dương trần lắc đầu nói có thể có mâu thuẫn gì hắn một hơi thổi chết ta ta dám không thẩm lãng nhiên bật cười lại nói chúng ta đi về trước bế quan tu luyện tranh thủ mau chóng thượng vị thần vương cảnh đông ương đạo cung phản kích nhớ kỹ thông chi chúng ta không muốn giữ yên lặng mà liền khai chiến biết mấy người nói một hồi dương trần hướng một bên đi đến một lát sau dương trần thấy được nổi bồng bềnh giữa không trung ngô phong thời khắc này ngô phong nhục thân thương thế đã khôi phục bất quá vẫn như cũ ngủ say bộ kia thủ sáo lộng lẫy cũng mở đi không còn trước đây thần vận dương trần vừa định nói chuyện lúc này âu dương minh vô cùng uy nghiêm mở miệng nói ngồi dương trần nhìn hắn một cái cũng không nói nhảm khoanh chân ngồi xuống đem lần này nội vực hành trình nói rõ chi tiết một lần nói xong ngừng một chút nói ngươi có thể oán ta tình báo không nên nói lung tung nói lung tung có lẽ sẽ chết rất nhiều người đến lúc đó ngươi chính là tội nhân thượng vị thần vương cảnh võ giả không muốn ngây thơ như vậy dương trần nổi nóng nói ta đều không nói ngươi liền biết ta muốn nói lời nói dối âu dương minh lạnh nhạt nói vậy là tốt rồi nói đi cung chủ có thể cứu sao âu oh. dương minh liếc mắt nhìn hắn tùy ý nói xem vận khí dương trần cũng không dây dưa rất nhanh nói ta trà trộn vào nội vực sau đi kiến hữu thành chính là xây phù hộ bản doanh hoàng thành xây phù hộ bản doanh có mấy trăm tọa vương thành thành chủ đều là đỉnh phong thần vương cảnh mà hoàng thành bên này còn có trừ thần vương hóa cảnh tổ sẽ bên ngoài bát điện bát điện chính phó điện chủ đều là đỉnh phong thần vương còn có ba mươi vạn xây phù hộ vệ thống soái một vạn vì quân đoàn quân đoàn trưởng cũng đều là đỉnh phong thần vương dương trần chậm rãi nói rất nhanh âu dương minh mở miệng nói tây cương ngoại vực có đỉnh phong thần vương trong bảng cường giả không tệ công hành thành chủ chính là đỉnh phong thần vương trong bảng cường giả mà đỉnh phong thần vương trong bảng cường giả cũng là bản nguyên võ đạo không kém cường giả rất nhiều bản nguyên võ đạo cường giả căn bản không có tư cách lên bảng công hành. Âu Dương Minh do dự một câu, lại nói: Bắc Cơ che giấu thực lực, người như thế nào biết được đoán? Bất quá ta trực giác rất chính xác đối với nguy cơ cảm ứng cũng rất mạnh. Ta rời đi kiến hữu thành ba nghìn dặm tả hữu mới cảm giác thoát ly nguy cơ. Cho nên ta suy đoán là Bắc Cơ che giấu thực lực, dương cung mà không phát ngươi. Ngược lại là dám đoán. Âu Dương Minh quét mắt nhìn hắn một cái, gia hỏa này lòng can đảm rất lớn, đang xây hữu thành thế mà cũng dám khuấy gió nổi mưa, kém chút nổ kiến hữu thành. Đây là hắn không nghĩ tới, không chỉ như vậy, liền xây phù hộ bản danh hoàng cung cũng dám chui vào, có thể nói là gan to bằng trời. Phong qua trở thành xây phù hộ vệ tả đô đốc, bắc cơ những dị tộc này lòng can đảm ngược lại là rất lớn, phong qua là người của chúng ta sao, ta cảm thấy hắn mấy lần ra tay. Có giúp ta thoát thân ý tứ, Phong Qua. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, một lát sau mới nói, Phong Qua không thể nói là ai người. Hắn có lý niệm của hắn, hắn có theo đuổi của hắn, bất quá hắn không có phản bội nhân loại. Hắn cùng với ta cũng chỉ có thể nói là hợp tác. Hoặc có lẽ là dứt khoát một điểm, hắn cũng coi như một đầu đường lui. Dù là đầu này đường lui có thể là tử lộ. Nếu có một ngày nhân loại thật sự chiến bại, không thể trốn đi đâu được. Có thể phong qua thật sự có thể cứu một nhóm người, dù là làm cẩu cũng muốn sống sót. Sống đến lật đổ ngoại vực dị tộc một ngày kia. Chương 1882 bình tĩnh. Ngay sau đó, Âu Dương Minh khẽ cười nói, có thể căn bản không có một ngày kia. Nhưng đến khi đó, cũng không cần để ý. Chủng tộc diệt tuyệt, vậy liền để hắn diệt tuyệt a, để cho một đám người vô tội sống sót có thể cũng là chúng ta duy nhất có thể lấy làm được âu dương minh lướt qua cái đề tài này rất nhanh chuyển rời đến cổ khư trầm ngâm nói cổ khư dị tộc hai đại viễn cổ danh chủ có thể thật muốn trùng sinh tàng vương đi dò xét kinh vương có động tĩnh gì ngươi ở bên trong vực có từng nghe qua kinh vương chuyện không có kinh vương rất điệu thấp ở bên trong vực bên kia cơ hồ không có ai dám nghị luận bao quát kinh vương phủ cũng chỉ là mèo con ba hai chỉ cơ hồ không có bất luận cái gì liên quan tới kinh vương tin tức lưu truyền âm. Hiểm không gọi là chó. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói một câu, lại chậm rãi nói, xây phù hộ bản doanh. Bây giờ chia làm ba cái phe phái, bắc cơ, kinh vương, buồn vương. Kỳ thực buồn vương ngu xuẩn nhất một đám. Những tên ngu xuẩn này, đại chiến cùng một chỗ, trước tiên rơi xuống chính là bọn hắn. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nằm mơ giữa ban ngày thôi buồn vương có thể bước ra loại thứ hai bản nguyên võ đạo đại khái chính là cái này khoảng trăm năm trăm năm qua này cũng là hắn sống động nhất thời kỳ hắn muốn ẩn núp thực lực làm ngư ông nhưng lại khống chế không nổi dã tâm của mình thậm chí nói khống chế không nổi chính mình khoe khoang chi tâm muốn cho kẻ bên cạnh biết sự cường đại của hắn cho nên nếu như hắn đột phá kỳ thực biết đến hẳn không ít ít nhất thắng vương những thứ này hẳn là biết đến Tóm lại, đại chiến bộc phát, buồn vương nhất hệ chính là xây phù hộ bản danh đẩy ra con rơi. Chẳng qua hiện nay ngươi nói Hàm Vũ đã biết được một số việc. Vậy kế tiếp một số việc khó nói, Dương Trần cũng không nói lời nào. Âu Dương Minh lại nói, "Bắc Cơ, Bắc Cơ dã tâm kỳ thực xây phù hộ bản danh tận chỗ đều biết. Chỉ là trước đó hợp với mặt ngoài, để cho đại gia kiêng kỵ." Bây giờ hắn ngủ đông không ra, âm thầm chỉ sợ cũng có một nhóm thần vương hóa cảnh đang ủng hộ. Hắn, cái này tạm thời không nói, đến nỗi Kinh Vương. Nói lên cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi ra hỏa, Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát. Chậm rãi nói, Kinh Vương Bỉ Tàng Vương điệu thấp. Đáng kinh ngạc Vương Thành Vương thời gian rất dài, hắn xuất hiện niên đại. Rất sớm, Kinh Vương cùng Phong Thiên Vương hẳn là quen biết, rất quen loại kia nói chuyện này để làm gì, Âu Dương Minh cười nhạt nói, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là nói cho ngươi, không nên coi thường kinh vương, bắc cơ cùng kinh vương thủy tính toán sâu. Hơn, không thể nào biết được, nhưng bắc cơ nếu quả như thật khôi phục thực lực. Kinh vương vị tất không biết. Bắc cơ tự cho là tính toán tường tận hết thảy, nhưng chưa hẳn không phải quân cờ, dương. Trần nghe vậy hơi hơi ngưng lông mày, không có mở miệng, Âu Dương Minh cũng không để ý hắn, cuối cùng hỏi ngươi nói làm ăn lớn là cái gì làm ăn lớn dương trần lần này không có lại trầm mặc trong tay xuất hiện một cái xây phù hộ tệ bình tĩnh nói xây phù hộ tệ một cái có thể đổi lấy trăm cân thần tinh sổ ghi chép đi liền có thể hối đoái ngoại vực sổ ghi chép đi hơn ngàn nhà thần tinh vô số cũng không cái gì phân rõ phương pháp chính là có một vệt thần vương hóa cảnh khí thế ẩn chứa nếu như giả tạo chỉ cần không phải đại quy mô đi hối đoái một nhà thay cái ngàn cân kỳ thực xem như buôn bán nhỏ gần như không sẽ có người nào để ý một nhà ngàn cân thiên gia chính là trăm vạn cân kỳ thực đây không tính là cái gì một cái mạch khoáng thật muốn đào đào một cái mười vạn cân thần tinh vẫn là không có vấn đề mười đầu khoáng mạch mà thôi ngoại vực khoáng mạch rất nhiều thần vương hóa cảnh nhóm cũng sẽ không lưu ý Giờ khác này, Âu Dương Minh ánh mắt sáng như tiết, sau một khắc. Dương Trần cầm lấy xây phù hộ tệ, xoay người rời đi, người ta. Không làm, ta lại đi nội vực, trở về phát hiện đông ương đạo cung cũng bị mất. Vậy ta còn đi làm sao? Dẫy cái 500 tấn thần tinh thì có thể làm gì? Ta lại dùng không bên trên nhiều như vậy, ta bây giờ đã đủ dùng, 500 tấn cũng là thiếu. Một nhà sổ ghi chép đi đổi 10 mai xây phù hộ tệ đó đều là ít nhất có thể có thể đạt đến ngàn tấn thậm chí nhiều hơn dù sao lạnh cách bản doanh cũng đang dùng xây phù hộ tệ bao quát yêu tộc xây phù hộ bản doanh kỳ thực một chút cao gia yêu tộc cũng đang dùng tứ đại dị tộc bản doanh đều chạy một vòng cái kia kiếm càng nhiều phía trước ta muốn rút sạch lại đi làm một lần bây giờ tưởng tượng ta khờ a à. đến lúc đó bị phát hiện ngoại vực thần vương hóa cảnh còn không phải khắp thế giới truy sát ta chính ta không cần nhiều như vậy tại sao phải vì cái này cùng thần vương hóa cảnh làm đến thực chất ta cũng không thần vương hóa cảnh thực lực dương trần vừa đi vừa nói ta kỳ thực muốn nhiều tài nguyên như vậy vô dụng tài nguyên nhiều hơn nữa có thể đem ta nện vào thần vương hóa cảnh điện chủ ngài nói đúng a à, âu dương minh mi tâm nhảy lên xây phù hộ tệ hơn ngàn nhà sổ ghi chép hành ngàn tấn thần tinh ngàn tấn không nói những cái khác, cao dai không nói, sẽ nói tới vị thần vương cảnh phía trước. Vũ tông cảnh đến thượng vị thần linh cảnh, kỳ thực cũng có thể dựa vào bỏ tiền đập lên, tôi cốt. Tôi thể, tôi phủ, đủ năng lượng, cũng có thể cấp tốc rèn luyện. Vũ tông cảnh đến thượng vị thần linh cảnh, nhanh chóng rèn luyện. Kỳ thực 10 cân xung quanh thần tinh là đủ rồi, 10 cân, ngày xưa. Hạ vị thần linh cảnh võ giả cơ hồ tiếp xúc không đến thần tinh trung vị thần linh cảnh cũng là dựa theo tiền tới tính toán ngàn tấn hai trăm vạn cân dựa vào bỏ tiền đều có thể đập ra một chi hai mươi vạn người trung giai đại quân tài quyết vệ là cửu châu một trong tam đại tối cường quân đoàn trung giai cũng liền miễn cưỡng hơn vạn người ngàn tấn thần tinh cửu châu cùng ngoại vực khai chiến tiến vạn nam đoạt đến thần tinh cũng không nhiều như vậy không đừng nói ngàn tấn trăm tấn đô tính toán đánh giá cao hai mươi vạn trung giai tu sĩ cũng liền Ngoại vực dị tộc có số lượng như vậy, xây phù hộ vệ 30 vạn quân đội, đều là trung cấp. Dương Trần Âu Dương Minh vừa mở miệng, Dương Trần chạy tốc hành. Trong chớp mắt không có tin tức biến mất, chờ hắn chạy. Âu Dương Minh bỗng nhiên chửi nhỏ một tiếng, cái đồ chơi này thế mà cố ý treo chính mình khẩu. Vị hỗn đản, ngàn tấn thần tinh. Âu Dương Minh thật muốn bị tức học máu, người không nói thì tính toán, người nói. Hết lần này tới lần khác không đi làm đây coi là cái gì, bình tĩnh, bình tĩnh. Âu Dương Minh lẩm bẩm ta là thần vương hóa cảnh, cảnh tượng hoành tráng gì chưa thấy qua. Ngàn tấn thần tinh mà thôi, hơn 10 đầu quặng mỏ chuyện. Người thật coi ta chưa từng va chạm xã hội, đại mông sơn bên trong, khoáng mạch nhiều. Hơn 10 đầu tuyệt đối không chỉ. Người cho rằng ta thật sự để ý, chê cười, nực cười, ta muốn đi truyền. Đại mông sơn cũng không có thần vương hóa cảnh yêu thú, nghĩ chuyển bao nhiêu chuyển bao nhiêu sau một khắc, trong tay Âu Dương Minh xuất hiện một cái truyền tấn thạch. Xuyên vào một tia linh hồn chi lực, mở miệng liền nói, phương đông rách nát trở về rồi sao, đối. Diện rất nhanh truyền đến phương đông đổ nát âm thanh, vừa trở về. Kém chút không có bị ngươi hại chết, ngươi bên kia. Bớt nói nhảm, đi cho ta đến đại mông sơn chuyển hơn 10 đầu khoáng mạch đi ra. Cho lão tử nện ở đông ương đạo cung trên đỉnh đầu phương đông rách nát trầm mặc một hồi nửa ngày sau mới nói áp lực chớ quá lớn đem một cái thần vương hóa cảnh ép điên làm trò cười cho người khác âu dương minh điên rồi tuyệt đối điên rồi đây là chê ta chết không đủ nhanh nhất định phải giết chết ta mới cam tâm còn hơn mười đầu khoáng mạch lão tử đi đại mông sơn chuyển một đầu khô lâu bản doanh những cái kia thần vương hóa cảnh yêu thú liền có thể đánh tới không điên người có thể nói lời này Âu Dương Minh bỗng nhiên thở dài, lão tử lần này ném đi hơn 10 đầu khoáng mạch. Người nói làm sao bây giờ, ân, tính toán, nói ngươi cũng không hiểu. Cùng tiểu tử kia trở mặt, tiểu tử kia trong tay nắm một bút hơn 10 đầu quặng mỏ sinh ý. Bây giờ bỏ gánh không làm. mươi 1883 đinh tai nhức óc. Đồng phương phá bại ngốc trệ phút chốc, rất lâu, cắn răng nói, khoáng mạch mà thôi đừng quá để ý nói đi lại nói hắn bây giờ trở về đông ương đạo cung đúng ta đã biết bỏ lại lời này đông phương phá bại dập máy đưa tin võ đạo liên minh đông phương phá bại bồi hồi một hồi lẩm bẩm nói hơn mười đầu khoáng mạch hơn mười đầu bao nhiêu thần tinh âu dương minh để cho lão tử ngăn chặn bốn vị thần vương hóa cảnh cho lão tử hai nghìn cân thần tinh đuổi này ăn mày đâu đông ương đạo cung đông ương đạo cung muốn quân quản a hai nghìn cân thần tinh hơn mười đầu khoáng mạch không được đông phương phá bại tự lầm bẩm ngoại vi mấy vị võ đạo liên minh võ giả hai mặt nhìn nhau minh chủ hôm nay thế nào trở về thời điểm còn vui vẻ ra mặt nói lần này kiếm lời bút lớn kiếm lời một tấn thần tinh trở về một cái chớp mắt ấy cao hứng cử chỉ điên rồ ở đâu ra hơn mười đầu khoáng mạch mấy người hai mặt nhìn nhau rất nhanh có người ho nhẹ một tiếng nhắc nhở minh chủ bắc cương ngoại vực bẩm báo phát hiện một toa cự khoáng ẩn chứa trung phẩm thần tinh mấy trăm cân bắc cương ngoại vực đang tại tổ chức nhân thủ đi đoạt khoáng hy vọng minh chủ đi đại mông sơn ra tay bộc phát uy áp uy hát iota tứ phương giảm bớt bắc cương áp lực đồng phương phá bại liếc bọn hắn một cái nửa ngày đột nhiên quát lên lăn hỗn đản lão tử ra tay có giá rẻ như vậy sao một tòa mấy trăm cân khoáng các ngươi lại để cho lão tử đi đại mông sơn khai chiến bây giờ nào có tâm tư này không nghe thấy ta nói mấy chục tòa lớn khoáng sao lại nói vừa bị đuổi giết trở về bây giờ lại đi muốn bị đánh đâu hung ác trợn mắt nhìn mấy người một mắt đông phương phá bại lạnh rên một tiếng mở miệng nói mỏ nhỏ không cần để ý để cho bọn hắn bảo vệ tốt thành trì, thiếu gây chuyện cho ta. Mấy người các ngươi, ngay lập tức đi. Đi đông ương đạo cung, trấn an một chút, đông cửu hoàn ném đi, sớm muộn phản sát trở về. Quân liên minh đoàn tùy thời có thể xuất trinh. Đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau, quân liên minh đoàn còn rất nhiều nhiệm vụ đâu. Đông ương phù đảo bên kia bây giờ thế cục còn không công khai này liền tùy thời có thể xuất trinh dương trần tâm tình tốt rất nhiều hắn chính là cố ý ta bây giờ bỏ gánh về sau ta trông coi đông ương đạo cung tốt không cho các ngươi gây chuyện cái này được chưa chê ta gây chuyện lớn vậy ta liền chung thực đợi tâm tình vừa vặn chỉ chốc lát chờ đến đạo cung dương trần tâm tình lần nữa có chút trầm thấp nhìn thấy dương trần lớn tuổi nhất cái cân đi lên trước liếc mắt nhìn thật có lý cười cười nói không có sao chứ cũng có thể cứu trở về chính là cần một chút thời gian vậy là tốt rồi cái cân vẫn như cũ mặt nở nụ cười cười nói đừng ủ rũ cúi đầu lão già ta xem như đạo cung bây giờ sống dài nhất không hơi so lưu lão trẻ mấy tuổi thường thấy sinh tử quen thuộc liền tốt quan vô cực bọn hắn chết trận ở ngoại vực cũng không dễ chịu bất quá thời gian còn muốn tiếp tục chết mấy người liền muốn đổi phế kia nhân loại đã sớm không chịu đựng nổi trước kia cùng ta một nhóm vào đạo cung học viên bây giờ cơ hồ chết sạch lão quan cũng không phải người cô đơn có con trai có con gái cháu trai đều bao lớn nói thật đi không lỗ tiêu diệt không thiếu đỉnh phong thần vương dị tộc thuận tay còn kéo tân hoàn một cái tốt xấu tân hoàn không chết tính ra là kiếm lời kỳ thực là việc vui Dương Trần liếc mắt nhìn vẻ mặt tươi cười cái cân, nói khẽ, lão sư, ngài không cần an ủi ta. Ta thật sự không có ngài tưởng tượng yếu ớt như vậy, ngài đều cao tuổi rồi. Cười lên nếp may thật nhiều, ha ha ha. Cái cân cười lớn tiếng, tiếp lấy sầm mặt lại nói, nếu không còn chuyện gì. Vậy cũng chớ cùng cha mẹ chết, cha mẹ chết, nên làm chính sự còn phải làm. Bây giờ đạo cung lòng người bàng hoàng, lưu dơ cao bọn hắn cũng không phải nguyên liệu đó đến lượt ngươi gánh vác trách nhiệm còn phải gánh vác lên tới lão ngô mấy người bọn hắn bây giờ không quản được chuyện lưu lão cũng tại bế quan chữa thương các học viên bây giờ tin tưởng ngươi tín nhiệm ngươi một trận chiến này đối với đại gia đà kích không nhỏ liền ngươi dương trần đều chán trường vẻ mặt đưa đám còn thế nào trông cậy vào các học viên tỉnh lại chúng ta già đông ương đạo cung cũng nên các ngươi đương ra làm chủ Đi, cùng đại gia các ngươi nói một chút chiến tích, nói một chút một trận chiến này thành công. Nói một chút tương lai dự định, nói một chút lúc nào phản sát trở về. Chết một số người thôi, chiến tranh người chết quá bình thường. Liền điểm ấy áp lực đều không chịu nổi, kế tiếp còn đánh như thế nào? Dương Trần hít sâu một hơi, gật đầu một cái, tiếp lấy lớn tiếng quát lên, toàn thể thầy trò. Chiến tháp quảng trường tụ tập dứt lời dương trần đem thật có lý giao cho một bên thiên linh hy mở miệng nói tiễn đưa lão sư đi năng lượng phòng những người khác đi quảng trường bây giờ cung chủ không tại lưu lão dưỡng thương quan cung chủ chết trận đông ương đạo cung từ ta tiếp quản dương trần chấn phấn một chút tinh thần giờ này ngày này hắn là đông ương đạo cung tầng cao nhất chiến tháp quảng trường bây giờ các thầy trò lần lượt đuổi tới không ít người còn toàn thân đẫm máu có người mang thương mà đến đám người trang nghiêm đến cực điểm, một chút không vào ngoại vực tân sinh. Có ít người còn có chút mờ mịt, có ít người lại là đã biết xảy ra chuyện gì, nơi xa. Dương Trần đang lúc mọi người vây quanh nhanh chân mà đến. Dương Trần trực tiếp hướng đi chủ đài, cất bước lên đài, nhìn quanh một vòng. Lớn tiếng nói, đông cửu hoàn chi chiến, đại thắng, đại bại, vinh quang, sỉ nhục, chết. Trận đạo sư 98 người, chết trận học viên 189 người, đều là trung giai ngắn ngủi mấy tháng, Đông Ương Đạo Cung trải qua hai lần đại chiến. Quan vô cực cung chủ chiến chết dưới. Đài, một chút tân sinh đang lúc mờ mịt mang theo luống cuống, một ít học sinh cũ. Nước mắt rơi như mưa. Không đến ba tháng, hai trận chiến, chết trận đạo sư 223 người. Chết trận học viên 311 người, 500 nhiều người. Bao năm qua tới thiệt hại thảm trọng nhất một lần, cơ hồ cũng là trung giai võ giả, còn có một vị trung vị thần vương. Đổi thành hơn một năm trước thiệt hại như thế, Đông ương đạo cung đã triệt để xuống dốc chết. Trận thầy trò đông đảo, chiến công đồng dạng lộ ra chấn, trận. Chiến này, đánh giết đỉnh phong thần vương dị tộc cường giả sáu vị, chính là đại thắng. Ném đi đông cung thành, ném đi hỏa tinh thành, ném đi đông cửu hoan. Chính là đại bại, là vinh quang, cũng là sỉ nhục đông. Ương ừ đạo cung độc chấn đông chín hoàn, trở thành trò cười, dương trần lớn tiếng hét lớn lớn tiếng nói chư vị đáng giá không là đúng hay sai ai sai ta dương trần sai âu dương điện chủ sai ngô cung chủ sai không có người sai sai là chiến tranh sai là thực lực không bằng dị tộc song phương cuối cùng đại chiến không xa bây giờ không chiến lúc nào tái chiến lúc này không mạnh lúc nào lại biến mạnh chủng tộc tương lai nhân loại tương lai giới vực đại nghĩa dương mỗ hôm nay không đề cập tới dương trần hôm nay chỉ nói một câu vì chính mình mà sống vì người nhà mà sống chỉ có chiến chiến đến cuối cùng chiến đến chiến tranh kết thúc nếu không thì nhân loại diệt tuyệt người nhà chết mát nếu không liền đại thắng mà về bình định ngoại vực trở thành võ giả ai cũng tránh không khỏi một trận chiến này dương trần lớn tiếng quát lên chiến tranh sẽ chết người cũng không người nào biết phải chăng còn có ngày mai hôm nay giữa sân hơn vạn người chiến tranh kết thúc còn có mấy người có thể sống dương mỗ không biết không có người biết nhân lại còn có hay không tương lai nhưng dù cho như thế các ngươi sợ sao nói cho ta biết các ngươi có sợ hay không không sợ đám người lớn tiếng giống to không sợ vậy cứ tiếp tục chiến đấu tiếp một trận chiến này chúng ta thắng cũng thua nhưng mà cuối cùng nhất định vẫn là chúng ta sẽ thắng chúng ta sẽ phản sát trở về, đem chúng ta vứt bỏ cầm về. Đây chính là đông ương đạo cung kế tiếp nên làm, xỉ. Nhục cần chúng ta chính mình đi rửa sạch, ta dương trần chưa bao giờ bại qua. Lần này cũng không ngoại lệ, các ngươi cũng là như thế. Giết trở về, chư vị còn dám chiến sau, dám, hét to âm thanh lại lần nữa vang lên. Trường 1884 khuấy động quân tâm. Dám không cần, thực lực các ngươi không đủ. Đông Cửu Hoàn còn có 12 thành, còn có 18 vị đỉnh phong thần vương dị tộc. Mấy chục thượng vị thần vương dị tộc, trên trăm trung vị thần vương, quang hô khẩu hiệu hữu dụng không? Không cần, muốn thực lực. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể tại nơi đáng chết này trong chiến tranh giết ra một. Đường máu, các ngươi có thực lực như vậy sao? Các ngươi không có. Cho nên Đông Ương Đạo Cung thua, Đông Ương Đạo Cung bại, Đông Ương Đạo Cung trở thành sỉ nhục. Dương Trần nói xong, không ít người sắc mặt đỏ lên, thực lực Đông Ương Đạo Cung khuyết thiếu. Thực lực như vậy, bọn hắn khuyết thiếu thực lực như vậy, bây giờ trên mặt nổi duy nhất đỉnh. Phong Thần Vương cảnh cường giả Ngô Phong, trọng thương ngã gục. Sáu vị thượng vị thần vương, ngoại trừ Dương Trần cùng Tân Hoan, khác bốn người cũng đều trọng thương ngã gục, còn tại chữa thương, thực lực như vậy. Như thế nào phản kích ngoại vực? Dương Trần lần nữa chợt quát lên, đông cửu hoàn, bây giờ thông đạo bị phong, ngoài thông đạo. Dị tộc đỉnh phong thần vương tụ tập hơn 10 cái, sát tiến đi, đó chính là tự tìm cái chết. Dương mỗ có thể mời các phương cường giả trợ chiến, lại giết trở về. Nhưng chư vị nhất định phải như thế. Nhất định phải dựa vào người khác tới giúp chúng ta cầm lại chúng ta vứt bỏ hết thảy. Bọn hắn cũng sẽ chết trận, bọn hắn cũng sẽ thất bại, bọn hắn cũng có nhiệm vụ của bọn hắn. Đông Cửu Hoàn, là Đông Ương Đạo Cung. Là ta Dương Trần yêu cầu võ đạo liên minh cùng với đạo cung tài quyết điện giao cho Đông Ương. Đạo cung tới chấn thủ. Bây giờ, ném đi, nhét vào trong tay của ta. Ta không muốn để người khác tới chủ đạo một trận chiến này, một trận chiến này. Vẫn là Đông Ương đạo cung chiến tranh. Nhưng chiến tranh sẽ chết người, hôm nay còn sống chư vị, nếu như tiếp tục tham chiến có thể sẽ còn tiếp tục tử vong các ngươi thật sự nguyện ý không nguyện ý quần tình mãnh liệt hét to âm thanh lại nổi lên nguyện ý dương trần bỗng nhiên cười nói các ngươi nguyện ý ta không muốn ta không muốn các ngươi chết lại các ngươi thật sự quá yếu các ngươi đã theo không kịp cước bộ của chúng ta các ngươi đã bị từng bước một bỏ rơi bao quát một chút đạo sư cũng là như thế bây giờ đại chiến không có cao dai thực lực đã không đủ nhưng các ngươi khoảng cách cao dai xa xôi như thế, như thế nào còn có thể tham dự vào? Dương Trần gặp không ít người mặt lộ vẻ phẫn sắc, vừa cười nói, không tệ. Ta đúng là đang kích động các ngươi, mà trên thực tế, không đơn thuần là kích động. Cũng là lời thật nói thật, các ngươi có biết, những ngày qua ta đi cái nào? Dương Trần cười nhạt nói, ta đi ngoại vực chỗ sâu, trong truyền thuyết có vô số dị tộc cường giả, ngoại vực chỗ sâu so với các ngươi trong tưởng tượng càng cường đại hơn nội vực ở nơi đó ta thấy được vô số dị tộc cường giả vô số dị tộc đỉnh phong thần vương phóng tầm mắt nhìn tới đỉnh phong thần vương khắp nơi đều có trung vị thần vương như cỏ rác ta chuyến này ngoại vực hành trình chư vị các ngươi biết ta chém giết bao nhiêu thượng vị thần vương cảnh dị tộc võ giả tính ra hàng trăm dương trần nói đi nụ cười thu liễm bình tĩnh nói cho nên chư vị biết ta vì cái gì chướng mắt các ngươi sao các ngươi quá yếu yếu không có chút cảm giác tồn tại nào tương lai đại chiến bộc phát nếu như chư vị vẫn là như vậy thực lực pháo hôi đó chính là các ngươi đại danh từ đối thủ của chúng ta có thể tổ kiến một chi thậm chí mấy chi hơn vạn tu sĩ cấp cao quân đoàn dạng này quân đoàn ai có thể chống cự dưới đài, lưu dơ cao mấy người mặt lộ vẻ trầm trọng, lại có chút lo nghĩ, bây giờ. Như thế đã kích đại gia lòng tin, thật sự thích hợp sao? Dương Trần mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, lần nữa cười nói, các ngươi có áp lực. Thế nhưng là không đủ. Các ngươi có cảm giác nguy cơ, đồng dạng không đủ. Các ngươi cảm thấy đối thủ của chúng ta là đông cửu hoàn, đó chính là 10 phần sai. Trước đó, ta vẫn cảm thấy, có một số việc không nên nói cho các ngươi biết. Các ngươi còn nhỏ yếu, các ngươi đảm đương không nổi dạng này trọng trách các ngươi chống không? Nổi trách nhiệm như vậy, ta cũng không thể, ta tuy là thượng vị thần vương, nhưng ở ngoài vực chỗ sâu, ta cũng bộ bộ kinh tâm, một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn tất. Cả mọi người đều có một cái cùng ý thức che chở người trẻ tuổi, che chở kẻ yếu, để cho bọn hắn chậm rãi trưởng thành. Nhưng chư vị, thật sự không có thời gian. Ta cũng không muốn như thế, ta cũng nghĩ cho đại gia thời gian. Ta cũng nghĩ để cho chư vị đừng có áp lực lớn như vậy, Dương. Trần cắn răng, quát lên, thế nhưng là cường đại dị tộc không cho chúng ta thời gian. Tại ngoại vực chỗ sâu, ta thấy được tọa trấn Đại Mông Sơn mấy ngàn năm nhân tộc tiền bối. Mấy ngàn năm như một ngày, cả ngày lẫn đêm, khô phòng thủ Đại Mông Sơn, ta thấy được ngoại vực dị tộc tùy ý nhục mạ. Cực điểm nhục nhã những thứ này thủ hộ nhân loại tiền bối. Những cái kia tiền bối chịu nhục không nói một lời, là vì cái gì? Võ đạo tất tranh, tu luyện đến như thế cảnh giới, khô phòng thủ cực kỳ nguy hiểm đại mông sơn. Là vì ai, bọn hắn không tranh, không mắng, không trở về. Các ngươi có thể minh bạch một khắc này ta đang suy nghĩ gì sao? Ta đang suy nghĩ, một ngày nào đó ta sẽ để cho những thứ này các tiền bối vinh quang trở về. Ta đang suy nghĩ, một ngày nào đó, hôm nay nhục nhã ta nhân loại anh hùng hỗn đàn. Đều phải chém giết hầu như không còn, nhưng vậy cần thực lực. Không có thực lực, không cách nào bình định ngoại vực chi hoạn. Những thứ này các tiền bối chịu nhục, chịu đủ nhục nhã, đều thành chê cười, chư vị. Giờ này khắc này, không có người cho chúng ta thời gian, không có người lại để cho chúng ta đi. Chậm rãi lớn lên, các tiền bối không chịu nổi, tiến đầu, tại các ngươi không biết chỗ. Thần Vương hóa cảnh cường giả đã không chống đỡ nổi mảnh này ngay, biết cái gì là Thần Vương hóa. Cảnh sao, cường giả vô địch, nhân loại cường giả vô địch có mấy người biết những người này. Có mấy người gặp qua những người này, bọn hắn vì nhân loại chống lên mấy ngàn năm hòa bình. Bây giờ, bọn hắn không chịu nổi, đại tân sinh võ giả không có thời gian lại đi lớn lên. Cho nên, giờ này khắc này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là trở nên mạnh mẽ bằng nhanh nhất tốc độ trở nên mạnh mẽ biến càng mạnh càng tốt dù là không diệt được ngoại vực dị tộc trước khi chết cũng muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thịt để cho bọn hắn biết có nhiều đau để cho bọn hắn minh bạch xâm lược nhân loại xâm lược thiên su thế giới là bọn hắn cả một đời khó mà quên đau dương trần nói đến đây lần nữa cao giọng nói chư vị dị tộc cường đại như thế nói cho ta biết các ngươi bây giờ sợ sao, không sợ, dám chiến sao? Dám chiến, cho dù là đi chịu chết, có chết không hối hận từng. Tiếng hét to, đinh tai nhức óc từng chương mang theo kiên nghị, mang theo tức giận khuôn mặt. Đập vào tầm mắt, Dương Trần nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, vậy thì nợ máu trả bằng máu. Giết hắn long trời lỡ đất, ta sẽ không để các ngươi đi chịu chết, dù là chết. Cái kia cũng muốn chết có giá trị người chết có thể, nhưng mà ngươi muốn dẫn đi người mạnh hơn, từ hôm nay. Thần tinh miễn phí cung ứng, yêu cầu duy nhất ngoại vực dị tộc đầu. Các ngươi dùng bao nhiêu tài nguyên, ta không muốn các ngươi phản hồi tài nguyên. Giết địch, Đông ương đạo cung tiến vào thời gian chiến tranh, không còn luận cảnh giới. Không còn bàn về lý lịch, chỉ luận quân công, giết dị tộc vì công. Thần tinh chỉ là cơ sở, quân công kẻ nặng. Các ngươi có thể được đến các ngươi hết thảy mong muốn các ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn đi thủ hộ người nhà của các ngươi thủ hộ các ngươi muốn bảo vệ hết thảy không có thực lực vậy cũng chỉ có thể nhậm chi sâu xé rất lời trên sàn chính số lớn thần tinh nguồn năng lượng dịch lộ ra dương trần chợt quát lên những thứ này đều là cho các ngươi cho các ngươi những người khác không lấy được hết thảy cho các ngươi trở nên mạnh mẽ cơ hội nhưng mà các ngươi nếu dám chiến nếu có thể chiến lưu lão từng nói đông ương đạo cung từ bá đông thành một trận chiến lại không ngày xưa chi chiến ý người người tất cả cho là đông ương đạo cung vô địch bây giờ sự thật chứng minh đông ương đạo cung rất yếu yếu khó có thể tưởng tượng nếu như các ngươi hôm nay còn không tỉnh táo nếu như các ngươi hôm nay còn tưởng rằng đông ương đạo cung rất mạnh đó chính là chính các ngươi lấy chết sau này chết ở trên chiến trường đừng trách người khác không chịu xuất lực chương 1885 thời gian bất quá. Nói xong lời cuối cùng, Dương Trần lần nữa quát lên, quan cung chủ đám người chết trận. Không còn tổ chức tang lễ, chờ chúng ta đánh xuống đông cửu hoàn, đánh giết những dị tộc kia. Báo thù rửa hận, lại dùng đầu lâu của bọn hắn tế điện chư vị anh liệt. Chư vị, có thể làm được không, có thể, vậy. Thì đi tu luyện, cố gắng tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ không cho đại gia quá nhiều thời gian. Ta muốn rất nhanh phản kích đông cửu hoàn, nếu như chư vị không muốn tham chiến, không bắt buộc. Có thể rời đi đông ương đạo cung. Nhưng nếu như dùng đông ương đạo cung tài nguyên, không muốn vì đông ương đạo cung mà chiến. Vậy cũng chớ trách ta vô tình, tan họp, dương. Trần hét lớn một tiếng, tuyên bố kết thúc, dứt lời, dương trần trực tiếp xuống đài. Lưu dơ cao mấy người nhau nhau đi lên phía trước. Dương Trần vừa đi vừa nói, Đông Ương Đạo Cung muốn rèn đúc nguồn năng lượng trí tốc độ nhanh hơn, cung cấp một nhóm tinh anh đạo sư cùng học viên tu luyện. Hạ vị thần vương cảnh võ giả toàn bộ tụ tập. Ta sẽ vì đại gia cung cấp các ngươi cần hết thầy tài nguyên. Giúp đỡ bọn người một chút sức lực bước vào chung vị thần vương cảnh, cấp thấp học viên. Toàn bộ tiến vào khoáng mạch tu luyện. Trung giai học viên, trực tiếp đi thần tinh phòng tu luyện, không so đo bất cứ giá nào. Thiêu đốt thần tinh, năng lượng vô hạn cung ứng, mặt khác, cao giai võ giả để cho bọn hắn xuất quan ta lại trợ giúp bọn hắn giảm bớt thời gian lưu dơ cao muốn nói lại thôi dương trần nhìn hắn một cái trầm giọng nói dựa theo ta nói làm bây giờ đông ương đạo cung hết thảy đều là ta quyết định mặt khác đem đông ương đạo cung tồn kho tất cả đan dược toàn bộ bán ra giá thấp bán ra đổi lấy một chút cao dai tài nguyên đông ương đạo cung không còn sử dụng đan dược tu luyện tất cả mọi người thống nhất đổi thành thần tinh tu luyện một bên thẩm thông trầm giọng nói đã như thế chỉ sợ có chút đốt cháy giai đoạn dương trần lắc đầu nói sẽ không bởi vì tiếp xuống đại chiến sẽ có rất nhiều đại chiến cùng một chỗ khôn sống mống chết kẻ yếu sẽ bị đào thảy đám người ánh mắt khẽ biến đây là ngày xưa ngô phong chính sách trước đây ngô phong chính là ý tưởng này nhưng rất nhiều người đều ở đây phản đối bao quát quan vô cực những người này bây giờ dương trần lại là dương trần hít sâu một hơi nói không có thời gian thật sự không có thời gian chúng ta không cách nào lại cho đại gia thời gian đi chậm rãi lớn lên mấy vị lão sư chỉ sợ không biết ngoại vực xây phù hộ bản doanh đã làm xong toàn diện đại chiến chuẩn bị bây giờ đã ở vào sau cùng trong lúc đó chờ bọn hắn nội bộ ổn định lại thông đạo toàn diện mở ra đại chiến sẽ trong nháy mắt bộc phát không nói những cái khác, chỉ là xây phù hộ bản doanh xây phù hộ vệ. 30 vạn dị tộc trung giai tu sĩ, tất cả đều là trải qua chém giết cường giả, 30 vị đỉnh phong. Thần vương cảnh quân đoàn thống xoáy, rất nhiều cũng là bản nguyên võ đạo cường giả. Khi đó, dù là ngoại vực dị tộc không tham dự, dù là thần vương hóa cảnh lẫn nhau chém giết. Chế tạo một mảnh khác chiến trường, nhưng bọn hắn cũng vô lực lại phong tỏa lớn mông sơn cho nên chỉ có thể thừa dịp bây giờ để chúng ta người càng mạnh hơn sinh ra càng nhiều cường giả đến mức này sao thẩm thông nghỉ non một tiếng có một số việc bọn hắn những người này căn bản cũng không tinh tường dương trần không nhiều lời cái gì nhìn hắn một cái lại nói thẩm đường chủ ngài và hứa đường chủ hồ đường chủ mau chóng trở thành trung vị thần vương các ngươi bây giờ chỉ kém một chân bước vào cửa mấy khỏa tiết đàm quả một Putin hoa hẳn là như vậy đủ rồi. Dương Trần nói, tính toán một chút, mở miệng nói, tiết đàm quả ta còn thừa lại 140 mai. Putin hoa còn lại bốn đoá có thừa, nếu như có thể bước vào thần hợp thiên địa. Một Putin hoa tăng thêm một chút tiết đàm quà, đủ để cho đại gia đánh vỡ linh hồn chi lực cửa ải. Thuận lợi, Đông ương đạo cung có thể lần nữa sinh ra 32 vị trung vị thần vương cảnh võ. Giả, thần hợp thiên địa, cũng không khó ta còn có số lớn ngưng hồn quả cũng có thể trợ giúp đại gia vượt qua đạo khảm này dương trần vừa đi vừa nói đám người lại là một mặt rung động lưu dơ cao nhịn không được nói putin hoa loại bảo vật này vẫn là chính ngươi sử dụng tốt nhất ta còn có tốt hơn bảo vật dương trần cười nói so putin hoa hiệu quả tốt thiên tài địa bảo còn rất nhiều lưu lão sư bây giờ cũng tiến vào trung vị thần vương cảnh trung đoạn bất quá tốc độ vẫn là quá chậm nếu như thu thập không đủ nhiều như vậy thần hợp thiên địa. Lưu lão sư phục dụng một đóa Putin hoa, cũng có thể dễ dàng bước vào trung vị thần vương cảnh cao đoạn. Ta lại đưa tặng lưu lão sư một chút bất hủ thần thể quả, rèn luyện xương sọ, đã như thế. Thượng vị thần vương cảnh không xa. Nói xong, Dương Trần bỗng nhiên nói, ta còn có hai nghìn cân xung quanh mệnh sữa. Mệnh sữa tác dụng kỳ thực cùng bất hủ chi lực có chút nặng hợp nhưng mà mệnh sữa cũng có mệnh sữa chỗ đặc thù trừ vị đi hỏi một chút nhìn có hay không hạ vị thần vương cảnh võ giả nguyện ý đi linh hồn chú thể lộ rất nguy hiểm tìm sống trong chết hơn nữa chiến lực chưa chắc có tân lão sư cường đại như vậy bất quá có thể tránh tiếp xuống linh hồn chi lực gông cùng xiềng xích cấp tốc nắm giữ thượng vị thần vương cảnh chiến lực hai nghìn cân thuận lợi đủ để cho bốn năm người trở thành linh hồn chú thể cường giả nhưng mà phong hiểm cực lớn tỷ lệ tử vong cực cao trước đây tân lão sư tại hạ vị thần vương cảnh đoán tạo chân chính bất hủ thần thể một mặt là hắn có kinh nghiệm phương diện này hắn nguyên bản bất hủ thần thể liền cực mạnh một phương diện hắn cũng thiếu chút triệt đề tử vong dựa theo ta nguyên bản ý nghĩ loại nguy hiểm này lộ tốt nhất đừng đi trừ phi thật sự có người tại hạ vị thần vương cảnh đoán tạo bất hủ thần thể nhưng bây giờ Chư vị lão sư đi hỏi một chút a, à, không biết có người hay không dám nếm thử. Không cần khuyên nói, đừng dùng cái gì đại nghĩa đi cuốn theo bọn hắn. Nói cho bọn hắn, tỷ lệ tử vong chín thành chín, hơn nữa đều cần thiên tư tuyệt đỉnh hạng người. Thiên phú không đủ, tỷ lệ tử vong cũng cực lớn, linh hồn chú thể. Giờ khắc này, bên cạnh mấy vị hạ vị thần vương cảnh võ giả liếc nhau thầm thông hít sâu một hơi nói, không bằng lão già ta đến thử xem, ta dừng lại ở hạ vị thần. Vương cảnh rất nhiều năm chưa hẳn không thể, linh hồn chú thể, tu chân nguyên mà không tu linh hồn chi lực. Tránh đi linh hồn chi lực hàng giáo. Cấp tốc nắm giữ thượng vị thần vương cảnh chiến lực đổi thành trước đó. Đại gia chưa chắc có cơ hội này, nhưng bây giờ, nếu như cùng Tân Hoàn trước đây một dạng đi thử mà nói, có lẽ là có thể được. Dương Trần nhìn vị lão nhân này một mắt trận đường đường chủ thẩm thông. Cũng là tư cách già nhất một nhóm đông ương đạo cung đạo sư, bây giờ cũng tiến nhập thần hợp. Thiên địa cảnh một đoạn thời gian, trung vị thần vương cảnh gần ngay trước mắt. Dương Trần nhìn lão nhân một hồi, mở miệng nói, đường chủ làm từng bước đi. Rất nhanh có thể trở thành trung vị thần vương cảnh võ giả, mà đi con đường này. Tỷ lệ tử vong cực cao, ta ý tư kỳ thực là muốn cho một chút người trẻ tuổi đi liều một lần bởi vì người trẻ tuổi không đủ kinh nghiệm linh hồn chi lực tích lũy không đủ hùng hậu kinh lịch cũng không nhiều dù là có một chút bảo vật bọn hắn cũng chưa chắc có thể trở thành trung vị thần vương cảnh võ giả đường chủ các ngươi khác biệt qua nhiều năm như thế các ngươi tiến vào trung vị thần vương cảnh cơ hồ là mười phần chắc chín thẩm thông cười nói chính là bởi vì chúng ta lớn tuổi mới càng muốn đi hơn thử xem bị các ngươi siêu việt là đủ rồi Kết quả trở thành trung vị thần vương cảnh, rất nhanh lại bị một đám trẻ tuổi hơn tiểu tử vượt qua. Vậy chúng ta những lão già này chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Hắn tiếng nói rơi xuống, cái cân cũng cười nói, Dương Trần. Có chỗ tốt cũng muốn nghĩ tới chúng ta những lão nhân này. Sớm rèn đúc bất hủ thần thể, đi linh hồn chú thể lộ. Cấp tốc nắm giữ thượng vị thần vương cảnh chiến lực, chuyện tốt như vậy. Người thế mà suy nghĩ người trẻ tuổi đem chúng ta đặt ở cái nào? Người trẻ tuổi biết cái gì, sức mạnh trưởng khống cũng sẽ không coi như linh hồn chú thể. Cái kia cũng lãng phí. Tân Hoàn nếu không phải là sức mạnh bộc phát mạnh, linh hồn hắn chú thể chưa chắc có mạnh cỡ nào, mấy ngàn cân mệnh sữa. Không phải lãng như vậy phí. Ngược lại, chúng ta những lão gia hỏa này tại hạ vị thần vương cảnh chìm đắm nhiều năm. Nói câu không khách khí, chúng ta đã đến thượng vị thần vương cảnh. Rất nhanh có thể trưởng khống lực lượng mạnh hơn. Các ngươi những người tuổi trẻ này có thể không sánh bằng chúng ta tác dụng lớn. Dương Trần trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, rồi nói sau, ta vừa mới chỉ là nói chuyện như vậy. Chờ một chút nhìn, chương 1886 quá cam lòng. Sau đó, Dương Trần quay đầu nhìn về phía theo tới thiên linh hy nói, chiến đoàn bên kia đem đạo cung thầy cho tư liệu lại cho ta một phần, hảo, vậy. Người đi về trước đi, mặt khác, lão sư tỉnh nhớ kỹ cho ta biết, hảo. Thiên linh hy cũng không nhiều lời. Rất nhanh hướng về chiến đoàn đi đến, Dương Trần đợi nàng rời đi, tiếp tục nói, ta. Đi trước hí kịch đạo sư bọn hắn bên kia, mặt khác. Đạo cung phương diện nhân sự an bài ta sẽ làm tiếp một chút điều chỉnh. Nói xong, Dương Trần nghĩ nghĩ lại nói, dạy học không thể nới trễ, khí đường, trận đường. Đan đường đạo sư, tận lực không cần trên chiến trường. Cưỡng chế để cho các học viên mỗi tuần phải đi nghe một chút cơ sở chương trình học còn có. Dạy học muốn đổi, trung giai chương trình học muốn đưa vào danh sách quan trọng, thực lực tăng. Lên, không qua lại hướng về sẽ xuất hiện rất lớn tai hại. Người khác không nói, giống ta phía trước đối với sức mạnh bản chất nhận thức cũng rất kém đây là đạo cung cùng võ đạo liên minh võ giả khác biệt đạo cung học viên kỳ thực đều có hy vọng đi càng xa không có xem thường những cái kia võ đạo liên minh tu sĩ nhưng đạo cung học viên xác thực thiên phú càng mạnh hơn năng lực phân tích càng mạnh hơn cũng là yêu chúng tuyển yêu cũng không thể thật sự làm bia đỡ đạn tới tiêu hao điểm này trừ vị lão sư phải tốn nhiều tâm mọi người đều là gật đầu cái này cũng là trách nhiệm của bọn hắn dương trần đi vài bước lần nữa nói, mặt khác, đi cùng võ đạo liên minh thương lượng. Theo võ đạo liên minh triệu hồi một nhóm nguyện ý trở về đạo cung đông ương đạo cung học viên. Tốt nghiệp, không cần nhiều, khoảng trăm người là đủ rồi, bây giờ. Đơn thể chiến đấu hình thức thích hợp với cao giai cảnh. Trung đê giai vẫn là lấy đoàn đội chiến làm chủ. Mà đông ương đạo cung thầy trò đối với phương diện này không phải quá tinh thông. Dù là có lý luận tri thức thực tế kinh nghiệm lại là không đủ mà võ đạo liên minh đông ương đạo cung lão sinh có kinh nghiệm phương diện này tăng thêm gần đây đạo sư hy sinh quá nhiều nhất định phải tiếp tục mở rộng đạo sư đội ngũ không thể để cho các học viên hoàn toàn không biết gì cả trên mặt đất chiến trường đó chính là để cho bọn hắn đi chịu chết dương trần nói đi nói tiếp sớm cáo chi những người này trở về đông ương đạo cung mà nói rất nguy hiểm kế tiếp đông ương đạo cung sẽ có bao nhiêu lần chiến dịch phát sinh luận võ đạo liên minh nguy hiểm hơn lưu phát ra tiếng nói ta đi an bài đông ương đạo cung học viên tốt nghiệp đông đảo sẽ có người nguyện ý trở về ân cái kia chư vị đi làm việc trước đi hy sinh thầy cho tăng lễ mặc dù bất lực làm nhưng hậu sự phải an bài thỏa đáng gia thuộc có bất kỳ nhu cầu có thể làm được đông ương đạo cung đều sẽ tận lực thỏa mãn dương trần nói đi không còn lưu lại thẳng đến thụ thương mấy vị cường giả thần vương tháp mà đi chờ Dương Trần đi, thẩm thông thở dài, lần này mang đến cho hắn áp lực rất lớn, chư vị. Đem áp lực toàn bộ đều quăng cho một vị 30 tuổi người trẻ tuổi. Cái này cũng là chúng ta sỉ nhục. Lưu dơ cao mặt lộ vẻ trầm trọng, nói khẽ, chỉ có thể tận chúng ta toàn lực. Hy vọng cung chủ có thể không có việc gì, cung chủ một khi không cách nào khôi phục. Áp lực kia càng lớn hơn, nói lên ngô phong, mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ đây là đông ương đạo cung trước mắt một vị duy nhất đỉnh phong thần vương cảnh cường già nhưng hôm nay sinh tử khó liệu thật sự không cách nào khôi phục mà nói đông ương đạo cung con đường sau đó thì càng khó đi tốt không đàm luận những chuyện này tất cả mọi người đi làm việc đi mau chóng đem hết thầy chứng thực đám người đàm luận một hồi rất nhanh ai đi đường nấy đông ương đạo cung lâm vào trong bận rộn một chút đạo cung bên ngoài thầy trò cũng rất nhanh bị chiêu mộ trở về đạo cung. Toàn bộ Đông Ương đạo cung cũng không bởi vì một trận chiến này mà đồi phế. Mà là tràn đầy động lực và áp lực, đông cửu hoàn ném đi, lại giết trở về, cửu châu trước lúc này. Chỉ vứt bỏ qua đông lục hoàn, đó là bởi vì thần vương hóa cảnh vẫn lạc đưa đến. Mà lần này, dưới tình huống có thần vương hóa cảnh chấn giữ. Đông ương đạo cung tại chiến lực thời khắc đỉnh cao nhất, vứt bỏ đông cửu hoàn cái này cũng là tất cả mọi người khó mà tiêu tan một ngày này số lớn tài nguyên bị phân phát tiếp miễn phí không tính nợ nần chỉ tính dị tộc đầu bây giờ tiêu hao bao nhiêu tiếp xuống phản kích chiến liền muốn cầm bao nhiêu dị tộc đầu đến trả một ngày này dương trần một mực đang bận rộn lục tại phân phối tài nguyên mấy chục vạn vạn ức tài nguyên hắn ngoại trừ ba cái thật quả hai cái buồn quả tiết hoa quỳnh hoa tâm cùng với bên trên người dịch chuôi này thượng phẩm linh bảo chiến. Phủ, những thứ khác bao quát bất hủ chi lực cũng toàn bộ đều cho ra ngoài. Lần này cũng là dương trần từ trước tới nay, dễ nhiều nhất. Và hoa nhanh nhất một lần, tiếp cận 30 vạn vạn ức tài nguyên. Hắn lưu cho mình đại khái 4 vạn vạn ức còn lại. Ngoại trừ hai vạn cân thần tinh cho Âu Dương Minh cùng Ngô Xuyên, đều cho Đông Ương Đạo Cung. Đồng dạng, một ngày này ngoại giới còn có khác tin tức, rất nhiều tin tức, Đông Ương đạo cung vớt. Bỏ Đông Cửu Hoàn là một điểm, Trung Châu ngoại vực lấy được to lớn chiến quả. Cửu Châu cường giả tụ tập, một trận chiến này đánh chính là tập kích chi chiến. Liên tiếp mấy ngày chiến đấu, đánh giết Trung Châu ngoại vực đỉnh phong thần vương dị tộc võ. Giả tám vị thượng vị thần vương cảnh dị tộc võ giả hơn 10 vị. Âu Dương Minh chiến thuật xem như thành công. Trung Châu chi chiến, lấy được cực lớn huy hoàng, chúng ngũ hoàn bùng nổ qua nhiều lần chiến. Đấu, phía trước đã đánh chết quá không thiếu đỉnh phong thần vương dị tộc cường già. Lần này sau đó, Trung Châu ngoại vực ngoại vực dị tộc đỉnh phong thần vương. Tuột xuống tới 10 vị phía dưới. Chiến quả lộ ra chấn, đương nhiên, cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng cũng không xuất hiện đỉnh phong thần vương vẫn lạc. Lấy nhiều đánh ít tình huống phía dưới còn tập hợp không thiếu đỉnh phong thần vương bên trong đỉnh cấp cường già đỉnh phong thần vương rất khó sẽ vẫn lạc trung châu chi chiến huy hoàng đông cửu hoàn chi chiến kỳ thực cũng rất huy hoàng nếu như không tính vứt bỏ đông cửu hoàn tình huống dùng mấy trăm người tính mệnh chết trận người mạnh nhất quan vô cực đánh đổi như vậy đánh chết sáu vị đỉnh phong thần dị tộc vương là đáng giá coi như trung châu chi chiến nhiều lần lâm kết thúc một chút cao giai thần vương từ ngoại vực trở lại cửu châu thời điểm lại là phát hiện một điểm khác biệt đông ương đạo cung phong cung đông ương đạo cung triệu hồi bên ngoài thầy trò lựa chọn phong cung không tiếp đãi bất luận cái gì khách mời không chỉ như vậy dương trần liên thủ nhiều vị trung vị thần vương trực tiếp dùng linh hồn chi lực phong tỏa toàn bộ đông ương đạo cung liền nhìn trộm cũng không cho ngoại giới nhìn trộm trong lúc nhất thời Đông Ương Đạo Cung phảng phất biến mất ở trên phiến đại địa này. Dưới mặt đất trong đại sảnh, Âu Dương Minh có thể cảm nhận được Đông Ương Đạo Cung động tĩnh bên. Kia, ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có lại quản một bên ngô phong, nhìn về phía Tân Hoàn. Cười nhạt nói, hắn ngược lại là cam lòng, quá cam lòng. Dương Trần lấy được 2.000 nhiều cân năng lượng dịch, 3 vạn cân thần tinh. Ngoại trừ cho hai người bọn hắn vạn cân, tính được tính toán một chút còn có hơn hai vạn cân mà đông ương đạo cung vốn là có cái khoáng mạch quy ra thành thần tinh cũng có 10 tấn hai vạn cân vượt qua bốn vạn cân thần tinh mà bây giờ âu dương minh cảm ứng được tiểu tử kia móc khoáng mạch hắn điên rồi âu dương minh thật sự cảm thấy dương trần có chút điên cuồng có thể lần này kích thích quá mức hắn đem đạo cung khoáng mạch cho móc hoặc có lẽ là dứt khoát một điểm hắn trực tiếp đem khoáng mạch cho dung Bây giờ toàn bộ đông ương đạo cung cơ hồ đều ở vào năng lượng bao khỏa bên trong, 20 tấn trở lên. Thần tinh, tên kia trực tiếp đang thiêu đốt, tại phóng thích năng lượng. Tân Hoàn Bình Tĩnh nói, chính hắn dãy, hoa liền xài tốt, khoáng mạch giữ lại cũng vô dụng. Lại không thể sinh tề, 20 nhiều tấn. Âu Dương Minh thở dài, 20 nhiều tấn, nếu là phân phối theo nhu cầu. Có thể tỷ lệ lợi dụng tối đại hóa, bây giờ đông ương đạo cung còn có số lớn cấp thấp võ giả kỳ thực không cần dùng thần tinh, thật sự có chút lãng phí. Nói xong, Âu Dương Minh lại bổ sung, một chút kẻ tại trên hàng rào võ giả. Tỷ như hạ vị thần linh cảnh đỉnh phong, trung vị thần linh cảnh đỉnh phong. Những võ giả này dùng thần tinh năng lượng xung kích có thể tốt hơn đánh vỡ hàng rào. Chương 1887 Thần Vương hóa cảnh mạnh yếu chi luận. Tân Hoàn không biết nói gì, điện chủ Người cùng ta nói không cần, hắn bây giờ căn bản mặc kệ cái này. Ta xem hắn là muốn đem đông ương đạo cung thầy trò đều cho lấy tới trung giai. Đến nỗi tài nguyên, hắn căn bản không quan tâm, hai mươi nhiều tấn A. Âu Dương Minh lần nữa thở dài, quá xa xỉ, quá lãng phí, nhưng việc này. Bây giờ nói cũng nói vô ích, trừ phi cưỡng ép ăn cướp tiểu tử kia, nhưng bây giờ làm chuyện này. Tiểu tử kia thực sự trở mặt âu dương minh cảm ứng một phen lúc này nơi xa đông ương đạo cung bên kia bỗng nhiên có người la mắng chớ quá mức cho là ta không có đếm được sao lại trộm đông ương đạo cung năng lượng ta muốn trở mặt tân hoàn liếc qua âu dương minh không biết nói gì việc này không thích hợp a à. đây không phải kích động hắn sao trong tay âu dương minh ngưng hiện ra một cái năng lượng cầu cũng rất không biết nói gì các người đông ương đạo cung năng lượng tràn lan thật lợi hại Ta thu lấy một chút tràn lan năng lượng mà thôi, cái này gọi là phế vật lợi dụng, biết cái gì? Ngài đừng trộm, hắn liền tính khí kia quay đầu bớt giận thì không có sao Tân. Hoàn nói một câu, lại nói, lão Ngô thật sự có thể được không? Không biết vậy. Quên đi, chờ đi. Tân Hoàn cũng sẽ không nhiều lời, trong tay xuất hiện một cái bất hủ chi lực đoàn. Trực tiếp một ngụm nuốt vào âu. Dương Minh mi mì tâm lần nữa nhảy lên, nhịn không được thấp giọng mắng, không sợ cho ăn bể bụng chính ngươi, ngươi một ngụm nuốt nổ chết ngươi đúng là ngu xuẩn. Hỗn đàn có chút không chịu nổi, cách đó không xa Đông Ương Đạo Cung tại đốt quặng mỏ bên cạnh. Tân Hoàn tại đốt bất hủ chi lực, nhiều như vậy bất hủ chi lực, hắn một ngụm nuốt. Cho dù là hắn, một năm đại khái là có thể ngưng kết nhiều như vậy bất hủ chi lực. Hắn nhưng là đỉnh cấp thần vương hóa cảnh cường giả, cái đồ chơi này. Một ngụm nuốt hắn một năm tu luyện sản phẩm tân hoàn không để ý tới hắn nuốt vào bất hủ chi lực đoàn trên thân kim quang lấp lóe thuận miệng nói ta tràn lan phế vật ngươi có thể thu lấy một điểm chớ lãng phí xéo đi ngươi coi lão tử gọi là ăn mày muốn hay không tân hoàn bĩu môi không muốn dẹp đi hỗn đản từng cái có hỏa hướng về lão tử trên đầu vung dù sao cũng là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp hiện tại cũng muốn lật trời đồ chơi kia một cái phó cung chủ bây giờ trả lại người khác phong phó cung chủ ai cho hắn quyền hạn tân hoàn không nhìn thẳng cái này mở miệng nói ta bây giờ sắp đến bất hủ thần thể thất biến âu dương minh thất biến hẳn là một nấc thang sao có thể thuận lợi đột phá âu dương minh cũng là ngươi có thể gọi âu dương minh nộ khí đều nhanh nhịn không nổi bàn tay nhéo nhéo mấy lần nghĩ bóp chết cái đồ chơi này suy tính phút chốc vẫn là khẽ nói tiểu từ kia nghĩ bất hủ thần thể thất biến nằm mơ giữa ban ngày đi thôi vì cái gì đều phải lựa chọn tại không hủ thần thể lục biến thời điểm đột phá tới đỉnh phong thần vương bởi vì thật sự quá khó khăn nghĩ bất hủ thần thể thất biến không phải đơn giản tiếp tục rèn đúc nhục thân là được thất biến chẳng những là khảm còn là một cái đại khảm phải đem bất hủ thần thể thiên truy bách luyện linh hồn chi lực sung mãn Âu Dương Minh nói một hồi lâu, kết quả vừa nói xong, tân hoàn trên thân kim quang lấp lóe đơn. Giản như vậy, tân hoàn sờ lên cầm suy tư một chút, lẩm bẩm nói, người nói xóa, không? Người đường đi đi ngõ khác, không cần thiết phiền toái như vậy. Bất hủ chi lực đủ nhiều mà nói, vò thẳng, áp xúc lại đè co lại. Dùng số lớn bất hủ chi lực áp xúc đến trong bất hủ thần thể. Đè không nổ lời nói còn kém không nhiều lắm, ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn cảm tình đơn giản như vậy đừng nói chân nguyên tăng thật nhanh ta cảm giác ta mỗi một hơi thở đều đang tăng trưởng chân nguyên tân hoàn nói cao mày nói năng lượng không đủ dứt lời lại một cái bất hủ chi lực đoàn bị hắn nuốt vào lẩm bẩm nói vậy là được có thể cấp tốc củng cố bất hủ thần thể âu oh. dương minh xoa chán một cái hắn rất đau đầu ta nói mới là chính đạo có hay không hảo nhưng người ta có tiền, số lớn bất hủ chi lực làm cơm đoàn ăn. Hắn có thể nói cái gì, trừ bọn ngươi ra làm như vậy, ai còn có thể làm như vậy, đại gia. Các ngươi có biết hay không, trước kia lão tử vì bất hủ thần thể thất biến. Tốn bao nhiêu thời gian? Không có bất hủ chi lực, đó là chân chính dựa vào thiên tri bách luyện rèn luyện đi ra. Ngoài, cứ việc trong lòng mắng lợi hại, Âu Dương Minh ngữ khí lạnh nhạt nói, loại. Này cưỡng ép đột phá bất hủ thần thể thất biến, không đủ viên mãn, không đủ mượt mà. Thiếu khuyết rèn luyện, Tân Hoàn gật đầu, tiếp lấy lại là một đoàn bất hủ chi lực cửa vào, cười nói, không có việc gì. Chờ đến bất hủ thần thể cửu biến, ta rèn luyện một đoạn thời gian. Hẳn là cũng một dạng. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Đông. Ương đạo cung mau chóng phản kích Đông Cửu Hoàn, đặt xuống Đông Cửu Hoàn ta phải về Trung Châu, hắn không muốn tại địa phương quỷ quái này ở lại Đông Ương Đạo Cung. Người, nhân tâm cũng là đen. Tân hoàn hàng này thế mà cũng dám nhìn hạ nhục hắn rồi. Cố ý kích động hắn, ngươi cho rằng ta thiếu bất hủ chi lực, chê cười, ta thần vương hóa cảnh. Dễ dàng ngưng kết một cái bất hủ chi lực đoàn, ngươi tin hay không? Tân hoàn cười một tiếng, không còn kích động hắn, hỏi, điện chủ trước đây ngươi là mấy biến bất hủ thần thể lên cấp cửu biến thật hay giả tân hoàn có chút không tin âu dương minh thản nhiên nói đương nhiên thật sự loại sự tình này có cần thiết nói giả cửu biến ngài làm sao làm được thiên phú có chút không tin tân hoàn có chút hoài nghi ngươi có thể cửu biến tiến đỉnh phong thần vương âu dương minh niên kỷ không tính lớn hắn tại thượng vị thần vương cảnh kỳ thực không ngừng lại thời gian quá dài thời gian ngắn như vậy lại không giống linh hồn hắn chú thể lại không bất hủ chi lực trợ giúp sao có thể cử biến bất hủ thần thể cái kia bát biến bất hủ thần thể như thế nào tiến vào cưỡng ép sông ân tiếp tục nuốt bất hủ chi lực đoàn âu dương minh một mặt đạm nhiên ta làm sao biết lão tử nói một chút không được sao lão tử thất biến bất hủ thần thể tiến đỉnh phong thần vương rất đáng gờm rồi biết hay không nhưng ngươi cái đồ chơi này Tùy tiện nuốt điểm bất hủ chi lực liền tiến vào Thất biến bất hủ thần thể. Lão tử có thể nói ta cũng là Thất biến bất hủ thần thể sao? Không có tiếp tục đề tài này, Âu Dương Minh tiếp tục nói, Thất biến bất hủ thần thể. Chân nguyên hạn mức cao nhất đề thăng cực lớn, so với Thất biến phía trước. Thực lực cơ hồ gấp bội. Chân nguyên chi lực vẫn là võ giả nhân loại tu luyện bản nguyên chi lực. Đến nỗi thiên địa chi lực, bất hủ chi lực cũng là xây dựng ở trên cơ sở này cho nên chân nguyên chi lực đại biểu kỳ thực là trụ cột hùng hậu võ giả tới được đỉnh phong thần vương cảnh kỳ thực lúc này chủ yếu tại đi bản nguyên võ đạo lộ mà bản nguyên võ đạo đối với nhục thân tăng lên biên độ không tính quá lớn tân hoàn nói tiếp cái này ta biết bản nguyên võ đạo phóng đại hóa sức mạnh lực phá hoại ta vẫn có chút không hiểu bản nguyên võ đạo có thể tăng lên hạn mức cao nhất lại là bao lớn hoặc có lẽ là tăng phúc rốt của có bao nhiêu nhìn bản nguyên võ đạo lĩnh ngộ trình độ âu oh. dương minh chậm rãi nói nếu như đem bản nguyên võ đạo nhìn thành một đầu vô hình thông thiên đại đạo con đường này kỳ thực là vô hạn dáng dấp cụ thể bao dài không có người biết mà thần vương hóa cảnh kỳ thực chính là tự thân bản nguyên võ đạo đến cực hạn trình độ bản nguyên võ đạo đạt đến cực hạn cấp độ người tự thân cũng sẽ xuất hiện một cái mới thuế biến thực lực so sánh với đỉnh phong thần vương hoàn toàn là một cái khác cấp độ. Chương 1888 tân vòng phiêu. Âu Dương Minh cười nói, không chỉ như vậy, thần vương hóa cảnh tu sĩ mạnh yếu thể hiện tại rất nhiều phương diện. Như là tự thân bản nguyên võ đạo mạnh yếu, phù hợp cùng với trưởng khống. Còn có tìm hiểu ra loại thứ hai bản nguyên võ đạo thì càng mạnh, đương nhiên. Đây chỉ là một loại thuyết pháp, kỳ thực cá nhân ta cảm thấy cho dù là tự thân bản nguyên võ đạo đạt đến cực hạn sau còn có có lên cao không gian bản nguyên võ đạo đạt đến cực hạn còn có lên cao không gian tân hoàn gương mặt không hiểu không tệ cực hạn cũng là có thể đột phá nếu như thần vương hóa cảnh tu sĩ tự thân bản nguyên võ đạo một khi đột phá cực hạn chiến lực cũng không so nắm giữ hai loại bản nguyên võ đạo cường giả tân hoàn trầm ngâm nói nói như vậy bản nguyên võ đạo kỳ thực có thể một mực tu luyện Đúng không? Không nhất định, Âu Dương Minh cười nói, có ít người. Bản nguyên võ đạo đạt đến cực hạn, kỳ thực đã đến quấy, hắn đã không cách nào đột phá cực hạn. Lúc này, thế là có chút gia hỏa mở ra lối riêng. Bắt đầu lĩnh hội loại thứ hai bản nguyên võ đạo, loại thứ hai bản nguyên võ đạo mở. Đối với sức mạnh điệp gia tăng phúc kỳ thực không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nói tóm lại, thần vương hóa cảnh mạnh yếu kỳ thực không thể nhìn bản nguyên võ đạo bao nhiêu tân hoàn hiểu rõ rất hỏi mau nói người điện chủ kia ngươi đây ta âu oh. dương minh cười nhạt nói ngươi có muốn hay không đoán xem nhìn ngờ tới một chút ngươi tới được đỉnh phong thần vương có thể hay không đánh bại ta tân hoàn vuốt cầm nói ta tới đỉnh phong thần vương nhưng không giống với bình thường đỉnh phong thần vương ta thật muốn tu luyện đến đỉnh phong thần vương kỳ thực cùng thần vương hóa cảnh lực phá hoại là tương đối mà không cần tăng phúc nói cách khác ta một khi đột phá tới đỉnh phong thần vương cùng thần vương hóa cảnh cung cấp chờ ngươi đến đó tình cảnh lại nói âu dương minh một mặt đạm nhiên tân hoàn trong lòng thầm mắng tiếp lấy cười nói điện chủ cái kia không nói ngươi bên này cửu châu yếu nhất thần vương hóa cảnh là ai mạnh bao nhiêu cái này sao âu dương minh trầm ngâm chốc lát hò nhẹ một tiếng nói khó mà nói cũng không thể nói mò hiểu chưa tân hoàn cười ha hả nói minh bạch nói như vậy ta đạt đến đỉnh phong thần vương mà nói có thể chống lại thần vương hóa cảnh mà cái này vẫn là ta không có ngưng đúc bản nguyên võ đạo tình huống phía dưới ta một khi tìm hiểu ra bản nguyên võ đạo hơi tìm hiểu một chút sẽ có khả năng dễ dàng chống lại những cái kia yếu nhất thần vương hóa cảnh tân hoàn nói xong vừa cười nói đổi lại câu nói nói ta bất hủ thần thể bát biến mà nói kỳ thực chính là cấp cao nhất đỉnh phong thần vương tân hoàn coi xong cái này lẩm bẩm nói ta một khi bất hủ thần thể cửu biến vậy ta chính là tối cường đỉnh phong thần vương thần vương hóa cảnh phía dưới vô địch tiếp lấy bước vào đỉnh phong thần vương trở thành bản nguyên võ đạo cường giả ta liền là chân chính thần vương hóa cảnh Tân Hoàn bỗng nhiên có chút hưng phấn, lão tử tới được đỉnh Phong Thần Vương. Sẽ có khả năng khảm thần vương hóa cảnh, đương nhiên. Hẳn là cần tại bản nguyên võ đạo lĩnh hội đến tầng thứ nhất định, nhưng hắn cảm thấy độ khó không phải quá lớn. Vậy ta đến chân chính thần vương hóa cảnh, chẳng phải là có thể so với trưởng khống hai loại bản nguyên võ đạo cường giả tân. Hoàn càng nghĩ càng hưng phấn, chính mình còn phải sống sót, sống lâu một điểm mới được chính mình một khi trở thành thần vương hóa cảnh, đó chính là cấp cao nhất một nhóm kia. Đến lúc đó liền cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt, Âu Dương Minh thấy hắn lần nữa tiến nhập trạng. Thái tu luyện, có chút bất đắc dĩ. Tân hoàn chân phải vào thần vương hóa cảnh. Chỉ sợ thật sự có có thể so với hai loại bản nguyên võ đạo cường giả thực lực, bất quá. Hai loại bản nguyên võ đạo cường giả cũng có phân chia mạnh yếu người tiến vào thần vương hóa cảnh cũng liền có thể so với buồn vương thôi. Âu Dương Minh trong lòng mặc niệm một câu, lại nhìn một chút còn tại ngủ say Ngô Phong, người đây lại là tình huống gì? Một loại bản nguyên võ đạo rơi xuống thần vương hóa cảnh bản nguyên võ đạo dù là yếu một điểm, cũng đủ để cho ngươi đề thăng một mảng lớn, xem vận khí a. Âu Dương Minh suy nghĩ những thứ này rơi vào trong trầm tư cùng lúc đó. Đông ương đạo cung, Dương Trần mắng vài câu trộm cướp năng lượng đạo tạc. Bắt đầu phục dụng buồn quả, hắn cũng không biết buồn quả những thứ này hiệu quả như thế nào. Bất quá một cái buồn quả, giá trị so nguyên một đóa Putin hoa còn cao. Dương Trần cảm thấy hiệu quả sẽ không quá kém, linh. Hồn chi lực tốt nhất có thể đạt đến vạn chấn. Dương Trần trong lòng cho mình định rồi cái tiêu chuẩn, nếu như đạt đến vạn chấn. Không, 9000 chấn, hắn nên có thể bất hủ thần thể cửu biến, linh hồn chi lực chính là một cái. Nước cờ đầu, cánh cửa. Linh hồn chi lực không đủ, bất hủ thần thể liền có hạn mức cao nhất. Thùng gỗ lý luận một mực tồn tại ở võ giả trên thân. Không có nghĩ nhiều nữa, Dương Trần cũng không nuốt chửng buồn quả. Mà là cụ hiện xuất thần giấu chi môn, ngưng tụ ra thần tủy. Trực tiếp đem buồn quả vứt xuống trên thần tủy, bắt đầu chậm rãi nát bấy buồn quả rèn luyện thân tủy. Số lớn năng lượng thần bí từ trong buồn quả tuôn ra, bắt đầu rèn luyện thần tủy. Để cho thần tủy càng kiên cố hơn, hiệu quả không tệ. Dương Trần nhìn thấy thần tủy không ngừng bị rèn luyện mở rộng, càng thêm rực rỡ. Trong lòng hài lòng, không hổ là ngoại vực giá trị 800 cân mệnh sữa bảo vật. Đích sắc hiệu quả cực mạnh, ngay tại Dương Trần bế quan đồng thời, ngoại vực cổ khư bây giờ cổ khư bên ngoài tụ tập nhiều vị thần vương hóa cảnh cường giả trong hư không khe hở nhiều lần hiện từng đạo nối liền trời đất khí tức dâng lên cứ việc không có cố ý nhằm vào trong sân một chút dị tộc cường giả vẫn như cũ cảm nhận được vô cùng kiềm chế thần vương hóa cảnh cường giả lăng không đứng ngạo nghễ phi thần vương hóa cảnh võ giả đều tại mặt đất ngước nhìn rất lâu buồn vương thanh âm băng hàn lạnh lùng nói hàm vũ nhưng tiêu Thiên Trưng Thu như thế nào chết? Hàm Vũ cúi đầu thuận lông mày, không dám nhìn thẳng thần vương hóa cảnh, mở miệng nói, hồi. Bẩm buồn vương đại nhân, bị thiên trưng thu sớm tại kiến hữu thành đã bị giết, nói. Bậy nói bạ, buồn vương chấn giận. Hàm vũ, dám can đảm lừa gạt thần vương hóa cảnh, tội không thể tha, buồn. Vương thanh âm thanh lãnh vô cùng, một bên, nhưng tiêu cũng khom người nói, buồn. Vương đại nhân, bị thiên trưng thu chính xác đã sớm chết tại kiến hữu thành sau đó bi thiên trưng thu, một mực là dương trần ngụy trang mà thành, nhưng tiêu, buồn. Vương lạnh lùng nói, như ngươi lời nói. Thiên trưng thu tại thánh chân thần vương hóa cảnh dưới mắt liền bị giết, hơn nữa liền bản vương. Phân thân cũng không phát giác, là thế này phải không? Nhưng tiêu không nói, cái này chính là sự thật, nhưng rất nhiều thời điểm. Có chút gia hỏa không nhìn rõ sự thật, hoặc có lẽ là không muốn nhận rõ sự thật. Buồn vương tự nhận chính mình vô địch phân thân cũng vô cùng cường đại. Bì Thiên Trưng thu dầu gì cũng không đến nỗi liền phân thân đều không dùng ra, liền bị Dương Trần chém giết. Huống chi Bì Thiên Trưng thu một mực ở vào bảo hộ bên trong. Tại hoàng cung ngoài có ngân trung bảo hộ, trong vương cung là thần vương hóa cảnh địa bàn tình huống như thế phía dưới mang theo thần vương hóa cảnh phân thân, sao lại dễ dàng bị Dương Trần giết chết? buồn vương không muốn tiếp nhận sự thật này, trong hư không, tàng vương cũng không hiện thân. Âm thanh lại truyền tới, đạm mạc nói, buồn vương, tiểu tiêu sẽ không nói dối. Nhất là loại này vô vị hoang ngôn, bị thiên trưng thu đã sớm bị giết. Buồn vương hà nhất định canh cánh trong lòng. Buồn vương nhãn thần lạnh lùng, nghiêng nhìn nơi xa, lạnh lùng nói, ta tôn vẫn lạc. Duy chỉ có nhiên tiêu cùng hàm vũ sống sót, cửu châu tu sĩ nhân tộc một cái chưa chết tàng vương ngươi nói cho ta biết ta có nên hay không hỏi rõ ràng mấy vị thần vương hóa cảnh hậu duệ mang theo thần vương hóa cảnh phân thân liền tàng vương phân thân đều tồn tại thế mà không thể hủy diệt nhân tộc võ giả chẳng lẽ là cho là bản vương thật tốt lấn thanh nhi vẫn lạc tại cổ khư thiên trưng thu vẫn lạc tại cổ khư hai lần nhưng tiêu đều tại hai lần nhưng tiêu không ngại tàng vương giỏi tính toán mươi 1889 anh mộc, tàng vương vẫn như cũ lạnh lùng, bình tĩnh nói, vận. Mệnh đã như vậy, buồn vương hà nhất định giận lây hắn giả tính toán hay không? Buồn vương còn không đáng phải bản vương đi tính toán hai vị tiểu bối. Không duyên cớ mất thân phận. Tàng vương nói đi, trực tiếp rước bỏ đề tài này. Bao phủ nhiên tiêu liền muốn rời đi, vừa muốn động tác. Buồn vương bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hư không nổ tung, đi, thật sự cho rằng bản vương dễ bắt nạt không nói rõ ràng chạy đi đâu buồn vương khí thế bộc phát đè hư không rung động sắc mặt băng hàn vô cùng quát lên hôm nay không cho bản vương một cái công đạo ai cũng đừng nghĩ đi tàng vương chẳng lẽ là cảm thấy bản vương thật sự sợ ngươi buồn tụ tập giờ khác này trong hư không một cái bóng mờ xuất hiện tàng vương ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói ngươi muốn như nào xây phù hộ bản doanh nội chiến không ngừng lẫn nhau tính toán, nguyên bộ cái chết, bản vương còn không có chất vấn các ngươi. Người nghĩ bộc phát bản doanh chi chiến, bằng ngươi, cũng dám chất vấn bản vương, buồn. Vương cũng là dương cung bạt kiếm, khí thế bộc phát đến cực hạn, hắn rất phẫn nộ. Bì thiên trưng thu cái chết, nguyên bản không đến mức để cho hắn thất thố. Nếu như chỉ là đơn thuần hậu duệ tử vong, hắn mặc dù phẫn nộ. Nhưng tuyệt sẽ không lúc này cùng tàng vương trở mặt thật đáng buồn thiên trưng thu chết. Buồn thanh chết, hắn rất nhiều tính toán toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Đi ra có hy vọng nhất kế thừa doanh chủ chi vị hai vị hậu duệ đều đã chết, chính như Bắc Cơ. Đoán như vậy, bây giờ những thứ này thần vương hóa cảnh để cho hậu duệ tranh đoạt danh chủ. Chi vị kỳ thực không đơn thuần vì doanh chủ chi vị. Hậu duệ trở thành danh chủ, dù là không thành thần vương hóa cảnh. Bọn hắn những thứ này thần vương hóa cảnh cường giả cũng có thể tìm tòi vốn thuộc danh chủ. Bản nguyên võ đạo, nếu như lại nắm giữ một loại bản nguyên võ đạo. Vậy những này thần vương hóa cảnh thực lực đều sẽ bạo tăng. Đại chiến sắp đến, lúc này tất nhiên sẽ có thần vương hóa cảnh vẫn lạc tất cả mọi người không? Ngốc, Cửu Châu thần vương hóa cảnh mấy chục. Trong đó còn có Phong Thiên vương như thế tuyệt đỉnh thần vương hóa cảnh, Minh vương, Ngọc Kiếm vương những thứ này đều không phải là loại lương thiện, một khi tử chiến thần vương hóa cảnh vẫn lạc là tất nhiên sẽ phát sinh ai cũng không muốn chết bình thường độc bá nhất phương thần vương hóa cảnh cường giả bây giờ cũng bắt đầu kéo bè kết phái chính là vì tại đại chiến thời điểm có thể chiếu ứng lẫn nhau sẽ không vẫn lạc buồn vương nhất hệ mặc dù có thể lôi kéo đến một chút thần vương hóa cảnh chính là ở buồn vương cường đại mà hắn cần càng mạnh mẽ hơn nhưng bây giờ bị hủy, bị thiên trưng thu chết, không phải đơn giản hậu duệ tử vong. Là hắn nhiều năm mưu đồ thất bại. Trước kia hắn để cho buồn hưởng tranh đoạt danh chủ chi vị, buồn hưởng bại bởi bắc cơ. Bắc cơ cũng có nhiều vị thần vương hóa cảnh ủng hộ, một lần kia hắn thất bại. Lần này, bắc cơ đã ngồi không vững vương vị, đi ra hy vọng tăng nhiều. Những cái kia nâng đỡ bắc cơ thần vương hóa cảnh nhập cảnh cũng không tư cách lại nâng đỡ một vị danh chủ, nên đến hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Buồn vương càng nghĩ càng nổi nóng, cứ việc bi ra còn có một số hậu duệ. Nhưng những cái kia chưa chắc có tư cách này, hơn nữa buồn thanh cùng bi thiên trưng thu liên. Tiếp hai vị danh chủ người thừa kế bị giết, hắn lại nâng đỡ vị thứ ba. Khác thần vương hóa cảnh muốn làm như thế nào? Trong hư không, buồn vương cùng tàng vương xung quanh đều có khe hở lộ ra, bây giờ có cường giả chậm rãi nói, hai vị bớt giận, việc đã đến nước này. Chẳng lẽ hai vị thật muốn để cho hai đại bản doanh khai chiến? Lại có yêu tộc thần vương hóa cảnh cường giả lạnh lùng nói, bản vương mặc kệ các ngươi. Bản vương chỉ muốn biết cổ khư tại sao lại bạo liệt. Khô lâu bản doanh yêu tộc toàn quân bị diệt, thần vương hóa cảnh hậu duệ đều nắm chắc vị. Vô luận như thế nào, các ngươi hai đại bản doanh nhất thiết phải cho chúng ta một cái công. Đạo, nếu không, khô lâu bản danh tuyệt không từ bỏ ý đồ. Nói xong, vị này đầu đầy tóc đỏ đại yêu, đột nhiên nhìn về phía một bên một gốc chọc trời cây. Quát lên, yêu tộc có thể nội chiến. Tuyệt không cho phép hai đại bản danh tính toán, dám can đảm liên lụy yêu tộc. Tự chịu diệt phong, anh mộc các người nghịch yêu nhất tộc ý gì? Chọc trời cây lắc mình biến hóa, rất nhanh một vị đẹp có chút không chân thực nữ tu xuất hiện trong hư không, lạnh lùng nói, lãnh sư. Còn dám nói một tiếng nghịch yêu nhất tộc, đừng trách bản vương chém giết ngươi, thật can đảm. Buồn vương cùng tàng vương còn chưa khai chiến, sau một khác. Tên là lãnh sư thần vương hóa cảnh cấp yêu thú, đột nhiên thân thể biến hóa. Hóa thành một đầu cao tới trăm mét hỏa hồng sắc sư vương, gầm thét lên, các. Người những thứ này phản nghịch, sớm đã không có yêu tộc chi tâm, đều đáng chết giết ta khô lâu bản doanh yêu tộc, đều đáng chết, giống, lãnh. Sư ngửa mặt lên trời thét dài, trong hư không? Từng đầu to lớn vô cùng yêu tộc thân ảnh hiện, hiện hiện, giết, giết bọn hắn, khai chiến. Từng đầu yêu tộc đại yêu điên cuồng vô cùng, nơi xa xôi, từng đạo khí tức dâng lên. Từng đầu yêu tộc cấp tốc chạy đến, tàng vương những thứ này thần vương hóa cảnh liếc nhau. Đầu đầu muốn nứt, đây chính là khô lâu bản doanh bọn này yêu tộc còn lâu mới có được thủ hộ bản doanh yêu tộc dễ nói chuyện như vậy một lời không hợp liền muốn khai chiến chém giết mới là khô lâu bản doanh trạng thái bình thường bọn chúng nội bộ chém giết không ngừng thần vương hóa cảnh hậu duệ vẫn lạc cũng là bình thường nhưng hôm nay cổ khư yêu tộc vẫn lạc những thứ này đại yêu cấp tốc nhất trí đối ngoại cũng làm cho bọn hắn đau đầu vô cùng lãnh sư tàng vương không mở miệng không được chậm rãi nói nghe bản vương một lời cổ khư nổ tung là ngoài ý muốn cũng là tất nhiên bản vương đã dò xét đến một chút dị thường chuyện này sau đó bàn lại khô lâu bản danh sự tình hai đại bản danh sẽ cho chư vị một cái công đạo hừ lãnh sư lạnh rên một tiếng bất quá vẫn là có chút kiêng kỵ quét tàng vương một mát vị này hàn ly bản danh thần vương hóa cảnh tổ sẽ điện chủ thực lực hay là cực kỳ cường đại Thật muốn giao thủ, nó không phải là đối thủ, có thể xây phù hộ bản doanh. Hàn ly bản doanh làm ẩm ý, để cho khô lâu bản doanh yêu tộc vẫn lạc. Cũng là bọn chúng không cách nào dễ dàng tha thứ. Lãnh sư lạnh rên một tiếng, tiếp lấy gầm thét lên, cổ khư một chuyện. Bản vương chờ các ngươi giao phó. Còn có, các ngươi còn dám săn giết yêu tộc, chế tạo linh bảo, đừng trách chúng ta vô tình. Nghệ lòng, thánh thật những thứ này phản nghịch cảnh nội yêu tộc lại có tử thương. Yêu tộc chúng vương tuyệt bất dung tình, hủy diệt các ngươi, rớt. Lời giữa sân một chút đỉnh phong thần vương, không thiếu bỗng nhiên miệng đầy tiên huyết. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhưng tiêu cũng là sắc mặt trắng bệch, thần tàng chi môn hiện lên. Một thanh thượng phẩm linh bảo trực tiếp nổ tung, giữa sân phàm là mang theo linh bảo võ giả. Cũng là như thế, hừ. Lãnh sư lần nữa lạnh rên một tiếng, cực lớn đôi mắt đảo qua vị kia anh mộc băng hàn vô cùng ngữ khí điên cuồng nói nếu có lần sau nữa giết bỏ lại lời này cực lớn hỏa hồng sắc sư vương đạp không dựng lên tại chỗ biến mất còn lại cường giả sắc mặt đều không dễ nhìn nhưng cũng không có ai lại nói cái gì đại gia dùng linh bảo cơ hồ đều là tới từ khô lâu bản doanh yêu tộc bình thường những thứ này yêu tộc biết cũng sẽ không nói cái gì nhưng bây giờ những thứ này yêu tộc mượn đề tài để nói chuyện của mình điên cuồng vô cùng một đám cường già cũng không tốt nhiều lời dù sao cổ khư bên này yêu tộc vô tội vẫn lạc rất nhiều dây dưa tiếp nữa thật muốn chọc giận bọn gia hỏa này cũng rất phiền phức khô lâu bản doanh đại yêu rời đi thủ hộ bản doanh cái vị kia cây hóa thân liếc mắt nhìn đốt loan chậm rãi nói thủ hộ bản doanh từ trước đến nay trung lập cùng hai đại bản doanh đều có hiệp nghị lần này sự tình hai đại bản doanh cũng cần cho ta chờ một cái công đạo thánh thật, nghệ long hai vị thần vương hóa cảnh. Mau chóng quay về thủ hộ bản danh gặp mặt yêu chủ, yêu chủ đã bất mãn, lại có chuyện này. Yêu chủ triệu hồi chư yêu, không tham dự nữa hai đại bản danh sự tình, nói. Đi, anh mộc cũng là bay trên không vọt lên, không có tin tức biến mất. chương 1890 chư vương hội minh. Yêu tộc đại yêu bộc phát, rời đi, cũng đem vừa mới bầu không khí kiếm bạt nỗ trương đè xuống buồn vương cũng sẽ không phẫn nộ, khí thế thu liễm, nhìn về phía tàng vương, chậm rãi nói, tất. Nhiên nhiên tiêu nói là dương trần làm loạn, tội ác tay trời. Hàn ly bản doanh nhưng có đối sách. Tàng vương thản nhiên nói, dương trần quay về cửu châu. Đông cửu hoàn cùng dương trần liên quan đám nhân tộc tu sĩ, đã ra khỏi ngoại vực. Lại có thể thế nào, giết. Buồn vương lạnh lùng nói, hàn ly bản doanh hạ lệnh, mệnh ngoại vực các cường giả, đồ sát nhân tộc võ giả, giao ra dương trần, bằng không máu chảy thành sông, dù là giết không được dương trần. Cũng làm cho hắn tại cửu châu lại không đất đặt chân. Tàng vương quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đồ sát. Thật như đồ sát, minh vương bọn gia hỏa này tất nhiên sẽ không không nhìn. Cũng lại không nhìn thần vương hóa cảnh không vào ngoại vực chi ngôn. Giết sạch nhân tộc võ giả, nhân tộc thần vương hóa cảnh tàn sát nội vực, bỏ không chúng ta. Đây chính là buồn vương muốn thấy được. Buồn vương nhíu mày, đồ sát đó là vạn bất đắc dĩ mới có thể làm. Thật muốn trắng trợn đồ sát nhân tộc võ giả. Những này nhân tộc thần vương hóa cảnh cũng sẽ không lại tuân theo quy củ. Một khi dốc toàn bộ lực lượng, đồ sát nội vực tu sĩ, trừ thần vương hóa cảnh cường giả. Không có ai có thể lấy ngăn cản. Đến lúc đó, những này nhân tộc thần vương hóa cảnh không còn nỗi lo về sau một khi xâm nhập nội vực cuối cùng coi như thắng chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi xuống một chút thần vương hóa cảnh sống sót buồn vương trong lòng phẫn nộ nhưng cũng biết tàng vương nói không sai đè xuống nộ khí mở miệng nói vậy thì kiềm chế minh vương đám nhân tộc thần vương hóa cảnh để cho đông cửu hoàn các cường giả đánh vào cửu châu không giết dương trần thề không bỏ qua tàng vương thản nhiên nói chuyện này bàn lại ngươi buồn vương nhãn thần băng hàn hàn ly bản doanh là không muốn lại xuất lực buồn vương một lại nhìn tàng vương nhìn về phía một bên một mực không lên tiếng man vương thản nhiên nói man vương ý gì dương trần đánh giết man vương hậu duệ man vương chẳng lẽ đến đây thì thôi man vương liếc mắt nhìn tàng vương lại nhìn một chút nhiên tiêu rất lâu chậm rãi nói bàn vương không cai quản bên ngoài vực đánh giết dương trần một chuyện chờ thông đạo mở ra bản vương tự sẽ thanh toán. Nói xong, man vương thản nhiên nói, buồn vương nếu là thật sự hữu tâm. Không bằng kiềm chế phong thiên vương, chúng ta giết vào cửu châu. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Buồn vương lãnh tiếu, ngoạn vị nói, bản vương cũng không phải phong thiên vương đối thủ. Bây giờ bộc phát đại chiến, chỉ sợ cũng cùng tàng vương chỉ ý không hợp. Nhưng tiêu trở thành danh chủ, một môn tam thần vương hóa cảnh tàng vương lại tiến vào cổ khư có thể có thể trưởng khống loại thứ ba bản nguyên võ đạo đến lúc đó còn cần chúng ta kiềm chế phong thiên vương tàng vương trực tiếp không để ý tới hắn liếc mắt nhìn cổ khư rất lâu mới nói buồn vương hà phải làm ngôn ngữ chi tranh cổ khư sự tình không phải bản vương một cái đang làm nhiều năm như vậy chư vương suy nghĩ đại gia lòng dạ biết rõ tàng vương nói đi lại mặt lộ vẻ trầm trọng chậm rãi nói chư vương hội minh nên khởi động lại lời này vừa nói ra tại chỗ thần vương hóa cảnh cũng là hơi chậm lại chư vương hội minh đó là ngoại vực thần vương hóa cảnh cùng bàn bạc đại sự một cái nghi thức tứ đại bản doanh thần vương hóa cảnh tổ hội thần vương hóa cảnh đều sẽ tham dự một bên thắng vương lên tiếng nói tàng vương thật muốn mở ra chư vương hội minh cửu châu sự tình không vội nội hoạn bất bình đại chiến sắp đến như thế nào tiêu diệt cửu châu tàng vương thản nhiên nói một khi chúng ta cùng nhân tộc võ giả giao chiến một chút vẫn lạc nhiều năm ra hỏa bỗng nhiên xuất hiện chẳng phải là để chúng ta luống cuống tất nhiên chết vậy cứ tiếp tục chết tiếp hà tất lúc này hiện thân chư vương hội minh khi khởi động lại lời này vừa nói ra có thần vương hóa cảnh trầm giọng nói tàng Vương chẳng lẽ là nghĩ, Tàng Vương cười nói, thử xem không sao. Rất lâu, có thần Vương hóa cảnh nói, vậy, thì khởi động lại chư Vương hội minh, vừa vặn cũng làm cho một chút dấu diếm ra hỏa lộ diện. Bàn lại Cửu Châu một chuyện, Cửu Châu bây giờ động tĩnh không ngừng. Chỉ sợ cũng không cam tâm ngồi chờ chết. Đó là tự nhiên, thông đạo sắp toàn diện mở ra. Cửu Châu nhân tộc sẽ không chờ chết, bất quá động tĩnh nhiều hơn nữa cũng chỉ là vùng vẫy dẫy chết thôi đông đảo thần vương hóa cảnh nghị luận một hồi buồn vương lạnh lùng nói cổ khư sự tình cần cùng bàn bạc chư vương hội minh có thể khởi động lại nhưng cửu châu nhân tộc có mấy cái nhất định phải giết âu dương cuồng đao tân hoàn dương trần thẩm lãng nhiên buồn vương liệt cử một chút chậm rãi nói chư vị chỉ sợ cũng không muốn cửu châu nhân tộc lại xuất mấy vị thần vương hóa cảnh a đông đảo thần vương cảnh lẫn nhau giao lưu một phen rất nhanh có thần vương hóa cảnh nói vậy liền để ngoại vực lưu ý thêm một khi mấy nhân tộc kia tu sĩ xuất hiện toàn lực đánh giết cùng cửu châu kết nối ngoại vực phần lớn là xây phù hộ chư vương lãnh địa nếu như phát hiện hàn ly một mạch toàn lực hiệp trợ đông đảo thần vương hóa cảnh thương thảo một hồi đại khái xác định những thứ này đến nỗi nhiên tiêu cùng hàm vũ vẫn như cũ đứng tại phía dưới không nói một lời Sụp mi thuận mắt, điệu thấp vô cùng, lúc này hai người bọn họ không muốn nói cái gì. Lần này trung vị thần vương cảnh khu vực cơ hồ toàn quân bị diệt, lại chỉ có hai người bọn họ. Mặc dù đều có đại bối cảnh, nhưng những này thần vương hóa cảnh thật muốn tìm phiền toái. Bọn hắn cũng rất khó qua cửa ải. Mặc dù đem mọi chuyện đều giao cho Dương Trần, nhưng đại gia tin hay không liền khó nói, thần vương hóa cảnh nhóm còn tại thương nghị nhưng tiêu lại là có chút thất thần lần này quay về bản doanh chính mình hẳn là sẽ trở thành duy nhất doanh chủ người thừa kế a phụ vương một khi thoái vị chính mình cũng có thể trở thành tân nhiệm danh chủ bất quá lần này bái vương man vương có thể đều sẽ lòng sinh thù ghét chỉ có chính ta càng mạnh hơn mới có thể không nhìn những thứ này thần vương hóa cảnh vương tổ tuy mạnh nhưng vương tổ sẽ không mỗi lần đều sẽ hiện thân cứu ta nhưng Tiêu Thầm nghĩ rất nhiều, có thể có thể mượn Cửu Châu chi thủ, đem những cái kia căm thù chính mình thần vương hóa cảnh lừa. Giết Bất Quá Dương Trần cũng là họa lớn, nếu có cơ hội cũng muốn giết Dương Trần. Tốt nhất để cho hắn cùng những thứ này căm thù ta ra hỏa cùng một chỗ tử vong, nhưng Tiêu suy nghĩ rất nhiều, lại nhẹ nhàng vuốt ve một chút đốt loan. Có thể chính mình hẳn còn cùng thủ hộ bản doanh tiếp xúc nhiều để cho đốt loan tại thủ hộ bản doanh nắm giữ càng lớn quyền lợi, một bên. Hàm Vũ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Đối thủ cạnh tranh chết gần hết rồi, nhưng danh chủ Hòa buồn vương những đại lão này, ngoại vực các cường giả còn tại thương nghị, Dương Trần lại là không quản được ngoại vực. Gần đây hắn sẽ không đi ngoại vực, càng sẽ không đi nội vực, trừ phi đối phương giết tới bằng không hắn cũng không cần đi để ý tới, trong phòng tu luyện Dương Trần thần tùy càng thêm. Sáng chói, hai cái buồn quả cho ta tăng lên linh hồn chi lực có ngàn chấn. Lập tức lại nhìn một chút trong tay hoa tâm, gốc cây này tiết đàm yêu hoa. Hắn là nhìn chằm chằm rất lâu, trước đó chằm chằm là tiết đàm quả. Về sau tiết đàm quả đối với hắn không có hiệu quả, Dương Trần để mắt tới hoa tâm của nó. Nuốt vào hoa tâm, linh hồn của ta chi lực cũng có thể đột phá 5.000 chấn, dương. Trần nghĩ tới đây, lại nhìn một chút ba cái thật quả, cái này ba cái thật quả. Lại có thể cho mình đề thăng bao nhiêu? Thật quả giá trị là buồn quả gấp 5 lần. Một cái buồn quả cơ hồ cho ta tăng lên 500 chấn linh hồn chi lực, dựa theo cái này mà tính. Đó chính là 2.500 chấn, bất quá dương trần biết hầu như không tồn tại loại khả năng này, linh hồn chi lực càng cao, càng khó đề thăng. Chớ nói chi là còn có cửa ải tồn tại, ba cái thật quả, phục dụng một hai cái vẫn được. Quả thứ ba hiệu quả cũng tuyệt đối sẽ suy yếu, Dương Trần nói phục dụng. Vẫn như cũ không có nuốt phục, nghiền nát hoa tâm, bắt đầu rèn luyện chính mình thần tủy, soạt. Soạt, thần tủy có chút dạn nứt dấu hiệu, bắt đầu nở lớn. Dương Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đây là lột xác dấu hiệu xem ra thật sự đột phá cửa ải đạt đến một cái vùng đất mới bước hoa tâm sức mạnh vẫn tại rèn luyện thân tủy để cho thần tủy càng thêm sáng lóa. thời gian từng giờ trôi qua Dương Trần cũng tại không ngừng rèn luyện tiến bộ hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được chương 1891 lần nữa thuế biến ngày thứ tư ngoại vực đại chiến đã bắt đầu ngừng ngoại trừ lẻ tẻ chiến đấu đại quy mô chiến dịch cuối cùng triệt để kết thúc đông ương đạo cung vẫn như cũ còn tại phong cung bốn ngày này đông ương đạo cung không có người nào ra đạo cung toàn bộ đông ương phù đảo đều có thể rõ ràng cảm nhận được đông ương đạo cung bên kiên năng lượng ba động không ngừng mặc dù bị đông ương đạo cung thần vương liên thủ phong tỏa đạo cung bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một chút động tĩnh mấy vị đông ương phù đảo chung vị thần vương một bên nói chuyện phiếm một bên nhìn về phía Đông Ương Đạo Cung, có người đột phá sao? Trong đám người, một ông lão nhìn về phía Đông Ương Đạo Cung bầu trời. Giống như có linh hồn chi lực ba động, không phải trung vị thần vương cảnh đột phá, lúc này đã có người có thể nhìn thấy một vài thứ, một tôn vàng óng ánh cực lớn hư ảnh hiện lên Đông Ương Đạo Cung bầu trời, côn uy, hắn tấn cấp thượng vị thần vương cảnh, đây cũng quá nhanh mọi người đã nhận ra tôn này cực lớn thân ảnh vàng óng, côn uy. Ngưng luyện bất hủ thần thể, bất hủ thần thể hư ảnh hiện lên. Cái này cũng là thượng vị thần vương cảnh một cái tiêu chí, Dương Trần đột phá chưa cái này. Đó là bởi vì nhiều vị thần vương liên thủ phong tỏa bất hủ thần thể năng lượng tiết lộ. Rất nhanh, có người mở miệng nói, cũng bình thường. Linh hồn hắn chi lực một khi đạt đến 3.000 chấn, liền sẽ cùng Dương Trần một dạng trực tiếp tấn cấp thượng vị thần vương cảnh, nhưng đây cũng quá nhanh, linh hồn hắn chi lực tăng lên nhanh như vậy, đây là thu được bảo vật gì a? À? Hẳn là, nghe nói lần này Dương Trần trở về, mang về không thiếu đồ tốt. Nói đến đây, có người lắc đầu nói, lần này nghe nói Dương Trần nổi giận. Đông Ương đạo cung kém chút hủy diệt ở Đông Cửu Hoan. Ngô cung chủ đến bây giờ đều không hiện thân, chỉ sợ tình huống không ổn, chư vị nhìn thế nào? có người nhẹ nhàng cau mày nói, khó mà nói, lần này ngoại vực chi chiến. Trên tổng thể tới nói là đại thắng, trung châu chi hoạn lắng lại, đông cửu hoàn mặc dù ném đi. Nhưng vẫn là đánh chết nhiều vị đỉnh phong thần vương dị tộc cũng là đại thắng. Đến nỗi ngô phong mấy người suýt chút nữa tử vong, mà dù sao không chết. Không chết chính là thắng cuộc, chúng ta ngược lại là có thể nhìn thoáng được. Ngô phong mấy người chắc hẳn cũng nhìn thoáng được, nhưng dương trần trẻ tuổi. Hắn chưa hẳn có thể hiểu. Cùng ngoại vực dị tộc chiến tranh, vẫn luôn là đang đánh cược chỉ nhìn kết quả, không xem qua trình. Nói một hồi, vị này trung vị thần vương bỗng nhiên lắc đầu nói, mặc kệ, nói cho cùng, chúng ta hay là thực lực thấp, không dậy được tính quyết định kết quả. Trừ vị Mạc Đàm chuyện này, vẫn là nói chuyện Đông Ương Đạo cung lần này phong cung sau đó sẽ có biến hóa như thế nào a? À, biến hóa, hiện tại cũng nhiều một vị thượng vị thần vương. Ta phía trước cảm ứng được mấy cỗ linh hồn chi lực biến hóa. Có thể có người đột phá đến trung vị thần vương cảnh. Lần này đông ương đạo cung cao giai cảnh cũng có thể đạt đến 20 người. Đám người thổn thức lúc này mới không bao lâu, ngay tại năm ngoái. Đông ương đạo cung cũng mới ba vị cao giai thần vương, một cái chớp mắt. Đều phải bên trên 20 người, ngoại giới đang nghị luận đông ương trong đạo cung đạo cung. Côn uy đột phá, động tĩnh không nhỏ thời khác này dương trần cũng cảm nhận được bất quá dương trần không có thời gian đi quản côn uy huyết mạch tựa như cũng lột xác dương trần mừng rỡ trong lòng cảm thụ một chút tự thân huyết mạch chi lực dương trần càng cuồng hỉ đứng lên huyết mạch chi lực đã thức tỉnh lại một loại năng lực đặc thù vẫn là cùng bản nguyên võ đạo có liên quan lập tức dương trần triệt để chìm vào huyết mạch chi lực ở trong cẩn thận cảm giác không bao lâu hắn đã triệt để hiểu rõ phân tích bản nguyên võ đạo năng lực sao dương trần gương mặt kinh hãi loại năng lực đặc thù này cũng quá kinh khủng chưa từng nghe thấy bất quá muốn kích phát loại này phân tích bản nguyên võ đạo năng lực vẻn vẹn một hơi thời gian liền muốn hao phí số lớn bất hủ chi lực hơi kích phát một chút dương trần kém chút không có mắng thành tiếng vẻn vẹn một hơi thời Gian, hắn liền hao phí ước chừng một vạn vạn ức giá trị bất hủ chi lực, đây cũng quá kinh khủng. Dù cho là hắn, cũng không dám tùy tiện kích phát loại này siêu cấp kinh khủng năng lực. Hơn nữa, vẻn vẹn một hơi thời gian đến phân tích hắn giả bản nguyên võ đạo. Có thể phân tích ra cái gì đồ chơi ta? Nếu là đần một điểm, nhìn mấy trăm lần đều lĩnh hội không ra cái gì. Vậy ta không phải muốn táng ra bại sản, cái đồ chơi này xem ra không thích hợp a. À? bản nguyên võ đạo phân tích không muốn biết không muốn cung cấp hàng mẫu nếu như không cần vậy thì đơn giản nhiều trực tiếp quan sát chính là nếu như cần cái kia còn phải tìm đỉnh phong thần vương bản nguyên võ đạo cường giả đi dương trần trong lúc nhất thời khó mà phán đoán nghĩ nghĩ quyết định không thể lãng phí huyết mạch chi lực đi dò xét hắn bây giờ không vội bản nguyên võ đạo chuyện ngược lại là bất hủ thần thể rèn luyện cùng linh hồn chi lực đề thăng lửa xém lông mày như vậy cũng tốt tới được đỉnh phong thần vương cảnh ta liền không vội không có thể ta bây giờ liền có thể thử một chút cảm ngộ bản nguyên võ đạo thượng vị thần vương cảnh như thế nào tấn cấp đỉnh phong thần vương cái này dương trần còn không phải quá rõ ràng thượng vị thần vương cảnh cùng đỉnh phong thần vương ngoại trừ bản nguyên võ đạo tranh lệch còn có cái gì khác biệt hắn cũng không phải quá hiểu những thứ này quay đầu cũng có thể hỏi một chút tân hoàn bọn hắn hí kịch nhan mấy người kia không cách nào tiến vào đỉnh phong thần vương cảnh đó là bởi vì bọn hắn bất hủ thần thể trình độ không đủ cũng không phải là bản nguyên võ đạo nguyên nhân một khi bất hủ thần thể trình độ đầy đủ bản nguyên võ đạo cảm ngộ dạng này thượng vị thần vương cảnh cùng đỉnh phong thần vương lại có dạng gì tranh lệch vẫn là nói thượng vị thần vương cảnh cảm ngộ bản nguyên võ đạo chưa chắc có phóng đại hiệu quả chỉ có thể nhìn không thể dùng dương trần trong lòng có điểm phán đoán tiếp lấy không có lại quản cái này cũng không để ý bên ngoài đột phá côn uy vây khốn gấu thứ nhất tấn cấp thượng vị thần vương cảnh hắn kỳ thực một điểm không ngoài ý muốn trong tay dương trần hiện lên ba cái thật quà hơi có chút kích động ba cái thật quà khả năng giúp đỡ chính mình tăng lên tới mức độ như thế nào. Thần tủy lần nữa lộ ra, Dương Trần lấy ra một cái thật quả, hít sâu một hơi. Linh hồn chi lực đã đạt đến 5.000 nhiều chấn. Lúc này đề thăng hiệu quả chắc chắn không có lấy trước như vậy lớn. Buồn quả tại hắn 4.000 chấn tả hữu có thể đề thăng tiếp cận 500 chấn, hiệu quả tốt hơn hoa tâm. Đối mặt 4.999 chấn dạng này cửa ải cũng chỉ là để cho hắn tăng lên 400 chấn tả hữu, thật quả mặc dù so những thứ này đều mạnh hơn. Có thể đề thăng bao nhiêu linh hồn chi lực, khó nói. Thử một chút thì biết, sau một khắc, Dương Trần vỡ vụn thật quả, thật quả một nát bẫy Một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng năng lượng tuôn ra, cấp tốc bắt đầu tràn vào trong thần tủy. Xì xì, âm thanh không ngừng vang lên, Dương Trần cảm giác đầu hơi hơi phình to có chút cảm giác không chịu nổi, linh hồn chi lực hạn mức cao nhất cũng tại không ngừng đề. Thăng, tốc độ tăng lên cực nhanh, một lát sau, Dương Trần cảm nhận được cửa ải. Năng lượng vẫn còn tiếp tục tràn vào, nhưng thần tủy lại là chậm chạp bất động. Chỉ là càng rực rỡ, phá A, à, Dương Trần trong lòng chửi nhỏ, một cái thật quà. Vượt qua vạn vạn ức giá trị, chẳng lẽ liền 6.000 chấn dạng này cửa ải đều không thể đột phá thánh thật dù sao cũng là cây loại thần vương hóa cảnh, không đến mức rác rưởi như vậy a, à, soạt. yếu ớt tiếng vỡ vụn vang lên lần nữa. Thật quả tràn vào năng lượng càng ngày càng nhiều, bất quá rất nhanh bắt đầu suy yếu. Năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Mà đúng lúc này, Dương Trần thần tủy hơi chấn động một chút. Bề ngoài óng ánh mảnh vụn bắt đầu rụng, phá, Dương. Trần nhẹ nhàng thở ra, một cái thật quả nếu là liền 6.000 chấn cửa ải đều không phá được. Vậy hắn lần này đừng hy vọng đề thăng nhiều lắm. mươi 1892 độ cao mới. Cửa ải vừa vỡ, Dương Trần vội vàng cảm thụ linh hồn chi lực đến 6.200 chấn, tốc độ chậm lại. Thật quả năng lượng cũng tiêu hao hết, không tệ, Dương. Trần coi như hài lòng, chẳng những phá cửa ải. Còn tăng lên 800 chấn xung quanh linh hồn chi lực hạn mức cao nhất đã ra dự liệu của hắn. Nói như vậy, phục dụng cái thứ hai, vẫn là có hy vọng hoàn thành đột phá. Đột phá 7.000 chấn, dù là cái thứ hai không đủ, quả thứ ba cũng đủ rồi, Dương. Trần phán đoán một chút, đạt đến 7.000 chấn trở lên hẳn là không độ khó, Bất, Quá vẫn là rất phiền phức A. À. Như vậy nhìn tới, ta chỉ có thể không xong hủ thần thể thất biến, nhập môn bát biến, Dương. Trần hơi hơi ngưng lông mày, tiếp lấy lắc đầu, mặc kệ, có thể mấy biến tính toán mấy biến A. À. Nếu như có thể đạt đến thất biến, ta lại dùng lực hỗn độn chiến đấu, đến lúc đó ta cũng có chân chính yếu đỉnh phong thần vương cảnh sức chiến đấu mặc dù còn không bằng bàn nguyên võ đạo nhưng bản nguyên võ đạo cường giả cũng không phải khắp nơi đều là vẫn là không bằng tân hoàn bất quá tân hoàn vẫn có hạn chế ta không cần đi hâm mộ hắn dương trần kỳ thực tương đương hâm mộ linh hồn chú thể không cần chịu quá nhiều linh hồn chi lực gông cùm xiềng xích nhưng dương trần cảm thấy cái này chưa chắc đã là chuyện tốt có lẽ sẽ không có cùng ít nhất ta linh hồn chi lực cùng nhục thân cùng một chỗ tiến bộ. Ta thủ đoạn càng nhiều, không cần hâm mộ tân hoàn, ta cần đối phát triển tiếp. Nhất định sẽ cường đại hơn. Dương Trần tự mình an ủi mình một hồi, linh hồn chú thể. Khẳng định có thiếu hụt, bây giờ liền thể hiện ra, chính mình nếu là có tân hoàn thực lực. Đánh hơn 10 vị đỉnh phong thần vương, đánh không lại cũng có thể bao hắn lại nhóm tân hoàn cháu đều không che được giết cái đỉnh phong thần vương khó khăn muốn chết còn phải cẩn thận đối phương tùy thời chạy trốn sao có thể so ra mà vượt ta ta bây giờ linh hồn chi lực tăng lên nhiều như vậy có thể tiếp tục cường hóa hỏa môn núi cổng trào có thể không nên chỉ cường hóa hỏa môn núi cổng trào toàn bộ hỏa môn sơn đến lúc đó chân chính trở thành một ngọn núi trực tiếp đập xuống hắn bây giờ cũng chỉ là một mực tại cường hóa hỏa môn núi cổng trao, một tòa cổng trao. Lại mạnh cũng chỉ là cổng trao, nhưng một ngọn núi lớn đâu, một. Tiêu rất lâu dài, còn cần tiếp tục cố gắng, dương. Trần không quan tâm, bắt đầu phục dụng cái thứ hai thật quả. Cái thứ hai thật quả phục dụng, lần này, Dương Trần không thể đánh vỡ cửa ải. Chỉ là để cho linh hồn chi lực đạt đến 6.999 chấn, Dương Trần cứ việc muốn giữ lại một cái cho người yêu cầu dùng, nhưng đến lúc này, cũng không lo được rất nhiều. Linh hồn chi lực cao tới 7.000 chấn, ngoại trừ thật quả. Những bảo vật khác chưa hẳn hữu dụng, 7.000 chấn linh hồn chi lực. Kỳ thực là một chút lâu năm đỉnh phong thần vương có được linh hồn chi lực. Đề thăng đỉnh phong thần vương cảnh linh hồn chi lực bảo vật Dương Trần rất khó gặp phải. Âu Dương Minh những người này đều chưa hẳn có thể thu được quả thứ ba thật quả ăn vào lần này. Dương Trần vừa lòng thỏa ý, cửa ải bị đánh vỡ. Lần này không lỗ, mặc dù không thể đạt đến dự trù 9.000 chấn. Có thể 7.000 nhiều chấn cũng đủ rồi, ta bất hủ thần thể rèn luyện, hoàn thành biến đổi. Cũng sẽ đề thăng một chút linh hồn chi lực, đến lúc đó. Hẳn là cũng gặp phải 8.000 chấn cửa ải, Dương Trần càng nghĩ càng hài lòng. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lần này chỉ cần tiêu phí một chút thời gian chính mình liền có thể làm đỉnh phong thần vương tới dùng vẫn là đi ngoại vực mới có thể tăng cao thực lực không đi ngoại vực ta có thể làm được mức này sao hiện tại cũng có thể xem như nửa cái đỉnh phong thần vương đến thất biến hoàn toàn có thể xem như đỉnh phong thần vương dương trần trong lòng thật sự có chút cảm khái lúc này mới bao lâu lần trước đi cổ khư kỳ thực thật sự thời gian không dài nhưng tiêu loại này một môn lưỡng thần vương hóa cảnh Chấp trưởng một đại bản doanh siêu cấp con em nhà giàu cũng liền từ hạ vị thần vương cảnh đến trung vị thần vương cảnh đình phong mà thôi bất quá lần này đi qua nhưng tiêu không có gì bất ngờ xảy ra có thể sẽ đến thượng vị thần vương cảnh dù là tân hoàn cái kia cũng không hắn nhanh ta muốn siêu việt người cơ hồ đều vượt qua mục tiêu kế tiếp tân hoàn người kế tiếp nữa mục tiêu âu dương minh dương trần cắn răng hắn bây giờ hạ quyết tâm chờ vượt qua âu dương minh tuyệt đối phải tẩn hắn một trận quan vô cực chuyện không thể nói là ai sai dương trần có trách nhiệm đông ương đạo cung có trách nhiệm âu dương minh cũng có trách nhiệm nhưng những này không phải chủ yếu mấu chốt vẫn là nhân loại quá yếu nếu như nhân loại cường đại đánh trung châu ngoại vực đồng thời còn có thể lại đánh đông cửu hoàn cái kia hết thảy đều sẽ không phát sinh Mặc dù cảm thấy không có đạo lý giận lây Âu Dương Minh. Nhưng Dương Trần chính là không thoải mái, có loại cảm giác bị phản bội, hắn vẫn cảm thấy. Chính mình cùng Âu Dương Minh quan hệ tương đương thân cận. Nhân loại thần vương hóa cảnh ở trong, hắn cùng Âu Dương Minh nhận biết lâu nhất. Tiếp xúc nhiều nhất, ngày đó tại cổ vẫn thần giới. Nhìn thấy Âu Dương Minh vì những người khác tranh đoạt lợi ích. Vì cả nhân loại lao tâm lao lực, hắn thật sự bội phục đến cực hạn thậm chí có một chút như vậy đau lòng nếu như đổi thành phương đông rách nát mấy vị này thần vương hóa cảnh làm ra dạng này quyết sách dương trần dù là bất mãn cũng sẽ không cảm thấy không cam lòng đứng tại phương đông đổ nát góc độ hắn là võ đạo liên minh minh chủ cùng dương trần cũng không phải quá quen lựa chọn thế nào dương trần không có quyền lợi đi quản cái gì nhưng lần này là âu dương minh làm ra quyết sách dương trần cảm thấy mình bị âu dương minh phản bội tại hắn nghĩ đến hắn cùng âu dương minh quan hệ hảo như vậy âu dương minh chuyện đương nhiên muốn bảo đảm đông ương đạo cung càng là thân cận càng là khó chịu dương trần thật sự tương đương không cam lòng trong lòng hùng hùng hổ hổ một hồi sớm muộn để cho hắn dễ nhìn trong lòng mắng một hồi thở dài một ngụm dương trần bắt đầu rèn luyện bất hủ thần thể số lớn bất hủ chi lực tuôn ra đem dương trần vây quanh bao trùm lần này, bất hủ thần thể ít nhất phải thất biến, hoàn thành thất biến, tiến vào bát biến tốt nhất. Dương Trần không so đo đại giới, bất hủ chi lực vô cùng vô tận giống như mà tuôn ra. Toàn bộ tu luyện thất đều thành kim sắc, khoảng cách đông cửu hoàn chi chiến kết thúc, đi qua nửa tháng, nửa tháng tới. Đông ương đạo cung vẫn như cũ phong cung, không cho phép ra vào. Đông cửu hoàn mất đi, đông ương đạo cung cũng mất cần chấn thủ ngoại vực đạo cung tài quyết điện cũng biết đông ương đạo cung đang điên cuồng tu luyện chuẩn bị phản kích bây giờ cũng không có bất luận cái gì nhằm vào đông ương đạo cung mệnh lệnh được đưa ra vừa xuất quan ngô trấn khải tựa ở trên một cây đại thụ trong miệng ngậm sợi cỏ cười ha hả nói vây khốn gấu người nói những cây cối này có thể thành yêu sao ta hiện tại đã biết rõ thiên su trên thế giới vì cái gì không có yêu tộc hay là năng lượng không đủ ngươi xem một chút đông ương đạo cung hiện tại năng lượng phong phú ta cảm giác những cây cối này đều phải thành yêu côn uy tiện tay đập một cái sau lưng đại thụ lắc đầu nói hẳn là không hí kịch đương nhiên nếu là một mực tiếp tục giữ vững có thể trăm ngàn năm sau những cây cối này thật sự có thể thành yêu hai người trò chuyện côn uy liếc qua ngô trấn khải cười ha hả nói ngươi tiến bộ ngược lại là không chậm nói nhảm ta là thiên tài đương nhiên không giống nhau Ngô Trấn Khải một mặt ngạo nghễ cười nói, ta trực tiếp ngưng luyện ra thần tùy. Linh hồn chi lực đề thăng thế nhưng là không chậm, Dương Trần lại cho một đóa Putin hoa. Ta cảm thấy ta cũng nhanh đến trung vị thần vương cảnh cao đoạn. Hắn hiện tại, đột phá trung vị thần vương cảnh trung đoạn không lâu. Bất quá hắn cảm thấy cao đoạn cũng không xa, phế vật côn. Uy khinh bỉ một câu, mới trung vị thần vương cảnh trung đoạn yếu gà, lão tử thượng vị thần vương cảnh, kiêu ngạo sao? Ngô Trấn Khải sắc mặt khó coi, khẽ nói, người thượng vị thần vương cảnh. Đó cũng là yếu nhất thượng vị thần vương cảnh, linh hồn chi lực vừa đạt đến 3.000 chấn thượng vị. Thần vương cảnh, có gì đặc biệt hơn người? Người đến thượng vị thần vương cảnh, không còn phòng ngự yêu thế. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu, nói xong lại nói ta đến thượng vị thần vương cảnh linh hồn chi lực so với ngươi còn mạnh hơn có thể rất nhanh có thể đuổi kịp ngươi vượt qua ngươi thôi đi ngươi sẽ tu luyện ta sẽ không côn uy cũng là khinh bỉ một hồi vừa cười nói tiểu thiếu đại khái cũng sắp bất quá lão thẩm bên này côn uy vuốt cằm nói lão thẩm bây giờ tốc độ tu luyện đã chậm lại không biết hắn đến thượng vị thần vương cảnh sẽ hay không có chút chỗ tốt chương 1893 không thể nhịn được nữa. Nghĩ nghĩ, Côn Uy lắc đầu nói, không thể quá trông cậy vào biến dị tới tu luyện. Không có yêu thế cũng tốt, ít nhất một mực duy trì ta đến thượng vị thần vương cảnh. Kế tiếp còn phải xem chính mình, ngô. Trấn Khải một mặt khinh bỉ, bật hách ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói nhìn mình. Không thèm để ý hắn, Ngô Trấn Khải nhìn về phía nơi xa một tòa kim quang trói mắt tu luyện. Thất hiếu kỳ nói, gia hỏa này ở bên trong nửa tháng, đều không đi ra. Bây giờ chỉ là tràn lan bất hủ chi lực, đều đủ chúng ta tu luyện, hắn đến cùng đang làm gì? Lần này ngươi đoán hắn có thể tu luyện tới cái tình trạng gì? Hắn xuất ngoại vực thời điểm, đã tiến nhập bất hủ thần thể tư biến. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào ngũ biến cũng không có vấn đề. Lục biến đều có hy vọng côn uy nói xong ngô trấn khải nhe răng nói không đến mức a à, đây chẳng phải là nói hắn có thể đi vào đỉnh phong thần vương nói xong ngô trấn khải vừa bất đắc dĩ nói hắn là càng mạnh đột phá càng nhanh không có thiên lý đều người khác càng mạnh càng chậm hắn càng lúc càng nhanh ba ngày hai đầu tấn cấp cũng không biết nên nói cái gì nói vài câu ngô trấn khải bỗng nhiên nhếch miệng cười nói hắn tiến bộ quá nhanh cũng có phiền phức Hắn cảm ngộ bản nguyên võ đạo chắc chắn rất chậm, này ngược lại là cơ hội. Dương Trần ra hỏa này, đỉnh phong thần vương cảnh phía trước. Dựa vào tài nguyên tiến bộ vẫn được, hắn cưỡng ép đánh vỡ nhiều như vậy cửa ải. Thẳng đến đỉnh phong thần vương. Nhưng đến đỉnh phong thần vương, hắn cảm ngộ không được bản nguyên võ đạo, hắc hắc. Đến lúc đó đuổi kịp hắn thì đơn giản. Ta đối với võ đạo hiểu rõ, đây chính là đại sư cấp bậc ta muốn lĩnh ngộ bản nguyên võ đạo hiện tại cũng có chút đầu mối, nhìn tốt a à, ta tiến vào đỉnh phong thần vương. Bản nguyên võ đạo tiến triển cực nhanh, ba ngày thần vương hóa cảnh. Hắn đang nói, bên tai có người thản nhiên nói, phải không, ngô. Trấn Khải trong nháy mắt nhảy lên, lại vội vàng nhìn về phía xa xa tu luyện thất. Nhìn tiếp hướng Dương Trần, một mặt rung động nói, người đi ra, không được. Người đừng tiếp tục đạo cung che lấp khí tức có hay không hảo, hù chết đại gia, ngô. Trấn Khải không rét mà run, ra hỏa này vừa mới ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Hắn thật sự không chút cảm ứng được, vừa mới dương trần cho hắn đầu tới một quyền. Còn không phải trực tiếp bị giết chết. Nói xong, Ngô Trấn Khải nhìn về phía hắn nói, đột phá, ân, thượng. Vị thần vương cảnh mấy biến, người đoán, đoán cọng lông. Ngô Trấn Khải mắng một câu, một bên, côn uy gặp Dương Trần con người cũng là màu vàng đến bây giờ đều không tán đi, không khỏi nói, thượng vị thần vương cảnh lục biến, không? Thể nào, Ngô Trấn Khải vẫn còn có chút khó có thể tin. Dương Trần một mặt đạm nhiên, bình tĩnh nói, lục biến, không, thất biến đều nhanh đến cuối. Lại cho ta một chút thời gian, cũng có thể bát biến, đánh chết mấy cái yếu đỉnh phong thần vương. Hẳn là không độ khó, Ngô Trấn Khải cùng vây khốn gấu một mặt mộng, thật hay giả, Người cho chúng ta không kiến thức, nói thất biến liền thất biến, Dương Trần mặc kệ bọn hắn tin. Hay không, trong lòng nỉ non một tiếng, hắn kỳ thực cường đại chỗ không ở chỗ thần thể, mà là lực hỗn độn có thể tùy ý tiêu hao lấy ra chiến đấu. Đương nhiên, hắn sức mạnh trưởng khống không đủ, hẳn là không đạt được tuyệt đỉnh đỉnh phong thần vương trình độ, hơn nữa đối thủ dồn đến mặt lộ, cũng sẽ dùng lực hỗn độn chiến đấu cũng mặc kệ như thế nào, hắn sức mạnh trưởng khống độ đạt đến 100%, hắn bộc phát nhất kích. Cũng có thể có tuyệt đỉnh đỉnh phong thần vương chiến lực ta. Cần thông thạo sức mạnh, ta muốn mời chiêu bộc phát ra 10 thành sức mạnh. Một quyền đấm chết một cái đỉnh phong thần vương. Dương Trần lúc này thật sự không vội tiếp tục rèn luyện thân thể. Hắn muốn thông thạo trưởng khống lực lượng của mình, hắn đã có vốn liếng này cùng cơ sở, bởi vì Chuyển đổi võ hồn cùng với huyết mạch chi lực thuế biến, hắn có vô hạn bất hủ chi lực. Đây chính là vốn liếng. Linh hồn chi lực trong thời gian ngắn là không có cách nào tăng lên. Bất hủ thần thể tiếp tục đi lên rèn luyện cũng rất khó, ngoại vực. Lão tử cuối cùng không cần trốn nữa chạy, đông cửu hoàn, chờ xem. Lúc này Dương Trần, khí thế không còn thu liễm, đột nhiên khoa trương đứng lên. Một đạo kim mang nối liền trời đất. Đông ương đạo cung linh hồn chi lực che chắn phong đều không phong được từ. Nay về sau, đông ương đạo cung có ta. Dương Trần không chút nào che lấp, khí thế bộc phát, dọc theo đạo cung, bốn phía du đãng. Đông ương đạo cung vô địch, bởi vì ta mà vô địch, Dương Trần khí thế dâng trào. Xuyên qua đông ương đạo cung che chắn. Giờ khắc này, ngoại giới không ít người cảm nhận được. Cũng có rất nhiều người rung động đến cực điểm, đỉnh phong thần vương cảnh, không? có bản nguyên võ đạo cái loại cảm giác này yếu đỉnh phong thần vương đông ương đạo cung sinh ra một vị yếu đỉnh phong thần vương không là dương trần khí thế không phải tân hoàn đỉnh phong thần vương giờ khác này tất cả mọi người thật sự rung động đỉnh phong thần vương hắn làm sao làm được nhân tộc võ giả nhân tộc võ giả cũng không khủng bố như vậy giờ khác này vô số người rung động cùng một thời gian đông cửu hoàn cửa vào phụ cận âu dương minh Nhìn chằm chằm Đông Ương Đạo Cung phương hướng, thật lâu không nói gì. Thượng vị thần vương cảnh thất biến, thất biến. Đơn giản như vậy sao? Âu. Oh. Dương Minh bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Thượng vị thần vương cảnh thất biến, trước kia chính là một cái truyền thuyết. Hắn là thượng vị thần vương cảnh thất biến lên cấp Đông Phương Phá bại cũng là. Mở thủ tự kỳ thực không phải. Đông Phương Phá bại là thượng vị thần vương cảnh thất biến lên cấp đó là bởi vì Phong Thiên Vương đang ủng hộ hắn, cho vô số đông phương phá bại cần tài nguyên. Trợ giúp hắn hoàn thành thượng vị thần vương cảnh thất biến. Nhưng những người khác giống mở thủ tự cùng phong qua là giống nhau. Lấy thượng vị thần vương cảnh lục biến đỉnh phong cảnh lên cấp cho nên thật muốn chăm chỉ đứng. Lên, bất hủ thần thể rèn luyện trình độ cũng ảnh hưởng đến sau này về mặt chiến lực hạn. Đông phương phá bại cùng Âu Dương Minh, dù là cùng mở thủ tự đồng thời tấn cấp cũng sẽ so mở thủ tự càng mạnh hơn đồng dạng nếu như là thượng vị thần vương cảnh lục biến nhập môn liền tấn cấp đỉnh phong thần vương lúc đó yếu hơn một chút dạng này võ giả kỳ thực cũng là có thể tiến vào thần vương hóa cảnh nhưng cơ sở bạc nhược dù là tiến vào thần vương hóa cảnh cũng sẽ yếu một điểm đương nhiên hậu kỳ cũng có thể bù đắp tiếp tục rèn luyện bất hủ thần thể nhưng tại thượng vị thần vương cảnh không rèn luyện hảo đến lúc đó kỳ thực độ khó càng lớn bản nguyên võ đạo tồn tại là chuyện tốt cũng là một loại trở ngại lực lượng thượng hạn càng mạnh thì càng khó lại đề thăng đi lên âu dương minh nhìn về phía một bên tân hoàn thản nhiên nói đuổi kịp ngươi tân hoàn cũng không đạt đến thượng vị thần vương cảnh thất biến không có nhanh như vậy hắn giờ phút này cũng vẫn là thượng vị thần vương cảnh thất biến nghe nói như thế tân hoàn không hề để tâm cười ha hả nói đuổi Kịp tốt thượng vị thần vương cảnh thất biến, tiểu tử này sức mạnh trưởng khống độ cao một điểm. Đó chính là đỉnh phong thần vương, không, có thể càng mạnh hơn. Hắn sử dụng lực hỗn độn chiến đấu sẽ cường đại hơn, ha ha ha. Đông Ương đạo cung là không thể chinh phục tân. Hoàn Cao hứng dị thường, đứng dậy liền nói, "Ta đi, ngươi nhìn chằm chằm." Đừng để ngoại vực dị tộc lao ra ngoài, Âu Dương Minh nhận hắn rất lâu bây giờ là không thể nhịn được nữa tân hoàn vừa nói xong âu dương minh duỗi bàn tay bàn tay đột nhiên biến to lớn vô cùng một cái bắt giữ tân hoàn không nói hai lời nắm lại bàn tay bóp tân hoàn bất hủ thần thể cót két vang dội không có điểm quy củ không có điểm trưởng ấu phân chia người bao lớn lộng một đầu tóc trắng lộ ra ngươi so ta lớn tuổi gọi ngươi vài câu tân hoàn ngươi thật ngươi cho rằng ngươi so ta lớn tuổi Thực lực không bằng ta, niên kỷ không có lão tử lớn. Người coi lão tử nhi tử đều chê ngươi không đủ lớn, cùng lão tử trang, âu. Dương minh hùng hùng hổ hổ, bàn tay đó là bóp càng ngày càng gấp. mươi 1894 liên tiếp đột phá. Tân hoàn đầu lưỡi đều nhanh vươn ra, sắp bị bóp chết, thần vương hóa cảnh cùng đỉnh phong thần. Vương tranh lệch thật lớn, điện chủ. Buông tay, ngươi. Để cho ta buông tay liền buông tay, ngươi không phải phách lối sao. Tới, ngươi đào thoát một chút thử xem, ngươi chạy thoát rồi. Về sau lão tử cho ngươi làm nhi tử đều được, âu. Oh. Dương Minh lần nữa mắng lên, còn khi dễ lão tử ghiền rồi đúng không, bóp chết ngươi cái đồ. Trời này, cót két. Tân hoàn cơ thể đều sắp bị bóp thành cục thịt, để cho ngươi càn rỡ. Người điên cuồng cái gì, thượng vị thần vương cảnh thất biến không tầm thường, linh hồn chú thể. Không tầm thường, ngươi chính là bây giờ thần vương hóa cảnh, ta cũng bóp chết ngươi nắm vuốt nắm vuốt tân hoàn trên thân kim quang lấp lóe một chút bất hủ chi lực trực tiếp đều bị bóp đi ra âu dương minh bất động thanh sắc, âm thầm chụp một chút gặp tân hoàn không có phát giác tiện tay ném một cái tân hoàn không biết bay đi đâu rồi thượng vị thần vương cảnh thất biến thượng vị thần vương cảnh thất biến âu dương minh không có lại quản hắn liếc mắt nhìn trước mặt lơ lửng ngô phong thở dài người tuổi trẻ bây giờ, một cái so một cái không đáng tin cậy, thượng vị thần vương cảnh thất biến. Không phải dựa vào cưỡng ép sông đi lên liền cường đại. Chân chính thượng vị thần vương cảnh thất biến, đó là vô địch tượng trưng, những người này. Căn bản không có mở phát ra nhục thân tiềm lực, chỉ có cảnh giới, không có phối hợp chiến lực. Thượng vị thần vương cảnh thất biến cũng vô dụng. Nói xong không cần, Âu Dương Minh vẫn là không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, lúc nào thất biến cứ như vậy buông lòng, không có thiên lý, hắn. Thượng vị thần vương cảnh thất biến, bất hủ chi lực phong phú, chỉ sợ đã chuẩn bị phản kích. Bất quá ngươi không có khôi phục. Hắn có thể chưa chắc có cái bản lĩnh này, tiểu tử này nghĩ là dựa vào đông ương đạo cung đánh. Lại, đông chín hoàn còn có 18 vị đỉnh phong thần vương dị tộc. Ngay tại ngoài thông đạo chờ đây. Âu Dương Minh nhìn về phía cửa lối đi vòng xoáy, giống như nhìn thấu đối diện, đối diện. Những cái kia đỉnh phong thần vương dị tộc đều trực tiếp chú đóng ở cái này. 18 vị đỉnh phong thần vương dị tộc, trong đó bản nguyên võ đạo cường giả đều có 7 vị. 11 vị yếu đỉnh phong thần vương, mặc dù những dị tộc này bản nguyên võ đạo không tính quá mạnh. Có thể 7 vị bản nguyên võ đạo cường giả yếu hơn nữa cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Hí kịch nhan ba người nếu là đột phá, đỉnh ba vị bản nguyên võ đạo cường giả Tân Hoàn mặc dù tiến nhập thượng vị thần vương cảnh thất biến, có thể căng hết cỡ một đánh hai. Hắn chính là một cái bộ dáng hàng, đánh lâu dài không thể được. Dù là Ngô xuyên Lai viện binh, một đối hai cũng không sai biệt lắm, nhiều cũng không được. Vị bản nguyên võ đạo dị tộc đỉnh phong thần vương ngược lại là có người giải quyết. Nhưng còn có 11 vị yếu đỉnh phong thần vương. Những dị tộc này dưới sự liên thủ, tuyệt không so năm vị bản nguyên võ đạo cường giả yếu người xác định hắn có thể chống đỡ còn có ngoại vực lần trước không có xuất động thượng vị thần vương có thể tiếp nhận xuống đại chiến cùng một chỗ vậy khẳng định sẽ xuất động hơn mười vị thượng vị thần vương trên trăm vị trung vị thần vương đông ương đạo cung có thể gánh vác không được người nếu là khôi phục người đối phó những cái kia đỉnh phong thần vương dương trần đối phó những cái kia so với hắn yếu ngược lại là một giết một cái chuẩn âu Dương Minh đã sớm nhìn ra, Dương Trần kỳ thực cường đại chỗ không ở chỗ hắn có thể chiến đỉnh. Phong thần vương, mà là hắn đến trình độ này, cùng dai cơ hồ vô địch. Hơn nữa, đối phương rất khó chạy, đây chính là Dương Trần tác dụng lớn nhất, người khác đỉnh phong. Thần vương giết chung vị thần vương, đều không phải là nói muốn giết liền giết. Nhưng Dương Trần đến thượng vị thần vương cảnh, hỏa môn sơn cổng trào chụp xuống đi đối phương chạy đều không cách nào chạy, đừng nói chiến đấu, 10 vị trung vị thần vương. Cùng đỉnh phong thần vương giao thủ, có thể dây dưa rất lâu. Có thể 10 vị trung vị thần vương, gặp Dương Trần, một cái hỏa môn sơn cổng trào chụp xuống đi. Trực tiếp chia cắt giam cầm, cận thân chiến đấu, một đối một. Đối phương tránh cũng không thể tránh, tam quyền lưỡng cước liền có thể đánh chết đối phương. Đây mới là Dương Trần cùng người khác khác biệt, linh hồn cụ hiện vật Âu. Dương Minh nghĩ tới cái này, tiếp lấy khẽ lắc đầu. Hắn kỳ thực chân tướng đem chính mình cụ hiện vật biến thành dương trần như thế, cũng không phải không được, nhưng hắn linh hồn cụ hiện vật không có bất hủ chi lực bổ khuyết mà nói. Hiệu quả không lớn, cùng giai cường giả, thậm chí có thể trực tiếp oanh phá linh hồn của hắn cụ hiện vật. Ngược lại để cho hắn thụ thương, không đáng. Không có vô hạn bất hủ chi lực, linh hồn của hắn cụ hiện vật cũng liền như vậy nhưng có bất hủ chi lực không ngừng bổ sung khôi phục hắn cụ hiện vật cũng rất đáng sợ nói một hồi lời nói âu dương minh lại nhìn một hồi ngô phong bỗng nhiên cười nói lại không tỉnh tiểu tử kia sẽ phải làm liều đến lúc đó tử thương vô số cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ngô phong cơ thể hơi rung động vẫn không có tỉnh lại âu dương minh kỳ thực cũng không cách nào phán đoán hắn hiện tại rốt cuộc đến mức nào rồi là đang tiến hành bản nguyên võ đạo xung đột, vẫn là tại tu bổ chính mình bản nguyên võ đạo. Hoặc là dứt khoát hoàn chỉnh tiếp nhận nguyên bộ thần vương hóa cảnh bản nguyên võ đạo. Hắn cũng không nhìn ra. Đông ương đạo cung, dương trần khí thế cực mạnh, đông ương đạo cung cường già. Cũng nhào nhào bị hấp dẫn, rất nhanh. Một chút cường giả đạp không mà đến, trái đông minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lớn tiếng nói, Dương Trần, ngươi đỉnh phong thần vương cảnh đông ương đạo cung xuất hiện vị thứ hai đỉnh phong thần vương cảnh cường giả đám người mừng rỡ như điên đến nỗi tân hoàn đó là giả đỉnh phong thần vương dương trần cười nói không có ta cũng là thượng vị thần vương cảnh bất quá ta thượng vị thần vương cảnh vô địch lời này vừa ra đám người vừa định nói chuyện trên bầu trời rơi đập một người một tiếng ầm vang rơi xuống đất một cái cực lớn cái hố xuất hiện rất nhanh trong hầm động có người cười ha ha nói, thượng vị thần vương cảnh vô địch. Tiểu tử, ngươi phải cùng ta cướp thượng vị thần vương cảnh hạng nhất thượng. Vị thần vương cảnh ai vô địch, hắn tân hoàn mới là thượng vị thần vương cảnh cường giả vô. Địch Dương Trần còn non lắm. Tân hoàn không có vội vã đi ra, dưới đất thu xếp một chút, lúc này mới đằng không mà lên. Nhìn về phía Dương Trần, tươi cười nói, không tệ. Bất hủ thần thể thất biến, thượng vị thần vương cảnh thứ hai ngươi nói đi tân hoàn cười to nói mặc dù không phải đỉnh phong thần vương hơn hẳn đỉnh phong thần vương đỉnh phong thần vương lại như thế nào dương trần cũng bắt đầu cười cười xong chợt cười to nói hôm nay là ta đông ương đạo cung ngày đại hỷ đông ương đạo cung ngoại trừ không có thần vương hóa cảnh cũng không tiếp tục yếu hơn bất luận kẻ nào dứt lời nơi xa ầm ầm vang dội võ đạo đường dài rằng giặc chúng ta cũng bước ra bước thứ nhất ha 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 một hồi cười to truyền ra trung vị thần vương tháp khu vực hí kịch nhan đạp không mà ra bên này hắn vừa đột phá một cái chớp mắt cách đó không xa dân vực cũng là đạp không dựng lên tươi cười nói võ đạo khó khăn khó khăn như lên trời dân nào đó hôm nay cũng muốn đi tới một lần xem có bao nhiêu khó khăn một bên khác dịch phượng cũng mang theo lãnh sắc ngự không dựng lên mở miệng nói cùng một chỗ mà giờ khác này dương trần bỗng nhiên cất tiếng cười to đột phá ba vị trùng sinh cường giả đột phá đến đỉnh phong thần vương cảnh vừa vào đỉnh phong thần vương trực tiếp đạp vào bản nguyên đại đạo vì ba vị cung chủ chúc dương trần lớn tiếng hét to hí kịch nhan cũng là nghiêng đầu nhìn về phía dương trần lại liếc mắt nhìn tân hoan lên tiếng cười nói cùng vui chúng ta ba người đột phá khi chúc dương cung chủ hi mỗ không có lựa chọn sai, không đến nhầm chỗ. Mấy vị cường giả lớn tiếng trò chuyện. Những người khác bây giờ cũng toàn bộ đều biết tỉnh, một ngày ba đỉnh phong thần vương, đông. Ương đạo cung, thật sự quật khởi, vì đông ương đạo cung trúc cao. Vút tiếng giống vang vọng đất trời. Hơn vạn thầy trò, nhao nhao mặt đỏ lên lớn tiếng cuồng hoan. mươi 1895 cường giả như mây. Dương Trần cùng Tân Hoàn cũng đều là có thể so với đỉnh phong thần vương cường giả. Năm vị đỉnh phong thần vương cường giả, lại thêm cung chủ. Giờ khắc này, các thầy trò kích động, hưng phấn, Đông Ương Đạo Cung vô địch đông. Ương Đạo Cung vô địch. Trấn thiên tiếng giống vang vọng toàn bộ Đông Ương phù đảo, linh hồn chi lực che chắn. Giờ khắc này đã triệt hồi, sau một khắc, bốn phương tám hướng đều có cường giả quát lớn, vì đỉnh phong thần vương chúc vì đông ương đạo cung chúc những người này cũng là rung động không hiểu trong một ngày đông ương đạo cung nghiêng trời lệch đất đỉnh phong thần vương giống như không đáng giá trong nháy mắt xuất hiện nhiều người bọn hắn cho là dương trần cũng bước vào đỉnh phong thần vương cảnh trong lúc nhất thời liền dương trần cũng kèm theo mạnh khó có thể tưởng tượng nhân tộc cao tầng ở trong võ đạo liên minh đỉnh phong thần vương nhiều nhất Bây giờ, Đông Ương Đạo Cung bên này lại là có 6 vị có thể so với đỉnh phong thần vương cảnh. Cường giả, hơn nữa không tính Dương Trần, còn lại 5 người đều có bản nguyên võ đạo chiến lực, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Thượng vị thần vương cảnh cường giả, còn có Côn Uy, Lưu Phá Lỗ. Trung vị thần vương cảnh thì càng nhiều, khi Đông Ương Đạo Cung linh hồn chi lực che chắn tán. Đi, những người này cảm ứng một phen. Đông ương đạo cung lại nhiều trong mấy vị vị thần vương cấp cường giả. Cũng không phải là phía trước đoán cái cân, thẩm thông mấy người kia. Trong mấy vị này khoảng cách vị thần vương cách xa một bước. Lại là chậm chạp không muốn đột phá, chuẩn bị chờ dương trần xuất quan. Muốn đi linh hồn chú thể lộ, cũng không phải là bọn hắn. Trở thành trung vị thần vương cấp cường giả, một người khác hoàn toàn, long trục khuôn đại bình hai vị đông ương đạo cung lâu năm hạ vị thần vương cảnh đạo sư cái cân thẩm thông la tuấn như ba người này giống như đều tại cưỡng chế cảnh giới tống thanh thư những người này thế mà đều đến thần hợp thiên địa bây giờ một chút chuẩn bị tới chúc mừng trung vị thần vương linh hồn chi lực khẽ quét mà qua đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải cường giả như mây trung giai võ giả tại đông ương đạo cung hai lần sau đại chiến nguyên bản chỉ còn lại 2.000 người ra mặt nhưng ngắn ngủi thời gian một tuần. Đông ương đạo cung trung giai võ giả thế mà cao tới 4.000 người tả hữu thời khắc này đông ương. Đạo cung, đạo sư 800 người ra mặt, học viên đã không đến vạn nhân. Lấy vạn nhân quy mô, trung giai lại đã đạt tới tiếp cận một nửa tình cảnh, khó có thể tin, đông. Ương ừ đạo cung, ngày xưa, hạ vị thần linh cảnh cũng có thể làm đạo sư đạo cung hạ vị thần linh cảnh đều được xưng là tinh anh đạo cung, bây giờ tại một nhà đạo cung. Lại là xuất hiện mấy ngàn trung giai cường giả. Ngô Phong, Hí Kịch Nhan, Dân Vực, Dịch Phượng, Tân Vòng, Dương Trần. Sáu vị có đỉnh phong thần vương chiến lực cường giả, Lưu. Phá lỗ, Côn Uy, hai đại thượng vị thần vương. Lưu dơ cao, thật có lý, ngô chấn khải, trái đông minh, mau bay, trà đổi, trái mưa bụi. Khuông đại bình, long trục, chín vị trung vị thần vương, cùng với đông đảo hạ vị thần vương cảnh cường giả, lúc này, tất cả mọi người đều vì đó động dung. Chiến lực như vậy, chỉ sợ không giống như tài quyết vệ yếu đi, không? Hẳn là càng mạnh hơn, mặc dù không có tài quyết vệ cao dai võ giả nhiều. Nhưng mấu chốt đỉnh phong thần vương càng nhiều. Tài quyết vệ đỉnh phong thần vương, liền ti mã hỗn thành một người. Âu Dương Minh không xuất thủ, đạo cung tài quyết điện lệ thuộc trực tiếp quân đoàn đều không? phải là đông ương đạo cung đối thủ ngoại giới đám người động dung dương trần lại là cười nói thẩm đường chủ các ngươi thật muốn đi linh hồn chú thể lộ con đường này vẫn có thiếu sót hơn nữa nguy hiểm vạn phần có thiếu hụt cũng không tiếc thẩm thông bây giờ cũng cực kỳ kích động mặc dù già nua ngữ khí lại là âm vang lớn tiếng nói đông ương đạo cung không thiếu trung vị thần vương không thiếu đỉnh phong thần vương thượng vị thần vương lại là không đủ chúng ta già, không muốn đợi thêm nữa, muốn chờ không được. Đã có cái này mấy cái, chúng ta nguyện ý thử một lần, giờ. Khác này, vừa đuổi tới ngoại giới chung vị thần vương nhau nhau tắt âm thanh, đông ương đạo. Cung, muốn quy mô tính chất đi linh hồn chú thể lộ. Thẩm thông mấy người bị cái sau vượt cái trước, quả nhiên không phải không cách nào đột phá. Mà là không muốn, muốn đi linh hồn chú thể lộ, lúc này, tân hoàn cũng thu nụ cười lại trầm giọng nói ta đi linh hồn chú thể đó là cơ duyên xảo hợp các ngươi nghĩ rèn luyện chân chính bất hủ thần thể khó khăn quá khó khăn bất hủ chi lực đối với các ngươi hiệu quả bình thường chỉ có phá rồi lại lập nát bấy xương cốt cùng nhục thân đúc lại nhục thân thành tựu bất hủ thần thể con đường này không phải tốt như vậy đi các ngươi mấy vị tại ta vẫn học viên thời kỳ cũng đã là đông ương đạo cung đạo sư đông ương đạo cung số lượng không nhiều lão nhân bây giờ có hy vọng chung vị thần vương cảnh chưa hẳn cần đi linh hồn chú thể có chúng ta tại đầy đủ cái cân tức miệng mắng to ngươi có thể đi chúng ta liền không thể đi tân hoàn ngươi là muốn cầm giữ linh hồn chú thể không cho người khác đi đúng không nhớ năm đó lão tử liền biết lòng ngươi mắt tiểu không phải là một cái đồ tốt là không nỡ những cái kia mệnh sữa cảm thấy dương trần nhất định phải cho ngươi có phải hay không tân hoàn liếc mắt lão đầu tử nghĩ kích động chính mình có cái kia tất yếu sao ta là vì ngươi tốt chết làm sao bây giờ sống đến cái cân tuổi tác không dễ dàng đông ương đạo cung cơ hồ không có so với hắn tuổi lớn lưu phá lỗ ngược lại là hơi lớn hơn một chút thế nhưng không sai biệt lắm tại đông ương đạo cung có thể sống đến cái cân cùng lưu phá lỗ tuổi tác thật sự không dễ dàng bây giờ êm đẹp bình thường tấn thăng chung vị thần vương đạo không chọn nhất định phải đi linh hồn chú thể tân hoàn còn đang suy nghĩ một cái chớp mắt âu dương minh cũng xuất hiện ở nơi đây liếc mắt nhìn hí kịch nhan mấy người âu dương minh khẽ gật đầu lại nhìn về phía dương trần trầm giọng nói không thể làm loạn linh hồn chú thể chiến lực có lẽ sẽ cường đại nhưng ngươi biết trong đó phiền phức tiêu hao lớn phía trước còn có sinh mệnh lực trôi qua bây giờ coi như có thể giải quyết. Cũng cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, hơn nữa thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Khuyết thiếu một chút cần thiết thủ đoạn công kích. Tân hoàn cường đại, đó là bởi vì hắn có phương đông đổ nát tuyệt học. Nhưng phương đông rách nát sẽ không bốn phía truyền thụ tuyệt học của mình, ta cũng như thế. Ta, chưa chắc đã là thích hợp các ngươi. Có thể bọn hắn sẽ rất nhanh có thượng vị thần vương cảnh chiến lược cũng chỉ là yếu thượng vị thần vương cảnh nghĩ lại đề thăng độ khó cực lớn dương trần cười ha hả nói không có việc gì đông ương đạo cung không thiếu tài nguyên nói là nói như vậy dương trần cũng không thật sự không xem ra gì nhìn về phía thẩm thông mấy người nói mấy vị lão sư tâm tư của các ngươi ta minh bạch linh hồn chú thể kỳ thực chính là đánh bạc mấy vị cái cân quát lên lề mề chậm chạp như thế nào thành đại sự ngô phong thụ thương không nhẹ bây giờ đông ương đạo cung ngươi đương ra gia, gia chủ há có thể không quả quyết như thế chúng ta nguyện ý đi ngươi nếu là cam lòng mệnh sữa vậy thì giúp bọn ta một chút sức lực sợ chết ai sợ chết đông ương đạo cung không có sợ chết võ giả thật muốn sợ chết lão đầu từ trước đây thụ thương cũng sẽ không suy nghĩ khôi phục tiếp tục yên tâm dưỡng lão chẳng phải là tốt hơn tất nhiên khôi phục Vậy thì muốn tiến thêm một bước mà không phải làm vướng víu. Dương Trần hít sâu một hơi, một bên Âu Dương Minh vẫn là bổ sung một câu, bọn hắn không phải trung vị thần vương, linh hồn chi lực không đủ cường đại, có chút sơ suất. Người bất hủ chi lực nhiều hơn nữa cũng không cách nào cứu sống bọn hắn. Nếu thật là thượng vị thần vương cảnh cường giả, thậm chí trung vị thần vương cảnh võ giả. Đó đều là sinh mệnh lực cường đại đến cực điểm nhất là đến thượng vị thần vương cảnh, dù là biến thành tân hoàn trước đây dạng như vậy. Có bất hủ chi lực, sống sót xác suất chín thành 9. Gần như không sẽ chết, nhưng mấy vị hạ vị thần vương cảnh võ giả biến thành dạng như vậy. Hơi không lưu ý, chắc chắn phải chết. Dương Trần đều có chút hối hận phía trước sách truyện này để cho mấy ông lão lưu tâm. Chương 1896 cái cân thành công nhưng đến bây giờ mức này dương trần bỗng nhiên cắn răng nói tất nhiên mấy vị lão sư nguyện ý đánh cực một lần dương trần không ngăn trở đông ương đạo cung muốn cường đại làm từng bước không được vậy thì thử một lần nếu như mấy vị lão sư hôm nay không có chống nổi cửa này dương trần liền giết nhiều mấy cái ngoại vực xúc sinh vì lão sư nhóm tế điện tiểu tử đừng rùa ta nhóm cái cân cười nói chúng ta trước kia cũng là một đời thiên kiêu tân hoàn cùng chúng ta cùng thế hệ chưa hẳn so ra mà vượt chúng ta hắn đều có thể thực hiện được chúng ta sẽ thất bại yên tâm chính là đến đây đi mấy người một mặt thản nhiên có ít người không biết xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì âu dương minh thấy thế thở dài cũng được tất nhiên muốn đi linh hồn chú thể vậy thì liều một lần a dương trần mệnh sữa lấy ra Dương Trần lần này không có hàm hồ, Âu Dương minh mạnh hơn hắn hơn, thủ đoạn so với hắn nhiều. Lúc này vẫn là nghe hắn hảo, Dương Trần không nói hai lời, thẳng đến thương vụ bộ rất nhanh. Trong tay nâng một cái, cực lớn cái dương bay tới. Bây giờ, ngoại giới trung vị thần vương đều nhìn trợn tròn mắt cái kia một dương lớn tử. Là thứ đồ gì, Âu Dương minh cũng không nói gì nhiều, bất quá vẫn là nói, không. Cần nhiều như vậy, toàn bộ đều dùng dương trần so với hắn dứt khoát vội vàng nói toàn bộ đều dùng tại ba vị lão sư trên thân mệnh sữa không còn có thể kiếm lại âu dương minh trong lòng thầm mắng một tiếng cũng không nói nhảm nhìn về phía ba người mở miệng nói ai tới trước ta ba người chăm miệng một lời âu dương minh nhìn về phía cái cân nói liền hoành đường chủ a lớn tuổi nhất làm ví dụ không được thẩm đường chủ và hồ đường chủ từ bỏ đi cái Cân nở nụ cười, Âu Dương Minh chờ hắn cười xong. Một trưởng vỗ ra, bịch một tiếng. Cái cân trực tiếp nổ tung, Dương Trần ánh mắt biến đổi, nhịn không được nói, xương sọ. Xương sọ cũng nổ tung. Cái này, đừng nói nhảm, chính các ngươi nhất định phải thử. Âu Dương Minh sắc mặt cũng rất nặng nề, linh hồn chú thể. Kỳ thực nhân tộc cao tầng cũng tại nếm thử đại lượng chế tạo, kết quả, thí nghiệm người cơ hồ chết sạch cái này cùng không có mệnh sữa có liên quan phía trước kỳ thực dùng qua mệnh sữa cùng bất hủ chi lực nếm thử bất quá có thể lượng ít vẫn luôn thất bại điểm này âu dương minh so dương trần có kinh nghiệm hơn bất quá là năm đó linh hồn chú thể một mực trôi qua sinh mệnh lực bọn hắn thí nghiệm cái này đều chỉ là vì đại lượng chế tạo một chút duy nhất một lần tự sát võ giả đi ra mà không phải như bây giờ xem như cao cấp chiến lực tới chế tạo đánh tan nát cái cân Âu Dương Minh từ trong cái dương lớn rút lấy một chút mệnh sữa. Đem cái cân bao khỏa thịt nát bắt đầu nhúc nhích, Dương Trần thấy thế vội vàng nói, quá. Ít, không đủ, ít nhất 500 cân, 500 cân, ngươi. Âu Dương Minh rất muốn một cái tát đem hắn cũng đập chết, nhà ngươi mệnh sữa không cần tiền. Sao, 500 cân, thật muốn tiêu hao 500 cân mệnh sữa. Cần phải vì chế tạo một cái yếu thượng vị thần vương cảnh, tiêu hao lớn như vậy. Âu Dương Minh đang muốn nói tâm lý nắm chắc. Kết quả Dương Trần căn bản không cùng hắn câu thông. Linh hồn chi lực dẫn dắt ra mấy trăm cân mệnh sữa đem cái cân thịt nát bao khỏa, nghĩ nghĩ. Trong tay Dương Trần xuất hiện một đại đoàn bất hủ chi lực. Âu Dương Minh nhịn không nổi, quát lên, đủ. Có tài nguyên cũng không phải lãng phí. Sống hay chết, nhìn hắn tạo hóa, không phải nói đồ vật càng nhiều, lại càng an toàn lãng phí tài nguyên cho ai nhìn cho ta xem hay là cho tại chỗ võ giả nhìn lộ ra ngươi dương trần tài đại khí thô ngây thơ ngươi cũng sẽ không là cháu của ta bằng không hắn lời còn chưa dứt dương trần liền ngắt lời nói ta không cho bất luận kẻ nào nhìn ta cũng không phải khoe khoang ta chỉ hiểu rõ một chút nhân mạng quan trọng hơn đồ vật không còn có thể lại đoạt người đã chết nên cái gì cũng bị mất âu dương minh liếc mắt nhìn hắn không để ý hắn tiếp tục khống chế mệnh sữa để cho cục thịt hấp thu mà lúc này tân hoàn lẩm bẩm nói ta lúc đầu cũng quỷ này bộ dáng thật khó nhìn dương trần im lặng lúc này ngươi thế mà nghĩ cái này mấy người đang nói cục thịt bắt đầu kịch liệt nhúc nhích sau một khác cục thịt bắt đầu đúc lại nhục thân thấy cảnh này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra dương trần đã lâu thư một hơi còn tạm được đến mức này cùng tân hoàn trước đây khôi phục thời điểm còn kém không nhiều lắm âu dương minh một bên khống chế mệnh sữa vừa nói chống nổi ta một trường kia không chết hẳn là nguy hiểm liền không lớn thời điểm nguy hiểm nhất chính là khi đó xương sọ phá toái ý chí không đủ cường đại chắc chắn phải chết ý chí đủ cường đại bảo trì một tia thanh tỉnh cùng thần trí biết lợi dụng mệnh sữa đúc lại nhục thân vậy thì vượt qua lớn nhất nan quan Lời này cũng là nói cho thẩm thông hai người nghe, võ đạo ý chí không đủ kiên định. Cầu sinh dục không đủ cường đại, vậy vẫn là đừng thử, nát bấy xương sọ trong nháy mắt. Chắc chắn phải chết, hai người đều không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cục thịt nhìn. Lúc này, cục thịt đã thành hình, cái cân âm thanh truyền ra, quát to, Putin hoa, dương. Trần vội vàng ném ra một đóa Putin hoa, còn không có ném ra bên ngoài. Âu Dương Minh linh hồn chi lực khẽ động kéo xuống một ném cho cái cân. Lần nữa hung hăng nhìn về phía Dương Trần. Tiểu tử này lãng phí nữa, hắn quyết định. Hôm nay tại chỗ đánh cướp hắn, Dương Trần không có lên tiếng âm thanh. Cái cân lấy được Putin hoa, một ngụm nuốt vào bụng, linh hồn hắn chi lực vốn là cường đại. Khoảng cách cụ hiện cách xa một bước. Giờ khắc này, nuốt xuống Putin hoa, một cái chớp mắt, hư không hơi hơi rung động có cụ hiện dấu hiệu một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra một đầu thần kiều lộ ra thần tàng chi môn trong nháy mắt tọa lạc ở thần kiều ngay sau đó một thanh đại đao xuất hiện đó là cái cân linh hồn cụ hiện vật cái cân không chút do dự đằng không mà lên toàn thân tản mát ra kim quang thẳng đến đại đao mà đi thôn đao vào bụng giống một tiếng đau đớn gào thét truyền đến tiếp lấy cái cân nhìn về phía thần kiều cùng thần tàng chi môn há miệng ra thần tàng chi môn cùng thần kiều thu nhỏ vô số lần hướng về trong miệng hắn bay đi ầm ầm cái cân bất hủ thần thể rung động giống như tiếp nhận vô cùng thống khổ to lớn dương trần nhịn không được liếc mắt nhìn tân hoàn tân hoàn thản nhiên nói nhìn ta làm gì hắn điểm nhỏ này đau đớn đều nhẫn nhịn không được có thể cùng ta so sao dương trần không nói gì trước đây tân hoàn cũng không phải như thế dương trần còn nhớ rõ hắn trước đây đột phá cực kỳ nhẹ nhõm cảm giác bất quá tân hoàn là kẻ hung hãn đã từng nhàn rỗi không chuyện gì làm liền đem chính mình xé nát chơi dương trần cảm thấy hắn có thể không cảm giác được đau đớn đang nghĩ ngợi cái cân trên thân kim quang lấp lóe khí huyết trùng thiên ha 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 thành công linh hồn chú thể đơn giản như vậy cái cân cất tiếng cười to ba trăm cân mệnh sữa một putin hoa đơn giản như vậy âu oh. dương minh lắc đầu đông ương đạo cung người có phải hay không không biết đếm giá thị trường gần một vạn vạn ức liền vì chế tạo một cái linh hồn chú thể thật đúng là chưa hẳn có lời âu oh. dương minh nguyên bản còn muốn lấy có thể có thể đại lượng chế tạo bây giờ xem xét tiêu hao quên đi thôi tạo không dậy nổi hoa gần một vạn vạn ức tài nguyên bồi dưỡng một cái yếu thượng vị thần vương cảnh sau đó vì không để sinh mệnh lực trôi qua vẫn là nuốt vàng thú cái chủng loại kia hắn nuôi không nổi dư quang liếc qua dương trần ngươi nuôi lên ngươi liền tiếp tục làm nhìn tình hình kinh tế của ngươi bên trên chút đồ vật kia có thể làm tới khi nào lão tử liền chờ ngươi không có tiền không có tiền ngươi muốn giả tạo xây phù hộ tiền a không có thần Vương Hóa Cảnh giả tạo, ta nhìn ngươi như thế nào giả tạo đi ra? Ngô Phong có thể chưa hẳn có thể đạp vào thần Vương Hóa Cảnh, coi như có thể. Một cái nhập môn thần Vương Hóa Cảnh ra hòa, có thể giả tạo bao nhiêu, hơn nữa bại lộ phong hiểm cũng lớn. Có ta chế tạo tiền giả an toàn sao, còn không phải tới cầu lão tử. Chương 1897 biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp tục hoa, xài hết thần tinh, xài hết mệnh sữa. Putin tin hoa những thứ này đều cho đã xài hết rồi ta nhìn ngươi đến cái nào lộng tiền đi âu oh. dương minh đã tính toán tốt tiểu tử này cái này hoa pháp đừng nhìn mấy chục vạn vạn ức rất nhanh liền không còn tiền này không còn đông ương đạo cung nhiều người như vậy phải nuôi còn có nhiều nuốt vàng như vậy thú hắn không đi nội vực lộng tiền giả sinh ý còn có thể làm sao cùng ta tính sổ tinh tường đi Thu ngươi một nửa phí thủ tục, một cái xây phù hộ tệ, thu ngươi 50 cân thần tinh. Âu Dương Minh nghĩ đến, Dương Trần tạm thời còn không có cân nhắc cái này, lúc này hắn còn tại trong vui vẻ nhân tạo linh hồn chú thể. Không đúng, Tân Hoàn kỳ thực cũng là nhân tạo, thế mà đều thành công. Hắn không biết là những người này ý chí cường đại nguyên nhân. Vẫn là linh hồn chú thể thật sự dễ đi như vậy, tóm lại thành công một ngày này đông ương đạo cung rung động thế giới hí kịch nhan ba người tấn cấp thành công trở thành đỉnh phong thần vương cảnh bản nguyên võ đạo cường giả một ngày này cái cân thẩm thông la tuấn như ba người đồng thời bước vào linh hồn chú thể mặc dù vừa đột phá so với thượng vị thần vương cảnh chỉ hơi không bằng thế nhưng có thượng vị thần vương cảnh chiến lược vẫn là một ngày này dương trần tấn cấp bất hủ thần thể thất biến có thể so với yếu đỉnh phong thần vương cường giả trong vòng một ngày nghiêng trời lệch đất nửa tháng trước đông ương đạo cung vứt bỏ đông cửu hoan quan vô cực chết trận ngô phong cùng thật có lý hôn mê bất tỉnh tất cả mọi người đều cho là lần này đông ương đạo cung sẽ nghênh đón một cái thung lũng kỳ nhưng y hệt năm đó trước kia lão cung chủ chết trận tất cả mọi người cũng cảm thấy đông ương đạo cung sẽ xuất hiện thung lũng kỳ nhưng ngô phong cấp tốc tiếp trưởng đông ương đạo cung cũng không để cho đông ương đạo cung lâm vào hỗn loạn đồng dạng ngô phong hôn mê sau đó dương trần cũng cấp tốc chấp trưởng đông ương đạo cung để cho đông ương đạo cung trong chớp mắt từ thung lũng quật khởi đây chính là truyền thừa có thứ tự từng đời một đông ương đạo cung người chống lên đông ương đạo cung thiên nhiều năm qua đông ương đạo cung chưa bao giờ suy sụp qua dù là gặp phải lớn hơn nữa khốn cảnh đông ương đạo cung, đãi khách đại sảnh, Dương Trần ngồi chủ vị, Âu Dương Minh người xem vị. Trong đại sảnh, cường giả như mây. Đều là đông ương đạo cung cao giai thần vương cấp cường giả, đối với Dương Trần ngồi chủ vị. Không có người có ý kiến, ngô phong không tại. Bây giờ Dương Trần đã bắt đầu chính thức chủ đạo đông ương đạo cung. Dương Trần nhìn quanh một vòng, trong lòng cũng là vui sướng vạn phần, đứng dậy cười nói, lấy trà thay rượu, chúc chư vị lão sư thuận lợi tấn cấp đám. Người nhao nhao nâng chén, cũng là khoan khoái cười to, đáng giá chúc mừng. Uống xong chén thứ nhất, Dương Trần nâng chén nhìn về phía Âu Dương Minh, chậm rãi nói, cũng. Vì nhân loại chúc, vì cửu châu chúc, trung châu đại thắng, cửu châu niềm vui, Âu. Dương Minh chậm rãi nâng chén, uống một hơi cạn sạch, cũng không mở miệng. Dương Trần uống một ngụm, nụ cười thu liễm, mở miệng nói, ngày đại hỉ vốn không nên mất hứng bất quá vẫn là muốn nói phản kích chuyện nên đưa vào danh sách quan trọng cửu châu có ghi chép đến nay chỉ từng mất một lần đông lục hoàn đông cửu hoàn là lần thứ hai đông lục hoàn phản kích đợi thời gian hai năm đông cửu hoàn phản kích chúng ta đợi không được hai năm chúng ta thầy trò cần lịch luyện chúng ta cần một chút tài nguyên chúng ta không có khả năng cả ngày lẫn đêm đề phòng đông cửu hoàn bên trong dị tộc cường giả đánh vào đông ương phù đảo, hơi không cẩn thận, thần vương hóa cảnh không tại. Liền có khả năng tạo thành họa lớn. Phía bên phải, lưu phá lỗ mở miệng nói, giết trở về là tất yếu. Nhưng bây giờ ngô cung chủ thương thế chưa lành, còn tại đang khôi phục dương. Trần khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Âu Dương Minh, hỏi, điện chủ, cung chủ khôi phục mà nói. Cần bao lâu? Âu Dương Minh trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, xem vận khí, có thể ngày mai, có thể vô kỳ hạn dương trần sắc mặt biến hóa rất nhanh mở miệng nói phản kích ngày ta nghĩ một chút năm mới ngày mai cầm lại đông cửu hoan. khoảng cách bây giờ còn có hơn một tháng thời gian nếu như cái này hơn một tháng cung chủ vẫn là không cách nào khôi phục chúng ta cũng không thể một mực chờ tiếp tục chờ đợi âu dương minh nhìn về phía hắn bình tĩnh nói giết trở về là cần thực lực mặt khác phản kích không phải chịu chết nếu như thiệt hại quá lớn dù là cầm lại đông cửu hoàn cũng phải không đền mất. Đông ương đạo cung một khi phản kích. Chưa hẳn chỉ là bây giờ 18 vị dị tộc đỉnh phong thần vương cùng với 12 thành. Người hiểu chưa, Dương Trần gật đầu, nghiêm mặt nói, ta một khi xuất hiện tại đông cửu hoàn. Có thể sẽ dẫn đến càng nhiều cường giả từ trong vực chạy đến. Đông cửu hoàn là thi tẩy vương địa bàn mà đông cửu hoàn xây phù hộ thành trí là dưỡng vương đăng quản, hai vị này thần vương hóa cảnh. Ta có hiểu biết thì tẩy vương dưới trướng, có sáu vị đỉnh phong thần vương cảnh cường già. Trực thuộc loại kia, dưỡng vương bên này, chỉ có bốn vị đỉnh phong thần vương cảnh lệ thuộc trực tiếp mà bọn hắn lệ. Thuộc trực tiếp đỉnh phong thần vương, dưới tình huống bình thường. Một cái tại thần vương hóa cảnh tổ sẽ đợi mệnh, một cái tại vương vực cai quản lãnh địa cho nên đại chiến bộc phát nhanh chung quanh đây hai vị thần vương hóa cảnh nhiều nhất có thể điều tám vị đỉnh phong thần vương cảnh đến giúp âu dương minh thấy hắn liền cái này đều tính cả khẽ gật đầu dương trần lại nói mặt khác ra đông cửu hoan đại mông sơn phụ cận còn có một tòa vương thành là thuộc về hàn ly bản doanh một tòa vương thành khoảng cách đại mông sơn đại khái 4.000 dặm tả hữu lấy đỉnh phong thần vương cảnh tốc độ nếu như vương thành cũng tới viện binh mà nói toàn lực ứng phó phía dưới vương thành chi chủ đến là hòa tinh thành vượt qua sáu nghìn bên trong nếu như còn nghĩ bảo trì chiến lược hắn nhanh nhất cũng cần ba canh giờ tả hữu mới có thể chạy đến hai đại thần vương hóa cảnh dưới trướng kỳ thực cũng không phải một mực tại đại mông sơn chờ lệnh chạy tới mà nói không sai biệt lắm đồng dạng là thời gian này nói cách khác tổng cộng có 9 vị dị tộc đỉnh phong thần vương là có thể sẽ tới tiếp viện. Cần một chút thời gian, ba canh giờ tả hữu, ba trong nửa canh giờ. Nếu như chúng ta có thể giải quyết chiến đấu, vậy những này viện quân thì chưa chắc sẽ đuổi tới, dù là tới cũng chưa chắc dám tham chiến. Dương Trần hít sâu một hơi nói, bất quá ta bây giờ lo lắng một điểm. Một khi Đông Ương đạo cung phản kích ngoại vực thần vương hóa cảnh ra sao thái độ là trực tiếp tham chiến vẫn là cùng thường ngày không quản không hỏi tùy ý chúng ta chém giết nếu như thần vương hóa cảnh tham chiến cái kia cái gọi là phản kích liền thành chê cười chúng ta tuyệt không phải thần vương hóa cảnh đối thủ âu dương minh cười nhạt nói ngoại vực thần vương hóa cảnh gần nhất ngoại vực thần vương hóa cảnh chưa chắc có thời gian quản ngoại vực người trước khi đi gây cổ khư đại loạn tàng vương bọn ra hỏa này đều đuổi đi cổ khư ngoại vực hai đại viễn cổ danh chủ có thể muốn trùng sinh so với ngoại vực chiến tranh những dị tộc này thần vương hóa cảnh càng quan tâm cổ khư tình huống chỉ cần không phải đại quy mô nghiền ép tính tiến công những thứ này thần vương hóa cảnh chưa chắc sẽ để ý đương nhiên đỉnh phong thần vương cảnh không phải có thể tùy ý từ bỏ một khi chiến đấu đến lúc này đối phương thiệt hại quá lớn thần vương hóa cảnh cũng sẽ không thật sự không quản không hỏi đến lúc đó, thì có nói, Âu Dương Minh nói, ngừng một chút nói, mặt khác. Người nói phản kích thời gian, có thể còn cần thương lượng lại một phen, người lần trước mang. Về tình báo, Tây Cương cùng Nam Tam Hoàn cũng có thể tại gần đây phát sinh loạn lạc. Một khi phát sinh loạn lạc, Cửu Châu là bất lực tại Tam Đại Ngoại vực đồng thời khai chiến, bây. Giờ chiến tranh, không giới hạn nữa tại nhất thành chi địa. Thường xuyên sẽ phát sinh một khi khai chiến, chính là một khu chi chiến. Âu Dương Minh chậm rãi nói, Nam Tam Hoàn không tính lớn, tổng cộng chỉ có 8 thành. 16 vị dị tộc đỉnh phong thần vương, mà Tây cương ngoại vực nhưng là không nhỏ. Tổng cộng có 11 tòa thành trì, 22 vị đỉnh phong thần vương dị tộc. Nếu như bộc phát chiến tranh, vậy sẽ phải cân nhắc đối phương toàn bộ tham chiến. Lúc này không thể lại nghĩ đến Hàn Ly một mạch không tham chiến chuyện xây phù hộ hàn ly bản doanh khập khiễng nhiều hơn nữa nhưng hôm nay đã tiến hành hợp tác ngoại vực một chút chiến tranh chỉ sợ cũng truyền vào khác ngoại vực cường giả trong tai đông lục hoàn tổn thất nặng nề chúng tam hoàn trực tiếp bị diệt trung châu ngoại vực tổn thất nặng nề đông cửu hoàn đồng dạng tổn thất nặng nề những thứ này ngoại vực dị tộc thành chủ có ngốc cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt xuất công không xuất lực có khả năng nhưng chỉ cần chiến tranh thuận lợi ngoại vực những dị tộc này cường giả, đánh thuận gió trận chiến vẫn là cực mạnh. Cái này đều không cân nhắc những cấm địa kia yêu tộc. Trường 1898 một canh giờ, Âu Dương Minh nói đi, tiếp tục nói, lại, thêm đông ương phù đảo bên này 18 vị đỉnh phong thần vương dị tộc. Đó chính là hơn 50 vị dị tộc đỉnh phong thần vương mà bộc phát chiến đấu. Có thể sẽ đồng thời phát sinh, khả năng này rất lớn. Người ở bên này bạo phát chiến đấu, ngoại vực cảm nhận được áp lực. Viện quân có thể sẽ không cấp tốc đuổi tới, có thể vì suy yếu cửu châu thực lực, lúc này. Bọn hắn thần vương hóa cảnh cường già cũng sẽ liên thủ. Khởi xướng nhiều cái ngoại vực đồng thời tiến công. Khác ngoại vực bây giờ chưa hẳn liên hợp hoàn tất cần một chút thời gian phối hợp. Nhưng ta nói tam đại ngoại vực đã có liên thủ xu thế, lúc này thần vương hóa cảnh hạ lệnh sẽ nhanh chóng đạt tới nhất trí, hơn 50 vị đỉnh phong thần vương. Mọi người sắc mặt khẽ biến, tân hoàn hơi hơi ngưng lông mày nói, điện chủ có ý tứ là nói. Đông ương đạo cung một khi phản kích, tam đại ngoại vực đồng thời xuất thủ xác suất rất lớn, cực lớn. Âu Dương Minh chậm rãi nói, ngoại trừ đông lục hoàn, trung châu. Chúng tam hoàn cái này tam đại ngoại vực còn lại 21 cái khu vực. Cũng có thể tại thời điểm này ra tay. Mà cái này 21 cái khu vực, tổng cộng có dị tộc thành trì 208 tọa. Đỉnh phong thần vương cường giả bây giờ cũng không đến 400 cái. Có chút thành trì trước mắt liền một vị đỉnh phong thần vương, có nhiều chỗ. Chúng ta cũng không dò xét tinh tường. Mà nhiều đỉnh phong như vậy thần vương dị tộc, bản nguyên võ đạo cường giả hẳn là đạt đến 100 vị. Cho nên bộc phát chiến tranh toàn diện, thần vương hóa cảnh không xuất thủ, nhân loại tất bại. Bất quá các ngươi cũng biết ngoại vực tình huống, phong tỏa đại mông sơn nhiều năm. Ngoại vực hai đại bản doanh đối ngoại vực cai quản không có lấy trước như vậy hữu lực. Rất nhiều ngoại vực thành chủ cũng không nguyện ý vì nội vực bản doanh bán mạng. Dương Trần chờ hắn nói một hồi, ngưng lông mày nói, điện chủ muốn nói. Đông Ương đạo cung bên này một khi phản kích rất có thể rút dây động rừng. Dẫn đến toàn bộ ngoại vực bộc phát chiến tranh toàn diện, không tệ, Dương. Trần cắn răng nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đông Cửu Hoàn ném đi liền ném đi, điện chủ chẳng lẽ một mực muốn tọa trấn Đông Ương Phù Đảo, chỉ khi nào Đại Mông Sơn phát sinh loạn lạc, điện chủ rời đi Đông Ương Phù Đảo. Chẳng lẽ bỏ mặc những dị tộc kia đỉnh phong thần vương đánh vào Đông Ương Phù Đảo? 18 vị đỉnh phong thần vương dị tộc một khi đánh vào Đông Ương Phù Đảo, toàn bộ Đông Ương Phù Đảo chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, cho nên Đông Cửu Hoàn là đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Đây cũng không phải là chỉ là Đông Ương đạo cung thù riêng, nếu như điện chủ có thể bảo chứng. Một mực tọa chấn Đông Ương phù đảo. Vậy ta cũng sẽ không vội vã lập tức giết trở lại Đông Cửu Hoàn, ta có thể đợi. Chờ Đông Ương đạo cung tích xúc đủ thực lực. Nhưng chúng ta đợi không được, Dương Trần hít sâu một hơi, lại thở hắt ra, tiếp tục nói, bây. Giờ đông cửu hoàn, chính là một cái bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể sẽ đem Đông Ương phù đảo nổ, không chỉ là Đông Ương phù đảo, bao quát toàn bộ Đông Châu. Đến lúc đó, mấy ức nhân tộc mất mạng, trách nhiệm này Đông Ương đạo cung đảm đương không nổi. Dương Mỗ cũng đảm đương không nổi, cho nên dù là sẽ xuất hiện một chút hy sinh. Một trận chiến này cũng muốn đánh xuống, Dương Trần nói xong, lại nhìn một hồi Âu Dương Minh. Vứt bỏ Đông Cửu Hoàn, chính là cho Cửu Châu chôn xuống bom, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom điểm này ngươi so ta minh bạch Âu Dương Minh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, vớt. Bỏ đông cửu hoàn, cũng là ta không ngờ tới. Đừng như vậy nữa nhìn ta, ta cũng không hy vọng đông cửu hoàn ném đi. Lúc đó ta muốn một mình ta đi đại mông sơn liền có thể, phương đông rách nát lưu thủ. Đông cửu hoàn không mất được. Tiểu tử, đừng cúng cỏi mà rũ sạch chính ngươi, tiểu tử ngươi tại cổ khư. Làm ra hơn 10 vị thần vương hóa cảnh. Đây mới là phương đông rách nát đi ngoại vực nguyên nhân chủ yếu. Khi đó, đã không kịp thay đổi kế hoạch Trung Châu chi chiến đã bộc phát toàn bộ Cửu Châu. Liền Âu Dương Cuồng Đao một người có thể ra tay, nhưng đông cửu hoàn nguy cơ trùng trùng. Đã xuất hiện bại thế, không có đạo lý để cho Âu Dương Cuồng Đao đi ngoại vực mạo hiểm. Người trêu chọc ba, năm vị thần vương hóa cảnh còn tại trong kế hoạch ta. Trêu chọc ra hơn 10 vị, đây cũng không phải là kế hoạch của ta. Âu Dương Minh cũng là chịu đủ người này, không nhịn được nói, hơn 10 vị thần vương hóa cảnh. Phong Thiên Vương đi đều mà phải sợ đi ra. Người trêu chọc thần vương hóa cảnh năng lực so Phong Thiên Vương canh đại. Gặp Dương Trần muốn nói chuyện, Âu Dương Minh khoát tay một cái nói, "Ngươi. Trêu chọc nhiều như vậy thần vương hóa cảnh, không đơn thuần là ngươi nguyên nhân. Còn có cổ khư đặc thù, hai đại viễn cổ doanh chủ có thể ẩn giấu ở trong đó." cho nên một mực có thần vương hóa cảnh đang ngó chừng bên kia tóm lại việc này đi qua việc này ai cũng không muốn ngươi thiếu cả ngày suy nghĩ lung tung dương trần hít sâu một hơi nói ta không muốn cái này bây giờ cùng điện chủ nói chuyện chính sự đông cửu hoàn là nhất định muốn đánh trở về bằng không điện chủ vào thông đạo đảo loạn thông đạo nhưng bây giờ thông đạo mở ra đông đảo dù là đảo loạn thông đạo cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền rất nhanh sẽ khôi phục đông cửu hoàn một ngày không cầm xuống toàn bộ đông ương phù đảo tu luyện hoàn cảnh đều sẽ trở nên kém đông ương phù đảo võ giả muốn tăng lên chỉ có thể đi địa phương khác cái kia đông ương phù đảo xem như hoang phế rất nhiều kế hoạch liền triệt để lộn xộn trước kia đông lục hoàn bị công phá đông lục hoàn tình huống bên kia điện chủ cũng biết âu dương minh nhẹ nhàng gõ cái bàn rơi vào trầm tư lúc này đích xác có chút tiến thối lưỡng nan, đông cửu hoàn không cầm xuống, đó chính là một uy hát yêu Chỉ khi nào phản kích đông cửu hoàn, địa phương khác cũng sẽ cấp tốc bộc phát chiến tranh. Điểm này, trước đó chưa chắc sẽ phát sinh, bây giờ. xác suất cực lớn, thời gian, tốc độ, Âu Dương Minh chậm rãi nói, nhất định phải nhanh. Nếu như muốn đánh xuống đông cửu hoàn, không thể quá chậm, nhất định phải nhanh. Nhanh đến dù là thần vương hóa cảnh truyền lệnh, các nơi ngoại vực đều không làm tốt toàn diện đại chiến chuẩn bị trong vòng một canh giờ giải quyết sau đó người của các ngươi xuất ngoại vực hồi viên các phương lắng lại chiến đấu một canh giờ dương trần nhíu mày âu dương minh chậm rãi nói canh giờ lúc này khắc ngoại vực một chút chỗ sâu thành chỉ thành chủ có thể còn tại đến tiền tuyến gấp rút lên đường chiến tranh đều chưa hẳn bộc phát nếu như lúc này các ngươi có thể trở về viện binh các phương cho bọn hắn hữu lực ủng hộ ngoại vực dị tộc cũng không ngốc biết rõ chịu chết bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu cái này cũng là thiệt hại nhỏ nhất phương án chỉ khi nào các ngươi kéo dài địa phương khác cũng bạo phát chiến tranh toàn diện dương trần ngươi phải hiểu được bây giờ nhân loại cũng không phải những dị tộc này đối thủ phía dưới tân hoàn mở miệng nói một canh giờ nghĩ đánh tan đối phương đây cũng không phải là chuyện đơn giản vậy nếu không tụ tập cửu châu đỉnh phong thần vương chúng ta đồng loạt ra tay liên thủ trước tiên đánh tan đông cửu hoàn các cường giả lại cấp tốc hồi viên các phương so với ngoại vực chúng ta ưu thế duy nhất chính là cấp tốc điều binh khiển tướng mà bọn hắn ngoại vực quá lớn còn phải thông qua đại mông sơn trung truyền không có dạng này ưu thế âu dương minh nói khẽ không có đơn giản như vậy có một số quy củ vẫn tồn tại ngoại vực thần vương hóa cảnh không muốn lúc này cùng chúng ta bộc phát chiến tranh toàn diện. Thế nhưng không biết cái này thời điểm tùy ý chúng ta tàn sát đối phương. Nói một cách khác, chúng ta kỳ thật vẫn là bị hạn chế. Nếu quả thật muốn điều đỉnh phong thần vương, cửu châu trừ bỏ nhất định phải lưu lại tọa chấn cường giả. Điều 20 vị đỉnh phong thần vương không tính khó khăn, tăng thêm đông ương đạo cung chư vị. Đánh tan đông cửu hoàn là không có vấn đề. Chỉ khi nào chúng ta làm như vậy, rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp phải toàn bộ ngoại vực bao quát nội vực đỉnh phong thần vương phản kích. Chương 1899 lại để mắt tới Tỷ Hưu. Âu Dương Minh nói vài câu, lại nói, bây giờ nội vực đối ngoại vực không quản không hỏi. Đó là bởi vì đại chiến sắp đến, kỳ thực nội vực cũng ôm một chút tiêu hao ngoại vực thực lực. Tiêu hao thực lực chúng ta tâm tư nhưng nếu như chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này tình huống lại bất đồng rồi." Dương Trần nói tiếp, cho nên nói, chỉ có thể dựa theo điện chủ nói như vậy. Một canh giờ bên trong đánh tan đối phương, hồi viên các phương. Mặt khác, chúng ta đỉnh phong thần vương còn không thể quá nhiều, ngoại vực đã có 18 vị. Chúng ta tối đa cũng chỉ có thể xuất động 18 vị đỉnh phong thần vương." Âu Dương Minh thản nhiên nói, sẽ không cho ngươi cơ hội này nhân loại một khi xuất động 10 vị đỉnh phong thần vương trở lên cường già. Vậy thì đại biểu đại quyết chiến, cho nên, nhân số phải tận lực thiếu, ít đến đối phương thần vương hóa cảnh. Cảm thấy bọn hắn có phần thắng. Âu Dương Minh nói, vừa cười nói, ngươi, cho rằng ngoại vực thần vương hóa cảnh thật là đứa đần, bọn hắn không biết tân hoàn rất mạnh. Có thể cho rằng bản nguyên võ đạo võ giả không biết ngô xuyên có thể lấy một trọi hai có thể so với hai vị bản nguyên võ đạo võ giả bọn hắn biết cho nên ngươi nếu là ôm để cho ngô xuyên âu dương cuồng đao những người này tiến vào đánh giết tâm tư của đối phương vậy tốt nhất ít hơn nữa mấy vị ngoại vực đối với chúng ta tình huống giải không tính thiếu biết cái nào đỉnh phong thần vương có dạng gì thực lực cho nên không thể tạo thành đối phương xem xét đã cảm thấy chính mình tất thua Nhất định phải lập tức liên hợp các phe tâm tư. Ngoại vực thần vương hóa cảnh cũng là muốn mặt mũi loại kia. Bọn hắn cảm giác mình có thể thắng. Cái kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi để cho khác thần vương hóa cảnh phối hợp. Dạng này mới ném đi mặt mũi. Âu Dương Minh đối với mấy cái này thần vương hóa cảnh dị tộc tâm tư nhất thanh nhị sở. Cười nói, đỉnh phong thần vương. Phải tận lực khống chế tại 10 người phía dưới, hơn nữa còn không thể xuất hiện tiệt cường cái chủng loại kia, Âu Dương cuồng đao những người này tốt nhất đừng xuất hiện. Thì Tẩy Vương cùng Dưỡng Vương xem xét, tỷ số thắng rất lớn, lúc này. Bọn hắn đều chưa hẳn lại phái chính mình lệ thuộc trực tiếp đỉnh phong thần vương tới cứu viện. Cũng sẽ không các ngươi vừa tiến vào, lập tức liền gọi các phương cùng nhau động thủ. Đánh chính là một cái tranh lệch thời gian. Nếu như các ngươi cấp tốc đánh tan đối phương, đông cửu hoàn đã bất lực tái chiến các ngươi hồi viên các phương, chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng bạo phát âu. Dương Minh nói xong, lại nói, còn có, đừng chỉ nhìn xem đỉnh phong thần vương. Đông cửu hoàn 12 thành, thượng vị thần vương cảnh dị tộc võ giả có chừng 30 cái. Trung vị thần vương 100 vị tả hữu, những dị tộc này đơn độc một cái không tính là gì, liên thủ. Cũng là cực kỳ cường đại, Dương Trần rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Chầm mặc đại khái phút chốc, Dương Trần hỏi, nếu như lần này đánh tan 12 thành dị tộc cường giả, chúng ta có hy vọng cầm tới bọn hắn khoáng mạch sao, nhân loại tại ngoại vực không ngừng phát sinh chiến tranh, suy yếu ngoại vực thực lực là một điểm. Kỳ thực mấu chốt vẫn là vì tài nguyên. Bằng không, nhân loại thế yếu, cũng sẽ không chủ động khởi xướng chiến tranh, cũng không đánh trận liền nhân loại tình huống, năng lượng mỏng manh thần tinh cơ hồ không có, loại tình huống này không giết địch thu được. Nhân loại nào có nhiều cường giả như vậy, cho nên nhân loại liều mạng chém giết, dù là không địch lại đối phương, cũng muốn thường xuyên chủ động khởi xướng chiến tranh. Kỳ thực đại bộ phận nguyên nhân vẫn là vì cướp đoạt tài nguyên, làm bản thân lớn mạnh. Làm cho nhân loại có hy vọng tại toàn diện đại chiến thời điểm có sức liều mạng. Hơn 10 vị thần vương hóa cảnh căng hết cỡ cho bọn hắn hậu duệ của mình cướp đoạt một chút tài. Nguyên, những người khác hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện. Hạ vị thần linh cảnh cũng khó khăn, khoáng mạch Âu. Dương Minh lắc đầu nói, ngươi cho rằng ngoại vực võ giả thật sự đứa đần? Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ chúng ta cướp đoạt bộ phận tài nguyên tu luyện. Tăng cường tự thân, nhưng khoáng mạch là tối kỵ, bọn hắn cũng biết chúng ta gấp thiếu tài nguyên. Cho nên mỗi lần đại chiến, ngoại vực không thèm để ý chết bao nhiêu, không thèm để ý khác nhưng có một điểm tuyệt đối để ý tuyệt không cho phép nhân loại thu được số lớn tài nguyên. Một cái mạch khoáng có thể có thể sinh ra mấy chục vạn nhân tộc cường già. Bọn hắn làm sao lại cho chúng ta cơ hội? Người cướp đoạt khoáng mạch bọn hắn liền dám bộc phát toàn diện đại chiến. Giết máu chảy thành sông. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ có năm đó ở Trung Châu cướp đoạt qua một chút thần tinh. Khoáng mạch cùng với đông cửu hoàn bên này, đó cũng là thắng vương chính mình trả ra đại giới hắn cảm thấy hắn có thể thắng, mới có thể đánh cược một cái mạch khoáng. Nhưng có lần thứ nhất, lần thứ hai cũng sẽ không cùng ngươi cược mấu chốt ở chỗ. Bây giờ cũng không cách nào chế tạo trước đây cục diện, sớm đi khiêu chiến, một khi như thế. Vậy thì bại lộ hết thảy, tranh lệch liền không đánh được. Không cùng ngoại vực thần vương hóa cảnh sớm đạt tới hiệp nghị. Người cướp đoạt khoáng mạch bọn hắn, đó là không thể thực hiện được, bọn hắn tình nguyện hủy cũng sẽ không cho nhân loại một chút mỏ nhỏ không ở tại liệt nếu như có thể đánh xuống một chút quy thuộc thành trì bộ lạc lúc này chúng ta còn có thể thu lấy một chút mỏ nhỏ mạch đây chính là chúng ta những năm gần đây chủ yếu tài nguyên nơi phát ra dương trần nhíu mày nói như vậy đoạt khoáng là không thể thực hiện được vậy lần này đặt xuống đông cửu hoan thu hoạch cũng là có hạn nghĩ một lát dương trần bỗng nhiên nói có thể có thể thử một lần nữa. Điện chủ, ta nghĩ đi trước một chuyến đông cửu hoàn yên cảnh. Tỳ Hưu còn chưa có chết, nó lần trước kém chút chết ở trong tay Thắng Vương. Tất nhiên không cam lòng, ta đi liên lạc Tỳ Hưu lời nói. Có thể có thể liên lạc một nhóm yêu tộc, không cần bọn chúng chính diện tham chiến, chúng ta chiến đấu. Làm cho những này yêu tộc ở hậu phương phá thành, cấm địa yêu tộc chưa hẳn dám làm. Có thể yên cảnh yêu tộc đâu? dương trần ánh mắt lấp lóe nói yên cảnh cũng có số lớn yêu tộc nếu như đại chiến mở ra yên cảnh yêu tộc ra yên cảnh công sát các đại dị tộc thành trì cướp đoạt khoáng mạch thần vương hóa cảnh cũng chưa chắc dám đại lượng đồ sát yêu tộc a à. đám người có chút ngốc trệ ngươi còn muốn đi liên lạc tỳ hưu lần trước bị ngươi hố kém chút mất mạng bây giờ còn sống sót không có sống sót cũng khó nói thắng vương cách không một quyền đem đối phương bất hủ thần thể đều đánh bể, thật sự còn sống sao? Coi như sống sót, còn có lá gan lớn như vậy tiếp tục cùng ngươi hợp tác sao, hơn nữa tỷ hưu chỉ. Là thượng vị thần vương cảnh yêu tộc, một đầu thượng vị thần vương cảnh yêu tộc. Chưa hẳn có thể thay đổi cái gì. Yên cảnh mặc dù có yêu tộc, nhưng những cái kia yêu tộc dưới tình huống bình thường. Tuyệt không ra yên cảnh, Dương Trần cũng không phải yêu vương như thế nào cùng những thứ này yêu tộc đàm phán, tỷ hưu. Dương Trần không đề cập tới, Âu Dương Minh đều nhanh quên đầu này không biết xấu hổ yêu. Thú, nghe được Dương Trần nói phải vào yên cảnh, lại tìm đầu này yêu thú hợp tác. Âu Dương Minh bật cười nói, ngươi là không hố chết nó không bỏ qua. Dương Trần lắc đầu nói, hợp tác thôi, tỷ hưu kỳ thực cũng không ngốc. Có chỗ tốt chuyện nó tài cắn, chúng ta giết dị tộc tu sĩ, nó đi đoạt khoáng lần này là thật sự rất dễ dàng đoạt khoáng, nếu quả như thật đem 12 đầu khoáng mạch chiếm. Vậy thì có nói, Dương Trần L. Iota môi một cái, cười nói, tỷ hưu chiếm khoáng. Đại khái còn có thể trở về yên cảnh, nhưng nó có thể thủ được sao, dù thế nào thôn phệ. Có thể thôn phệ bao nhiêu? Đến lúc đó ta lại đi yên cảnh chạy một vòng, trực tiếp thu những cái kia khoáng xoay tay một cái, khoáng vẫn là chúng ta, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn, tâm thật đen a. À. Lần trước kém chút hố chết đầu kia yêu, lần này lại còn muốn đi hố. Đến nỗi Dương Trần như thế nào tiến vào yên cảnh. Không đi thông đạo vậy cũng chỉ có thể đi lớn mông sơn. Có thể còn có thể mang đến nội ứng ngoại hợp. Còn có, hiện tại cũng không có mở chiến, người cũng đem khoáng mạch cho chủ hoạch. Ngược lại là rất tự tin âu dương minh suy nghĩ một chút nói lại nhìn a à. đông ương đạo cung bên này còn không có xác định được mặt khác chuyện này cũng cần cùng nhiều mặt thương nghị qua vài ngày lại cho các ngươi trả lời chắc chắn hảo dương trần lên tiếng cũng không nói thêm cái gì chuyện này đích xác không phải vỗ đầu một cái liền có thể quyết định chính mình trông cậy vào đông ương đạo cung đơn độc đánh xuống đông cửu hoàn chưa hẳn có thể thực hiện có thể còn phải cần một nhóm viện quân mới được tam. Sư huynh thục châu đạo cung, tiểu thiếu minh châu đạo cung. Hai cái này ra hòa cũng là đạo cung người cầm lái, có thể lần này cũng nên động một chút. chín 1900 thật có lý tỉnh. Đám người thương nghị một hồi. Âu Dương Minh cũng không ở lại lâu, trước khi đi, mở miệng đối với Dương Trần nói, ngươi. Nếu là muốn nhập đông cửu hoàn, độ khó không nhỏ bây giờ đông cửu hoàn thần vương hóa cảnh dị tộc một mực tại chú ý người muốn thông qua cửa vào đi vào lại giả mạo bọn hắn khó khăn dương trần cười nói ta quan sát qua không thông qua cửa vào cũng được chỉ cần có thần vương hóa cảnh nguyện ý thông qua lớn mông sơn trực tiếp đưa ta tới cũng là có thể âu dương minh nghe vậy nhìn hắn một cái tiểu tử này là đem tính toán đánh tới bá vương trên đầu lần này đều không sách để cho hắn tặng chuyện âu dương minh không nói thêm lời cười cười trực tiếp rời đi dù là dương trần đến thượng vị thần vương cảnh thất biến vẫn là không có chút phát hiện nào chờ hắn đi dương trần nhìn về phía đám người chậm rãi nói cái kia chư vị lão sư đều chuẩn bị một chút nên củng cố cảnh giới củng cố cảnh giới nên bế quan thì bế quan giết trở về là bắt buộc phải làm đơn giản nói một hồi đám người riêng phần mình rời đi bọn người đi tân hoàn lưu lại cuối cùng liếc mắt nhìn dương trần mở miệng nói nhiều người nhiều miệng bây giờ xác định phản kích thời gian liền không sợ ra chút ngoài ý muốn dương trần cười nói thời gian cũng không xác định ta liền là nói đại khái thời gian thôi có thể sẽ sớm cũng có khả năng sẽ kéo dài thời hạn nhìn tình huống rồi nói sau nói xong dương trần vừa định lại nói vài câu lúc này thiên linh hy vội vàng đi tới nhìn thấy linh hy dương trần lập tức ý thức được cái gì quả nhiên thiên linh hy nhìn thấy dương trần vội vàng nói lão sư tỉnh cuối cùng tỉnh dương trần nhẹ nhàng thở ra thật có lý trở về đến bây giờ một mực ở vào trong hôn mê trung quy là tỉnh không có lo lắng lại nói dương trần cùng tân hoàn vội vàng hướng tu luyện thất đi đến trong Phòng tu luyện, Thật Có Lý sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn thấy chạy tới Dương Trần mấy người. Thật Có Lý nhìn quanh một vòng, không thấy Ngô Phong, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tân Hoàn lườm nàng một mắt, biết đại khái nàng đang suy nghĩ gì, buồn cười nói, "Lão. Ngô không chết, cặp vợ chồng ly hôn hơn 10 năm, hiện tại rốt cuộc có tính không ly hôn?" "Không." "Chết." Thật Có Lý lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn tiếp hướng Dương Trần, cười nói, "Ngươi cứu chúng ta dương trần tới thời điểm nàng đã sắp vẫn lạc căn bản vốn không biết tình huống dương trần không có tiếp lời tân hoàn cười nói tiểu tử này may mắn tới kịp thời lại đến muộn một chút chúng ta đều xong đời những người khác như thế nào ngô phong đi đâu lão ngô đang bế quan tân hoàn dừng một chút cười nói lần này lão ngô có thể thật muốn nhân họa đắc phúc tiến vào thần vương hóa cảnh có lý ngươi xem như tự nhiên kiếm được cái đại tiện nghi xem ngươi thu học viên ngươi cái kia chồng trước lại là dựa vào hắn tới được đỉnh phong thần vương bây giờ ngay cả thần vương hóa cảnh đều phải dựa vào hắn thật có lý liếc mắt tâm tình ngược lại là tốt lên rất nhiều rất nhanh lại nghĩ tới vừa mới chính mình hỏi tân hoàn cũng không trả lời nghĩ tới đây thật có lý sắc mặt biến hóa trầm giọng nói những người khác đâu thấy mọi người trầm mặc thật có lý lần nữa gượng cười nói như Thế nào, ta thật có lý ở trong mắt các ngươi có yếu ớt như vậy, ai vẫn lạc lão quan. Thật có lý trầm mặc lại, rất lâu mới khẽ thở dài, vẫn nghĩ quan vô cực tính cách trầm ổn. Ngô Phong trước kia cũng từng nói qua, trước đây cung chủ tại quan vô cực cùng lão quan ở giữa kỳ thực là thiên hướng về quan vô cực. Muốn cho quan vô cực tiếp tục dẫn dắt Đông Ương đạo cung tiếp tục đi. Nhưng khi đó, quan vô cực thực lực hơi yếu cuối cùng lão đầu tử mới lựa chọn ngô phong ngô phong tại bá đông thành chi chiến phía trước liền nói nếu là hắn vẫn lạc dương trần còn trẻ đạo cung mọi việc tận giao phó tại quan vô cực thật có lý có chút nói không được nữa trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc dương trần thấy thế cười nói lão sư ngài thương thế vừa càng vẫn là nghỉ ngơi nhiều a à, những sự tình này ta sẽ xử lý tốt ngài học viên bây giờ thế nhưng là chính thức đại diện cung chủ ngài nên cao hứng mới đúng ngài suy nghĩ một chút chồng ngài là cung chủ ngài học viên cũng là cung chủ ngài học viên học viên nói không chừng về sau cũng phải làm cung chủ nhiều đáng giá cao hứng chuyện còn có dương trần cố ý kéo dài âm thanh cười ha hả nói lão sư vừa khôi phục chỉ sợ còn không biết ta đột phá đến thượng vị thần vương cảnh thất biến có đỉnh phong thần vương chiến lược còn có hí kịch lão sư bọn hắn đều đột phá đến đỉnh phong thần vương Tân lão sư cũng đột phá đến thượng vị thần vương cảnh thất biến. Cung chủ có hy vọng thần vương hóa cảnh còn có. Dương Trần đơn giản gần tới kỳ chuyện nói một lần, thật có lý cũng rất giống quên lãng vừa mới thương cảm, nghe vậy cười nói, nói như vậy. Đông Ương Đạo cung bây giờ cao giai thần vương cường giả đều nhanh không đếm hết. Nói xong, lại có chút bất mãn nói, Dương Trần, ngươi đừng quên ta mới là đạo sư của ngươi người ngược lại tốt có chút đồ tốt đều làm lợi ngoại nhân xem tân hoàn lão già này cái này đều tu vi gì lão sư đến bây giờ cũng mới trung vị thần vương cảnh trung đoạn liền không có suy nghĩ một chút giúp lão sư đề thăng điểm cảnh giới dương trần nghe vậy lập tức cười nói lần này cho lão sư lưu lại đồ tốt đợi ngài thương thế triệt để khôi phục ta còn cất điểm putin hoa cùng bất hủ thần thể quả Lão sư không sai biệt lắm cũng có thể tiến vào thượng vị thần vương cảnh. Lão sư phải nỗ lực bằng không chờ cung chủ thần vương hóa cảnh. Ngài mới trung vị thần vương cảnh, nhiều mất mặt hắn. Tiến vào thần vương hóa cảnh thì thế nào? Thật có lý gương mặt không thèm để ý Tân Hoàn lập tức cười nói, "Vậy, ngươi chính là thần vương hóa cảnh phu nhân." Một vị duy nhất còn sống thần vương hóa cảnh phu nhân, cái này còn chưa đủ mọi người nhất thời bật cười nói đến bây giờ thần vương hóa cảnh phối ngẫu cơ hồ đều chết vong cổ vẫn thần giới những cái kia thần vương hóa cảnh đến cùng là nam hay là nữ dương trần bọn hắn kỳ thực cũng không rõ ràng bất quá cơ hồ cũng là đơn thân đó là khẳng định tán gẫu một hồi thật có lý vừa khôi phục đại gia cũng không ở lại lâu rất nhanh ai đi đường nấy thật có lý cũng bắt đầu khôi phục thương thế nàng trong lúc hôn mê, thương thế cũng không có khỏi hẳn. Từ tu luyện thất đi ra, Dương Trần thở phào nhẹ nhõm nói, lão sư tỉnh. Bây giờ còn kém cung chủ. Chờ cung chủ cũng tỉnh, vậy là tốt rồi nhiều. Nói xong, Dương Trần nhìn về phía một bên thiên Linh Hy, mở miệng nói, Linh Hy. Người thống kê một chút đạo cung bây giờ hạ vị thần vương cảnh võ giả, nói cho bọn hắn. Lần này ta tại cổ khư thu được không thiếu tiền bối còn để lại cơ duyên lấy được không thiếu vô nguyên chân nguyên cùng linh hồn chi lực. Tận lực giúp trợ bọn hắn hoàn thành hạ vị thần vương cảnh thần tàng chi môn phong. Bế tốt thiên linh hy lên tiếng, cũng không hỏi. Càng không nhiều lời, tân hoàn lại là truyền âm nói, như vậy thích hợp không? Riêng lẻ vài người đề thăng coi như xong, đạo cung hạ vị thần vương cảnh không thiếu. Dựa theo tình huống này, người nếu là đem người đều tăng lên tới hạ vị thần vương cảnh đỉnh phòng, ít nhất phải thu được trên trăm cỗ tiền bối di hài, cổ khư có nhiều người như vậy tộc. Tiền bối di hài sao? Một khi truyền ra ngoài, Dương Trần, mặc dù bây giờ đại gia có một số việc không nói. Không có nghĩa là thật sự không rõ. Đến lúc đó, một khi thần vương hóa cảnh cảm thấy cần phải làm cho ngươi trợ giúp toàn bộ cửu. Châu võ giả nhanh chóng tấn cấp. Đó chính là đại phiền toái, ngươi dù sao không có thần vương hóa cảnh chiến lược tân hoàn dừng lại phút chốc lại nói ở trong mắt thần vương hóa cảnh có đôi khi rất nhiều chuyện bọn hắn chưa hẳn muốn làm nhưng mà vì đại cục vì toàn nhân loại bọn hắn dù là bị ngàn người chỉ trỏ cũng sẽ đi làm người mặc dù thụ thần vương hóa cảnh xem trọng thế nhưng muốn kiềm chế tới